Chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện thủ thế thân thức tỉnh rồi. chương 21, bật quạt sưởi lên, trong phòng cũng xem như ấm áp, hai người hàn huyên đến 10 giờ rưỡi. Lâm phong trí vào xem điều kiện phòng vệ sinh, chật trội, không có hệ thống sưởi dưới sàn, cũng chẳng có thiết bị sưởi nào khác. Rời xa quạt sưởi trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo len cashmere, lâm phong trí bị lạnh hắt hơi một cái. Hắt xì. Lâm Phong Chí quyết định sáng mai về nhà tắm sau. Bụng dưới hơi căng nhưng Lâm Phong Chí không muốn giải quyết, mặc dù bồn cầu được cọ rửa sạch bóng nhưng nắp đã bị nứt một đường nhỏ, y thực sự không muốn dùng. Y rửa tay qua loa rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Yến Hạc Thanh đang trải giường, Lâm Phong Chí nhìn một lát rồi xoa ót nói, "Sáng nay em tắm rồi, giờ không tắm cũng được chứ?" Không sao, bởi vì đêm nay Lâm Phong Chí sẽ không ngủ lại đây. Không sao. Yến Hạc Thanh trải chăn rồi tới Dương tìm một bộ đồ thể thao cho y, mới giặt sạch đấy, em mặc tạm đi. Lần này Lâm Phong Chí không từ chối, đi cầm lấy quần áo, vì đang mặc áo tay dài nên không sợ sức ra. Sắp đi ngủ, Lâm Phong Chí tháo đồng hồ ra, là một chiếc đồng hồ cơ bằng gốm trắng cực kỳ xinh đẹp và tinh xảo. Y tháo xuống để ở đầu giường, trong phòng quá yên tĩnh nên y chủ động bắt chuyện, cái này là đồng hồ gốm trắng của Richard Mew đấy sau đó lại le lưỡi, em không nỡ bỏ ra hơn một triệu để mua đâu, là quà sinh nhật 18 tuổi bạn em tặng đó. Đi chợt dừng lại, anh nói tụi mình là anh em sinh đôi, vậy tháng trước anh cũng đón sinh nhật 18 tuổi đúng không? Lâm Phong Chí hào hứng hỏi, sinh nhật anh được tặng gì vậy? Lễ trưởng thành hôm đó, Lâm Phong Chí nhận được rất nhiều quà. Quà của người thân và bạn bè chất đầy cả phòng. Cha mẹ Lâm tặng y một ngôi biệt thự nghỉ mát ven biển vì y thích lặn nước anh cả Lâm Phong huyền tặng y thiết bị chơi khúc côn cầu trên băng. Anh hai Lâm Phong giật thì tặng y một chiếc chìa khóa xe điện ba bánh, không đắt lắm mà chỉ hơn 900 000 2,95 tỷ. Lục mục trì thì đặc biệt hơn, tặng y một chiếc đồng hồ gốm trắng và một ngôi sao. Sinh nhật y hôm đó có một tiểu hành tinh ở 61 vĩ độ Bắc, có thể nhìn thấy bằng kính thiên văn. Lục mục trì đã mua tặng y quyền đặt tên, gọi là ngôi sao của Lâm Phong Trí. Lâm Phong Chí càng nói càng hăng, anh có kính thiên văn không? Để em chỉnh cho anh xem, còn có thể nhìn thấy ngôi sao của em nữa đó. Không có, Yến Hạc Thanh lạnh nhạt nói, bỗng nhiên bị làm cụt hứng, Lâm Phong Chí hơi hụt hẫng. à, vậy lần sau tới nhà em đi, em có. Trải chăn xong, Yến Hạc Thanh lấy quần áo đi tắm, em ngủ trước đi, anh vào tắm đã. Lâm Phong Chí không ngủ được, Yến Hạc Thanh đi tắm, y ngồi bất động trên ghế sofa. Quá lạnh, vừa rời xa quạt sưởi thì toàn thân y lạnh cóng, chân cũng lạnh theo. Chẳng hiểu sao Yến Hạc Thanh không chịu tìm phòng có hệ thống sưởi dưới sàn nữa. Phòng cũng nhỏ xíu chẳng có chỗ nào để tham quan, nếu là phòng y thì có thể ngắm tủ giày phiên bản giới hạn của y, còn có thể tìm sao bằng kính thiên văn nữa. Không có gì làm, Lâm Phong Chí cầm bộ đồ thể thao của Yến Hạc Thanh, vẫn có mùi bột giặt như trước đây, còn rất mềm mại phòng vệ sinh vọng ra tiếng nước tí tách, Lâm Phong Chí mặc đồ vào. Ống quần và tay áo hơi dài nên y phải sắn lên. Điều bất ngờ là bộ đồ này không làm xước da y. Lâm Phong Chí thử trà nhẹ tay áo vào cổ tay mình nhưng chẳng có gì bất thường xảy ra, cũng không bị dị ứng nổi mẩn đỏ. Vậy là sao? Lâm Phong Chí xăm soi nửa ngày, chất liệu không giống vải cotton pima mà y hay mặc, cũng không giống những loại vải xịn khác mà rất bình thường, sao lại không làm y xước ra nhỉ? Tiếng nước ngừng lại, chẳng bao lâu sau cửa phòng vệ sinh bật mở, hơi nóng bốc ra, Lâm Phong Chí quay lại hỏi quần áo anh. Y chợt im bặt, trên đầu Yến Hạc Thanh chùm một chiếc khăn khô, mặc áo ngủ sạch sẽ, vừa lau tóc vừa đi ra. Tóc ướt xoăn tự nhiên khác hẳn lúc bình thường, áo ngủ đen tuyền làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu, cổ cao thanh mảnh, vì ngâm nước nóng nên giờ phút này môi cậu đỏ mỏng, hàng mi dài ẩm ướt hờ hững rũ xuống mi mắt. Trước đây Lâm Phong Chí tự thấy mình rất đẹp, nhưng khi nhìn Yến Hạc Thanh y lại có cảm giác tự ti. Nói thế nào nhỉ, ngoại hình khá giống nhau nhưng khí chất khác xa một trời một vực. Yến Hạc Thanh toát ra một loại khí chất từ trong xương tủy, nhìn là biết từng đọc rất nhiều sách, là sinh viên xuất sắc học rất giỏi. Điểm thi vào đại học T của Lâm Phong Chí không tệ, nhưng y là sinh viên nghệ thuật nên các môn văn hóa chỉ ở mức tầm tầm bậc trung không cao cũng chẳng thấp. Còn thành tích của Yến Hạc Thanh vô cùng xuất sắc, thi đậu vào ngành hot của trường đứng đầu cả nước. Lâm Phong Chí chợt nhớ đến Lục Lẫm, Lục Lẫm cũng là sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh. Anh theo học một ngành hot khác là luật, Lâm Phong Chí bỗng thấy ghen tị với Yến Hạc Thanh. Nếu y cũng vào Đại học Bắc Kinh, dù Lục Lẫm đã tốt nghiệp nhiều năm, dù không học cùng ngành nhưng cũng tạm xem như đàn em của Lục Lẫm. Ít nhất Lục Lẫm sẽ nhớ tên y ánh mắt lâm phong trí mơ màng, lại bắt đầu nhớ nhung lục lẫm. Chẳng biết giờ này lục lẫm đang làm gì nhỉ, quần áo làm sao, Yến Hạc Thành đã lau tóc gần khô, kéo khăn xuống vắt trên cổ. Lâm phong trí, a à, một tiếng, hả, em vừa hỏi quần áo anh mà. Lâm phong trí nhớ lại, y dơ bộ đồ lên, à à, em muốn hỏi đồ anh may bằng chất liệu gì vậy, da em nhạy cảm lắm nên có nhiều loại vải sẽ gây dị ứng, mặc đồ của anh thì lại không bị. Đồ cũ, Lâm Phong Chí sừng sốt, có chất liệu này nữa sao? Đồ mặc lâu năm mòn đi sẽ không làm xước ra. Yến Hạc Thanh hờ hững giải thích, Lâm Phong Chí sừng sốt, thì ra là ý này. Y cúi đầu nhìn bộ quần áo, Yến Hạc Thanh giữ còn rất mới, không ngờ lại là đồ cũ. Ngẩng đầu lên, y thấy Yến Hạc Thanh đi vào bếp, Lâm Phong Chí cầm đồng hồ gốm trắng lên xem, đã hơn 11 giờ rồi, y thắc mắc anh muốn ăn khuya à? Nấu nước, yến hạc thanh vừa nấu nước xong thì tiếng đập cửa vang lên ánh mắt cậu khẽ động tới rồi lục mục trì yến hạc thanh hứng một ly nước máy chậm rãi tưới cho mấy chậu sen đá trên bệ cửa sổ đồng thời đứng trong bếp nói vọng ra chí chí mở cửa đi đây là lần đầu tiên lâm phong chí có trải nghiệm này giường đối diện cửa có người gõ sẽ nghe rõ mồn một, một cảm giác rất mới lạ nhưng đã trễ thế này còn ai tới nữa chứ bạn học đồng nghiệp hay là bạn bè của yến hạc thanh ừm lâm phong trí đứng dậy tò mò ra mở cửa cửa mở ra còn người lâm phong trí bỗng nhiên mở to kinh ngạc không thôi lục mục trì ngoài cửa lục mục trì bị tuyết mỏng bám lên người lập tức cứng đờ máu như đông lại tay chân lạnh toát hắn tìm tới gây sự không ngờ lại đụng chúng lâm phong trí lục mục trì nhíu mày gặp phải người mình thích ở nhà đàn ông lạ chuyện này hắn phải giải thích sao đây lỡ như lâm phong trí cũng kinh hãi tạm thời y không muốn nói cho lục mục trì biết quan hệ giữa mình và yến hạc thanh sao lục mục trì lại tìm tới đây chẳng lẽ hắn biết rồi à mặt lâm phong trí nhăn nhúm ngón tay bất an siết chặt nắm cửa hai người cùng chột dạ nhất thời ăn ý không lên tiếng đúng lúc này giọng yến hạc thanh vọng ra từ trong bếp ai thế dầm chớp mắt tiếp theo lâm phong trí đột ngột đóng ấp cửa lại tim đập như sấm. Yến Hạc Thanh từ trong bếp ra, giả bộ thản nhiên hỏi, sao thế? Không có gì, Lâm Phong chi máy móc lắc đầu rồi vơ lấy áo khoác của mình, em sực nhớ ra có việc chưa làm, thôi em đi trước nhé. Không kịp thay đồ, Lâm Phong chí mặc áo khoác vào rồi hấp tấp mang giày, mở hé một khe nhỏ lách mình chui ra ngoài. Yến Hạc Thanh bưng nước ấm, không nói gì mà đi tới bàn trà đổ ra mấy viên thuốc ho nuốt xuống. Uống nước xong, cậu khẽ ho khan mấy tiếng lâm phong trí kéo lục mục trì xuống lầu đi thêm mấy phút nữa mới dừng lại trong lòng y cực kỳ hoảng loạn không biết lục mục trì chỉ đơn thuần đến tìm mình hay là đã nghe phong thanh gì đó rồi anh cả vắng nhà anh hai và lục mục trì xưa nay không hợp nhau cha mẹ lâm cũng sẽ không nói với hắn nhưng mỗi ngày nhà họ lâm có không ít người ra vào yến hạc thanh lại có gương mặt khá giống y Lâm Phong Chí vô cùng hối hận vì lần trước mời Yến Hạc Thanh đến nhà họ Lâm làm khách. Y nhìn Lục Mục Chi chăm chăm, rụt rè hỏi dò. Anh, anh tới đây tìm em chi vậy? Lúc này Lục Mục Trí cũng bình tĩnh lại, xem ra Lâm Phong Chí vẫn chưa biết hắn quen Yến Hạc Thanh mà hiểu lầm hắn đến tìm mình. Hắn lập tức mượn gió bẻ măng, không gọi được cho em nên anh gọi cho chú Lâm, nghe nói em ở nhà bạn nên anh hỏi địa chỉ tìm tới. Lâm Phong Chí âm thầm thở phào nhẹ nhõm y cười cong mắt, anh tìm em gấp vậy có chuyện gì không? Lục mục chỉ bỗng nhiên tới gần, ngón cái xoa nhẹ vết bầm trên mặt lâm phong trí, xem vết thương của em lành chưa ấy mà. Đầu ngón tay lục mục chỉ thoang thoảng mùi thuốc lá, không thô giáp như yến hạc thanh, tay hắn hơi lạnh, còn rất láng mịn, gò má lâm phong trí bỗng dưng nóng ran, y không cảm thấy bản thân vuốt ve mặt nhau có gì mờ ám nên cũng chẳng tránh mà chế nhạo, còn tưởng chuyện gì lớn nữa chứ, có chút chuyện nhỏ xíu mà cũng chuyện nhỏ với em nhưng chuyện lớn với anh lục mục trì chăm chú nhìn y dưới ánh đèn hình dáng lục mục trì có mấy phần giống lục lẫm khiến lâm phong trí ngẩn ngơ một lát sau y chớp mắt nói muộn rồi em về nhà trước đây lục mục trì gật đầu anh đưa em về trên lầu yến hạc thanh lấy ra chiếc đồng hồ gốm trắng kẹp trong sách mình rồi mở sách đọc đọc một hồi cậu tắt đèn đi ngủ sáng hôm sau trên đường yến hạc thanh đi làm lâm phong trí gọi điện tới y vẫn chưa quen xưng hô với yến hạc thanh chỉ nói cụt ngủn buổi sáng tốt lành rồi đi thẳng vào vấn đề mấy ngày nay em bận học quần áo và đồng hồ gửi tạm chỗ anh nhé cuối tuần em tới lấy dừng một lát y do dự nói nếu không phải đồng hồ do bạn em tặng thì cho anh luôn cũng được y cảm thấy yến hạc thanh không phải người hám của nhưng dù gì cũng là đồng hồ hơn một chiều cứ nói khéo trước đã yến hạc thanh bình thản đáp ừ qua điện thoại càng gượng gạo hơn, cũng chẳng có gì để nói, Lâm Phong chỉ nói vu vơ mấy câu rồi mượn cớ vào lớp để cúp máy. Những tấm biển quảng cáo lướt nhanh ngoài tàu điện ngầm, Yến Hạc Thanh cất điện thoại, tàu dần dừng lại, cửa mở, dòng người đi làm chen nhau ùa ra. Yến Hạc Thanh đi cuối cùng, không nhanh không chậm ra khỏi cổng chạm. Tám rưỡi sáng chưa có khách, hôm nay làm ca sáng là Yến Hạc Thanh và một nam phục vụ khác. Yến Hạc Thanh thay đồng phục rồi kho người xếp bánh ngọt vào tủ. Nam phục vụ còn lại khinh thường bĩu môi, hết sức chướng mắt Yến Hạc Thanh. Quản lý không có ở đây, giả bộ siêng năng cho ai nhìn thế. Hắn xua tay, tôi vào toilet đây, cậu trông tiệm đi. Sau đó cầm điện thoại chuồn ra ngoài tìm chỗ lười biếng. Yến Hạc Thanh không phản ứng mà chăm chú bày biện bánh kem. Cậu không thích đồ ngọt, nhưng những món có màu sắc rực rỡ và hương vị thơm ngọt luôn làm tâm trạng người ta vui vẻ. Một ly cà phê đen, một phần bánh kem, một giọng nói vang lên trên đầu. Yến Hạc Thanh đứng dậy, mỉm cười lễ phép, hoan nghênh quý khách, vui lòng chờ một lát. Sau đó quay người pha cà phê, lục lẫm nhìn không chớp mắt bóng lưng gầy gò thẳng tắp kia cho đến khi Yến Hạc Thanh bưng cà phê tới. Trong tiệm rất yên tĩnh, thiếu niên cúi đầu đẩy nắp ly bỏ vào túi giấy, sau đó lại mở cửa tủ bánh, vô cùng chuẩn xác lấy ra một miếng bánh vuông hơi nhiều kem ở bên trái lục lẫm không nói gì mà lẳng lặng chờ yến hạc thanh đóng gói túi quần rung nhẹ anh lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi anh ấn nút kết nối chuyện gì thứ sáu tuần này là đêm độc thân cuối cùng của tớ trước khi cưới lục tổng nhất định phải nể mặt tham dự đấy nhé tả quân kiệt cười nói đóng gói xong yến hạc thanh còn lấy duy băng tím thắt một cái nơ con bướm giống như tối qua tặng cho lục lẫm ánh mắt lục lẫm khẽ động, điềm tĩnh hỏi, ở đâu? Chưa biết nữa, tả quân kiệt nói, hay là để lục tổng chọn nhé? Khó tìm được chỗ nào vừa lòng cậu lắm. Lúc này Yến Hạc Thanh đã bỏ chung bánh kem vào túi đựng cà phê, sửa lại các góc cho thẳng thớm rồi đặt lên quầy trước mặt lục lẫm. Không lên tiếng mà chờ anh nói chuyện điện thoại xong. Cậu tự chọn đi, lục lẫm thờ ơ nói. Cốc tai ngon là được rồi. Uống cốc tai hả? Vậy tới oxygen đi. 8 giờ tối thứ sáu nhé. Tả quân kiệt cười ha ha, 8 giờ sư phụ tiểu yến mới đi làm. Lục lẫm cúp máy rồi móc ví trả tiền, bao nhiêu? Yến Hạc Thanh mỉm cười, không cần đâu, tôi mời ngài. Hôm nay cũng giảm nửa ra à? Không phải, nhưng tôi là nhân viên nên được giảm 20%. Lục lẫm rút hai tờ tiền để lên quầy rồi nói, lần sau giảm nửa giá hãy mời. Anh sách đồ đi, Yến Hạc Thanh dõi theo lục lẫm đi xa hàng mi dài chớp nhẹ. Thứ sáu à, chương 22, lục lẫm sách túi giấy xuất hiện ở chỗ làm, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp các nhóm chat lớn nhỏ trong công ty. Túi giấy lục tổng sách là của quán cà phê dưới lầu đúng không? Lục tổng tự đi mua cà phê luôn à, cả bánh kem nữa, có người thấy đó. Má ơi, đúng là sống lâu chuyện gì cũng gặp mà. Tin đồn này khiến buổi trưa quán cà phê bán đắt như tôm tươi nhất là bánh kem vuông. Bận rộn cả ngày, Yến Hạc Thanh tan ca về nhà, mới tràng vạng mà trời đã tối đen, trụ sở lục thị bên cạnh nguy nga lộng lẫy, từ tầng cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh trung tâm thành phố, tựa như ẩn trên tầng mây đen nhánh, cao không với tới. Yến Hạc Thanh thu mắt lại, cậu chưa biết chắc thái độ của lục lẫm đối với mình ra sao, nhưng ít ra cũng không quá kém mà rất có ấn tượng. Nếu không đã chẳng tới quán cà phê mua một cái bánh kem mà mình không thích. Trong chuyện lần đầu tiên lâm phong trí hôn lục mục chỉ chính là ngày sinh nhật của lục lẫm lâm phong trí tự tay làm một ổ bánh kem dâu nhiều tầng rồi giả làm người giao hàng đưa tâm ý của mình đến lục thị kết quả là tiếp tân lịch sự mỉm cười xin lỗi lục tổng của chúng tôi không quen vị lâm tiên sinh này à? lâm phong trí đẩy vành mũ lên cuống quyết nói không phải tôi quen lâm tiên sinh có quen lục tổng thật mà chị gọi điện hỏi lại lần nữa được không đây là quà sinh nhật lâm tiên sinh tặng cho lục tổng đó tiếp tân cười ái ngại tôi đã hỏi thư ký rồi lục tổng thật sự không biết người này đâu mời anh về đi à lâm phong trí cắn môi dưới đột nhiên cắm đầu chạy bừa sắp đến thang máy thì bị mấy bảo vệ chặn lại rồi tống cổ ra khỏi lục thị lâm phong trí tức gần chết tôi phải vào các anh thả tôi ra đi bảo vệ ném y ra cửa rồi cảnh cáo còn quấy rối nữa thì chúng tôi báo cảnh sát đấy đương nhiên lâm phong trí còn lâu mới chịu nghe lời y đã bỏ công làm bánh kem dâu nên nhất định phải tặng cho lục lẫm đang định xông lên thì cánh tay bị ai đó giữ chặt chú không ăn bánh kem đâu đừng phí sức nữa nghe giọng nói quen thuộc lâm phong trí choáng váng vừa quay đầu lại thì lập tức đối diện với ánh mắt lục mục trì y đỏ bừng mặt lắp bắp nói sao sao anh lại vẻ mặt lục mục trì còn khó coi hơn cả khóc không gạt em đâu từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thấy chú anh ăn bánh kem cả nghe vậy lâm phong trí không để ý tới chuyện lục mục trì đã biết người mình yêu thầm là ai y tức giận hất tay lục mục trì ra trước kia không ăn đâu có nghĩa là sau này sẽ không ăn chỉ cần chú ấy nếm thử nhất định sẽ thích thôi lục mục trì nhìn y chằm chằm em đang nói bánh kem hay nói mình vậy mặt lâm phong trí càng đỏ hơn y phụng phịu thờ hồn hình không trả lời lửa giận của lục mục trì bốc lên cao hắn giật lấy hộp bánh kem, được, anh sẽ đưa dùm em. Hắn kéo Lâm Phong Trí vào lục thị, vì có lục mục trì nên lần này chẳng ai cản nữa. Vào thang máy lên tầng cao nhất, lục mục trì lạnh nhạt nói, đi sau lưng anh, đừng nói gì hết. Sắp được thấy lục lẫm nên tim Lâm Phong Trí đập loạn, y ngoan ngoãn gật đầu, biết rồi. Nhìn bộ dạng này của y, lục mục trì nổi cơn ghen dữ dội. Phất lờ câu chào của thư ký rồi đi đến gõ cửa phòng chủ tịch, chú là cháu đây. Vào đi, nghe giọng lục lẫm, hai chân lâm phong trí như nhũn ra, y đặc biệt thích giọng nói của lục lẫm, trầm thấp từ tính, rất muốn nghe anh gọi tên mình. Lâm phong trí đỏ mặt nghĩ thầm, đẩy cửa ra, bên trong là một văn phòng rộng lớn bài trí đơn giản. Lục lẫm đang ngồi gõ phím ở bàn làm việc, hỏi mà không ngước mắt lên, chuyện gì? Lục mục chỉ đi tới đặt bánh kem dâu xuống rồi trương ra khuôn mặt tươi cười, hôm nay là sinh nhật chú, không về nhà mà cũng không mở tiệc sinh nhật thì chán lắm cháu làm bánh kem tặng chú đấy ạ à? lâm phong trí âm thầm liếc trộm người đàn ông kiệm lời cách đó không xa nhìn thấy đường viền hàm sắc như dao của lục lẫm y lại bắt đầu u mê nhìn từ góc độ nào cũng rất đẹp trai không có gì làm thì về thăm cha cháu đi lục lẫm không nhìn bánh kem lục mục trì đã biết trước kết quả sẽ như vậy cháu tự làm đó hắn liếc nhìn lâm phong trí chú nể tình ăn một miếng đi mà. Lục lẫm ân nút gọi nội bộ, vào đây, thư ký lập tức bước vào, ngài có gì dặn dò à? Bánh kem ăn xế, lục lẫm nhìn tài liệu không chớp mắt, đem ra phát đi. Toàn thân lâm phong trí nhất thời lạnh buốt y dõi theo thư ký, chờ mắt nhìn ổ bánh tình yêu mà mình cảm cụi làm cả ngày đi xa dần. Hôm đó lâm phong trí uống rượu suốt đêm, nhìn lầm lục mục trì thành lục lẫm nên cuồng nhiệt ôm hôn hắn nửa tiếng, suýt nữa còn lau xuống cướp cò trên giường. Trời lại đổ tuyết, kèm theo là một cơn mưa lạnh giá, Yến Hạc Thanh bình thản bật dù lên đi tới ga tàu điện. Lúc này trên tầng cao nhất của lục thị, lục lẫm nghe tiếng mưa rơi, đưa mắt nhìn xuống cửa sổ sát đất. Dòng người đông đúc, trời tối như mực, lục lẫm thu mắt lại rồi nhìn chỗ bên trái máy tính, một miếng bánh kem vuông lẳng lặng nằm đó. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện mình nghe được lúc trưa khi đi ngang phòng giải khát bánh kem cũng bình thường thôi nhưng có em phục vụ đẹp trai lắm nếu không phải em còn trẻ quá thì tôi đã xông lên rồi đúng đúng đẹp trai cao giáo trắng trẻo đúng là tuyệt đại mỹ nhân tôi mà có tiền thì cưới em về thờ luôn chỉ để mình mình ngắm thôi tôi thì khác chỉ thích cỏ non thôi nhưng hỏi xin wechat thì em không cho hức hức tình chị em tuyệt vời biết mấy chị thương cương mà lục lẫm cầm bánh kem lên để cả ngày nên kem đã hơi chảy lục lẫm mở hộp ra rồi lấy thìa múc một miếng. Bỏ vào miệng, vị kem nhạt nhẽo động trên đầu lưỡi, không thơm ngọt bằng hôm qua. 18 tuổi, đúng là vẫn còn rất trẻ. Sao, sáng thứ sáu, Yến Hạc Thanh đi cắt tóc, lâu quá chưa cắt nên tóc hơi dài. Không tạo kiểu mà chỉ cắt ngắn lên mấy cm, đến tiệm đầu phố, chủ tiệm là một phụ nữ trung niên có nụ cười rất phúc hậu, cắt gội sấy chỉ lấy 10 tệ, bà cười tùm tìm, Dì mở tiệm hơn ba chục năm rồi mà giờ mới thấy cái đầu đẹp vậy đấy, là bẩm sinh hay bố mẹ xoay đầu cho cháu vậy. Quét mã a phải trả phí nên bà không xài mà chỉ lấy tiền mặt, Yến Hạc Thanh móc túi lấy ra một tờ 50 tệ đưa tới, cháu cũng không biết nữa. Bà chủ cúi đầu tìm tiền thối, về hỏi bố mẹ cháu xem, gì cũng muốn làm đứa cháu gái có được cái đầu tròn đẹp như vậy. Yến Hạc Thanh không nhớ rõ cha mẹ mình lắm, trong ký ức mơ hồ, hình như mẹ là một phụ nữ vô cùng dịu dàng nói chuyện nhỏ nhẹ nấu chè rất ngon còn viết chữ rất đẹp có lẽ yến hạc thanh viết chữ đẹp là nhờ mẹ rèn cho cha thì chẳng có ấn tượng gì chỉ nhớ ông từng nói một câu mẹ sinh các con ra hết sức cực khổ để cảm ơn mẹ mang các con đến thế giới này con và em trai đều theo họ yến của mẹ phải luôn nhớ đến mẹ nghe không yến hạc thanh sợ thời gian trôi đi ngay cả mình cũng sẽ quên mất cha mẹ nếu vậy trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến họ nữa, thật quá tội nghiệp. Vì vậy khi biết người nhận nuôi tên Yến Thắng Bình cùng họ với mình, Yến Hạc Thanh đã đồng ý. Đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn, Yến Hạc Thanh mỉm cười trả lời, tháng đầu sinh ra đặt nằm nghiêng, cứ hai tiếng thì lật một lần, đến sáu tháng thì tình lần nào lật lần đó, sau sáu tháng thì mỗi ngày cho nằm một phía, khoảng một tuổi chắc sẽ có đầu tròn thôi à. Bà chủ đã tìm đủ tiền thối cho Yến Hạc Thanh, vừa cười vừa ghi lại, còn trẻ mà đã hiểu biết nhiều vậy rồi, nếu cháu gì có được đầu tròn thì sau này gì sẽ cắt tóc miễn phí cho cháu. Yến Hạc Thanh cười nhẹ, không nói gì mà cất tiền rồi ra khỏi tiệm cắt tóc, đi đến ga tàu điện ngầm. Trạng vạng tối không có tuyết rơi, tàu điện vắng vẻ hiếm thấy, Yến Hạc Thanh đứng ở chỗ cũ đeo tai nghe nghe từ vượng tiếng Nga. Cậu luôn tận dụng những lúc này để tự học tiếng Nga, có không ít tài liệu sinh học phải đọc sách gốc. Hơn nữa nước Nga rất giỏi về sinh học, Cậu định sau khi tốt nghiệp sẽ sang Nga học thạc sĩ Hai tiếng học từ vựng trôi qua nhanh chóng Đến chạm Yến Hạc Thanh cất tai nghe đi rồi theo dòng người xuống tàu Đến quán ba đã hơn 7 giờ Còn có bữa tối miễn phí Hôm nay cả quân kiệt bao chọn nên bữa tối thịnh soạn hơn thường lệ Yến Hạc Thanh lấy một đĩa cơm chiên hải sản ra góc ngồi ăn một mình Sắp ăn xong thì quản lý ngồi xuống bên cạnh rồi hớn hở nói Tiểu Yến, hôm nay quán ba được bao chọn là khách quen đấy cuối tuần kết hôn nên đêm nay tổ chức tiệc giã từ độc thân. Vâng, Yến Hạc Thanh tỏ vẻ hờ hững, quản lý dứt khoát nói thẳng, thôi để anh nói luôn nhé, tả tổng thích cốc tai em pha lắm, bất kể thế nào đêm nay em cũng phải pha rượu cho cả phòng, cứ xem như chúc mừng anh ấy kết hôn đi. Quản lý hạ giọng, anh biết lượng công việc này lớn nên rất vất vả. Anh nói chuyện với sếp rồi, đêm nay sẽ thưởng cho em 10 ngàn. Yến Hạc Thanh im lặng, thấy cậu không trả lời, quản lý lại tiếp tục tăng giá, lương cũng tăng gấp 3. Lương mỗi giờ của Yến Hạc Thanh là 100, mỗi tuần làm 2 đêm, một đêm 7 tiếng, một ngày 700 tệ. Lương gấp 3 cộng thêm tiền thưởng 10 000 một đêm là 12 140 triệu. Ăn xong, Yến Hạc Thanh bưng đĩa đứng lên, vâng. Quản lý thở phào nhẹ nhóm, chốc lát sau có điện thoại, hắn vội đứng dậy nghe, tả tổng, dạ dạ, ngài cứ yên tâm, đêm nay Tiểu Yến sẽ pha cho cả phòng mà, vâng vâng vâng, em gọi cậu ấy lên ngay đây à. Yến Hạc Thanh vừa cất đĩa xong thì bị quản lý kéo lên phòng đặt riêng. Trong phòng náo nhiệt hơn mọi khi, trên bàn dài bày đầy rượu đắt tiền. Ba chiếc ghế sofa ngồi đầy nam nữ, không ít người thường xuyên xuất hiện trên TV. Buổi tiệc đêm nay bọn họ chơi rất lớn, đánh bài thoát y, có mấy người chỉ còn mỗi quy ẩn lót. Yến Hạc Thanh đẩy xe rượu vào gian phòng huyên náo nhất thời im bặt. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía cậu, trong phòng không thiếu mỹ nhân nhưng ai cũng dung tục tầm thường, Yến Hạc Thanh thì khác, từ cậu toát ra vẻ trầm tĩnh lạnh lùng không cho phép bất kỳ ai khinh nhờn. Yến Hạc Thanh đẩy xe rượu đến chỗ trống duy nhất rồi yên tĩnh lấy ly pha rượu, cách biệt rõ ràng với thế giới ngợp trong vàng son này. Sở tử Ngọc vung tay lên trong đám người, rõng rạc nói, sư phụ tiểu Yến. Cuối cùng em cũng tới rồi, anh muốn uống godfather hắn đã say đến nỗi mụ mẫm yến hạc thanh khẽ gật đầu trước tiên pha một ly godfather trên chiếc sofa trong cùng một đôi mắt đen nhìn chằm chằm yến hạc thanh lâm phong giật không ngờ sẽ đụng phải yến hạc thanh ở quán bar hơn nữa cậu còn là bartender lần trước ở nhà họ lâm yến hạc thanh biết trồng hoa đánh cờ còn là sinh viên giỏi của đại học bắc kinh nên hắn cứ tưởng cậu thanh cao lắm ai ngờ cũng chỉ là món hàng ở hộp đêm mà thôi hoàn toàn không xứng làm anh trai của em út yêu dấu nhà hắn. Thanh niên mà hắn đang ôm nhìn theo ánh mắt hắn, ghen tị nép vào ngực hắn, Lâm Nhị Thiếu cũng thích tiểu yến à. Lâm Phong giật quay sang hôn lên môi y một cái rồi nhíu mày hỏi, em biết cậu ta à? Thanh niên tỏ vẻ ghen ghét, đương nhiên rồi, dạo này cậu ta là ngôi sao của quán ba mà, người ngấp nghé cậu ta không ít đâu. Anh đừng nhìn mất công, người ta chỉ pha rượu thôi chứ đàng hoàng đứng đắn lắm mũi chân y cọ vào bắp chân lâm phong giật, nhị thiếu, chỗ này ồn quá, sang chỗ khác nói chuyện nhé. Lâm phong giật không để ý tới y mà nhìn về phía Yến Hạc Thanh, đột nhiên cất giọng cười vang, ê bartender mới tới, chỉ pha rượu thôi thì chán lắm, đến đổ xúc sắc với bọn tôi đi. Hắn vừa dứt lời thì đủ loại ánh mắt khác nhau lại đổ dồn vào Yến Hạc Thanh, hôm nay thư đem ra cược cho mọi trò chơi không phải tiền mà là người. Mỹ nhân lạnh lùng này có dám chơi không? Tả quân kiệt không để ý động tĩnh bên này mà cầm điện thoại ra khỏi phòng, lão lục, cậu đến đâu rồi? Yến Hạc Thanh vừa vào đã thấy Lâm Phong giật, cậu đẩy nắp chai rượu lại rồi bình tĩnh ngước mắt lên. Chơi gì, Lâm Phong giật nhíu mày, đơn giản thôi, đồ xúc sắc so lớn nhỏ, ai thua thì chọn một người trong đây hôn 5 phút, nếu đối phương từ chối thì phải múa thoát y. Đề nghị của Lâm Phong giật được mọi người ủng hộ nhiệt liệt, những ánh mắt hao háo nhìn Yến Hạc Thanh nãy giờ chỉ hận không thể lột ra bộ đồng phục vướng víu trên người cậu. Trong lòng Lâm Phong giật đầy toan tính, hắn là cao thủ đồ xúc sắc, sợ Yến Hạc Thanh không dám chơi nên mới cố tình đưa ra điều kiện đầu tiên. Dù sao hắn cũng có cách để mọi người ở đây từ chối hôn Yến Hạc Thanh. Hắn muốn quay video Yến Hạc Thanh làm trò hề cho em trai cưng của mình xem. Lông mi Yến Hạc Thanh rũ xuống che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Được thôi. Cậu bình tĩnh nói, cùng lúc đó, một chiếc Bugatti màu đen từ từ dừng lại trước cửa quán ba. chương 23, quy tắc đổ xúc sắc so lớn nhỏ rất đơn giản, mỗi người đổ ba con xúc sắc rồi cộng lại, nếu cực nhỏ thì ai thấp điểm hơn sẽ thắng, cược lớn thì ai cao điểm hơn sẽ thắng. Nhắc tới trò chơi, Sở Tử Ngọc là người tích cực nhất, hắn hò hét, nhỏ nhỏ nhỏ. Ok, so nhỏ, Lâm Phong giật cầm cốc xúc sắc lắc mấy lần rồi đổ ra bàn, một con hai điểm, hai con một điểm. Sở tử Ngọc ngồi xuống rồi trồm tới cộng, hai cộng một cộng một, bốn điểm. Đám người vây xem cũng phân khích theo, Yến Hạc Thanh phải lắc ra ba con một điểm thì mới thắng được, nhưng lắc ra ba con giống nhau thực sự rất khó. Xem ra đêm nay có thể ngắm mỹ nhân lạnh lùng hôn say đắm hoặc múa thoát y rồi. Lâm Phong giật đã nắm chắc phần thắng trong tay, hắn liếc nhìn Yến Hạc Thanh, đến lượt cậu đấy. Yến Hạc Thanh ung dung sắn tay áo để lộ một đoạn cổ tay mảnh khảnh trắng nón, sau đó cầm cốc xúc sắc lên, động tác vô cùng thành thạo lưu loát, không đợi đám người hoàn hồn, Yến Hạc Thanh đã đặt cốc xuống. Mở ra, đù, sở tử Ngọc Kinh ngạc hét ầm lên, ba con một điểm, ba nhỏ hơn bốn. Tiểu Yến thắng rồi, sắc mặt lâm phong giật lập tức trở nên khó coi. Có náo nhiệt để xem, sở tử Ngọc hào hứng thúc giục, lâm phong giật thua rồi. Mau tìm người hôn đi mặc dù không được xem cảnh nóng bỏng của mỹ nhân lạnh lùng nhưng xem Lâm Nhị Thiếu cũng vui, mấy người khác nhau nhau lấy điện thoại ra quay phim. Vẻ mặt Lâm Phong giật thay đổi mấy lần, hỏi cũng không hỏi mà nghiến răng kéo qua thanh niên bên cạnh rồi đè ra ghế sofa hôn ngấu nghiến, triền miên say đắm. Bầu không khí trong phòng lập tức sôi trào, vô số điện thoại dí sát vào hai người đang cắn môi nhau, quay chụp từ khoảng cách gần. Năm phút trôi qua, Lâm Phong dập biến thành trò vui nên hai mắt đỏ ngầu vì tức, đẩy ra thanh niên bị hôn nhũn cả người rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn Yến Hạc Thanh, "Chơi ván nữa đi, lần này so lớn." Cùng lúc đó, một bóng dáng cao lớn anh tuấn xuất hiện ở cửa. Yến Hạc Thanh nhìn thoáng qua, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. "Được, đã thua một lần nên lần này Lâm Phong giật hết sức thận trọng, hắn nhìn Yến Hạc Thanh, cùng lắc một lượt đi." Yến Hạc Thanh không có ý kiến hai người cầm cốc xúc sắc lắc một lát rồi đồng thời đặt xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cốc xúc sắc, hai người cùng đổ ra, sở tử ngọc ngồi xổm đếm của Lâm Phong giật trước, 2, 3, 6, 11 điểm. Lâm Phong giật lập tức nhìn xúc sắc của Yến Hạc Thanh, 1, 1, 2, 4 điểm. Mặc dù lần này Yến Hạc Thanh thua nhưng Lâm Phong giật vẫn nhíu mày. Yến Hạc Thanh thua, trong phòng nhất thời tĩnh mịch, sở tử ngọc liếm môi, lần này không hò hét ầm ĩ nữa cứ cảm thấy yến hạc thanh toát ra một vẻ cao quý không thể khinh nhờn không thích hợp để thành trò cười trong đám có người thúc giục em bartender chọn người hôn hay là múa thoát y luôn dưới ánh đèn lờ mờ sắc mặt yến hạc thanh vô cùng trầm tính sở tử ngọc xoa mũi thực sự không muốn thấy yến hạc thanh khó xử nên quyết định hy sinh môi mình chủ động nói hay là em hôn anh đi em có thể hôn ngài được không Bỗng nhiên Yến Hạc Thanh nhìn ra cửa, đám người cũng nhìn theo. Ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn nãy giờ đứng im lìm, tả quân kiệt đi toilet xong quay lại thấy lục lẫm bất động thì thắc mắc sao không vào. Sở tử Ngọc lập tức tỉnh rượu, phát, bartender này đúng là vừa có tài vừa to gan, tìm ai không tìm lại tìm ngay lục lẫm. Lần này bị từ chối chắc rồi, hơn nữa không chỉ bị từ chối thôi đâu, lục lẫm xưa nay luôn chướng mắt mấy trò chơi thấp kém này lỡ anh nổi trận lôi đình thì không phải từ chối là xong chuyện đâu. Bartender này gây chuyện lớn rồi, sở tử ngọc đau hết cả đầu. Lục lẫm chậm rãi đi vào phòng, thật ra hầu hết mọi người ở đây cũng không biết anh, chỉ là khí thế của lục lẫm quá mạnh nên cả phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Tiếng giày ra bước trên sàn nhà nghe rõ mồn một, một, lục lẫm đi đến trước mặt Yến Hạc Thanh. Anh nhìn xuống thiếu niên, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt thiếu niên trong veo phẳng lặng không lẫn bất cứ thứ gì khác. ấy ấy, sở tử ngọc sợ lục lẫm nổi giận nên cắn răng đi tới giảng hòa, tụi tớ chỉ đùa thôi. Chưa nói hết câu thì sở tử ngọc đã sững sờ, chỉ thấy lục lẫm đưa tay ôm eo yến hạc thanh rồi nhẹ nhàng linh hoạt kéo thiếu niên vào lòng mình. Lục lẫm cúi đầu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm hai cánh môi mỏng kia, được. Cái gì, sở tử ngọc kinh ngạc suýt sớt cầm hắn không nghe nhầm đấy chứ lục lẫm nói được sao? Tả quân kiệt từ phía sau tới cũng đứng sững tại chỗ, phát. Thì ra lục lẫm thích nam. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh một cách quái dị, chẳng ai dám dơ điện thoại lên quay phim. Tâm tình lâm phong giật càng phức tạp hơn, hắn biết lục lẫm, chỉ là chưa từng tiếp xúc với anh. Thật không ngờ lục lẫm lại nhìn Trung Yến Hạc Thanh. Ngay khi sắp hồn Yến Hạc Thanh, lục lẫm bỗng nhiên dừng lại, trên gương mặt lạnh lùng chẳng có biểu cảm gì, hờ hững nói ra ngoài hết đi bốn chữ đơn giản rõ ràng sở tử ngọc là người đầu tiên hoàn hồn hắn lập tức đuổi người mau 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 ra ngoài đi tả quân kiệt cũng tới gần nói dưới lầu có mấy người mới tới đấy mọi người xuống chơi đi người có thể khiến tả quân kiệt và sở tử ngọc nghe lời răm rắp như vậy chắc chắn phải có quyền thế ngập trời ở đây toàn kẻ thức thời nên không dám ở lại xem náo nhiệt nữa mà kéo nhau đi hết trong phòng dần vắng vẻ Lâm Phong giật nhíu mày nhìn Yến Hạc Thanh hồi lâu mới miễn cưỡng nhấc chân ra ngoài. Đối mặt với người đứng đầu lục thị, hắn không thể không kiềm lại bản tính thiếu gia của mình. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại tả quân kiệt, sở tử ngọc, lục lẫm và Yến Hạc Thanh. Ánh đèn chiếu vào đôi mắt trầm tĩnh của thiếu niên, lục lẫm nói tiếp, hai cậu cũng ra ngoài đi, đóng cửa lại. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, sở tử ngọc suýt kêu lên, sao bọn họ cũng phải đi chứ chẳng lẽ lục lẫm còn muốn làm chuyện gì khác ngoài hôn nữa à? Trai già mới ăn mặn lần đầu mà cuồng nhiệt vậy sao? Cả người sở tử ngọc đều mụ mị, nếu mấy phút trước có ai nói với hắn lục lẫm đã hạ phàm thì hắn sẽ vung tay đập cho một phát, không tin không tin. Tả quân kiệt nhìn sắc mặt lục lẫm rồi thức thời kéo sở tử ngọc đi nhanh ra ngoài, gión rén đóng cửa lại. Phòng cách âm rất tốt, vừa đóng cửa đã lập tức ngăn cách với lầu dưới huyên náo, lặng ngắt như tờ trong phòng chỉ còn lại lục lẫm và yến hạc thanh eo thiếu niên nhỏ đến nỗi một tay anh có thể ôm trọn gầy đến mức khó tin lục lẫm buông tay ra rồi lùi lại một bước cao mày hỏi nếu tôi không đến thì cậu định làm thế nào yến hạc thanh chớp mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ tinh nghịch hợp với tuổi mình tôi thấy ngài tới nên mới đồng ý chơi mà dù lắc được bao nhiêu điểm thì tôi cũng tuyệt đối không thua đâu vẻ mặt lục lẫm từ từ giãn ra đi tới sofa ngồi xuống sao cậu biết chắc tôi sẽ giúp cậu? Ngài là người tốt mà, khóe miệng Yến Hạc Thanh khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên lục lẫm được phát thẻ người tốt, anh thản nhiên nói, người tốt chưa chắc sẽ giúp cậu đâu. Nhưng ngài đã giúp tôi rồi đấy thôi, lục lẫm nhất thời im lặng, Yến Hạc Thanh nói tiếp, hôm nay ngài lại giúp tôi thêm một lần, tôi là bartender ở đây, ngài muốn uống gì để tôi pha cho. Lục lẫm cười nút tay áo, Negroni. Yến Hạc Thanh quay lại xe rượu yên lặng pha chế. Trong phòng bật đèn mờ, hình dáng cậu vô cùng mơ hồ, lục lẫm nhìn một lát rồi hỏi cậu bao nhiêu tuổi. 18, lục lẫm lại hỏi, không đi học à? Có chứ, đang học năm nhất, Yến Hạc Thanh pha rượu, giọng nói mát lạnh như suối, hai tháng nay tạm nghỉ. Lục lẫm trầm ngâm, làm nhiều việc như vậy, cậu cần tiền lắm à? Yến Hạc Thanh đã pha rượu xong, cậu bưng đến chiếc bàn trước mặt lục lẫm rồi bình thản đáp vâng cần lắm lục lẫm không lên tiếng anh bưng ly rượu lên hương vị vẫn như mọi khi uống mấy hớp rồi nói tôi sẽ nghỉ lại đây đêm nay cậu cũng đừng ra ngoài cậu không thích hợp làm ở quán ba đâu lục lẫm uống cạn chỗ rượu còn lại rồi đặt ly xuống thật sự cởi áo khoác ra dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi yến hạc thanh nhẹ nhàng đi tới một chiếc sofa khác ngồi xuống cậu nhìn bóng tối lờ mờ trước mặt ánh mắt hơi lấp lóe. Cậu đổ xúc sắc rất giỏi, khi làm thêm ở quán ba cũ, một nữ tiếp thị bia đã dạy cho cậu. Quán ba đủ loại người hỗn tạp, đổ xúc sắc có khi sẽ giải quyết được rất nhiều rắc rối. Quả nhiên hôm nay đã có ích, nghĩ ngợi một hồi, Yến Hạc Thanh cũng hơi buồn ngủ, trong phòng bật máy sưởi vừa đủ, cậu quấn chặt áo rồi nghiêng người tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm lại, ngủ rất yên tĩnh. Thời gian từ từ trôi qua, gian phòng im ắng không có bất kỳ âm thanh nào, trong bóng tối, lục lẫm chậm rãi mở mắt nhìn về phía Yến Hạc Thanh cách đó không xa. Tướng ngủ của thiếu niên rất ngoan, rất yên tĩnh, khuôn mặt thanh tú vùi vào cổ, tóc mái rũ xuống che khuất mắt cậu. Hai tay đầy vết chai sần để trên đùi, ngay cả tư thế ngủ cũng là học sinh ngoan. khụ khụ bỗng nhiên thiếu niên ho khẽ mấy tiếng, chắc vì hơi lạnh nên cậu kéo kín áo lại, cả người co do trên sofa lần trước rơi xuống nước vẫn chưa khỏe sao. Lục lẫm khẽ nhíu mày rồi đứng dậy tìm công tắc tăng nhiệt độ trong phòng lên. Trở lại ghế sofa, đột nhiên lục lẫm muốn hút thuốc, anh rất ít khi hút, chỉ thỉnh thoảng cần suy nghĩ chuyện gì đó mới hút một điếu. Thò tay móc hộp thuốc lá ra khỏi túi, vừa định châm lửa thì nghĩ đến Yến Hạc Thanh cũng đang ở đây, thế là anh cất vào lại. Lúc này dưới tầng trệt, sở tử Ngọc và tả quân kiệt đều nhìn chằm chằm lên lầu một, một người còn há hốc miệng chưa ngậm, một người tạc lưỡi trầm trồ. Cuối cùng tả quân kiệt cũng biết tại sao lần trước lục lẫm hỏi tên người ta, thì ra là để ý Yến Hạc Thanh. Một lát sau, cuối cùng sở tử ngọc cũng ngậm miệng lại, hắn băn khoăn nhíu mày, cậu đoán xem chừng nào lão lục mới xuống. Tả quân kiệt bưng rượu lên, ai biết, sở tử ngọc dày dạn kinh nghiệm phân tích, lần đầu khá là mới mẻ, với bộ dạng nhà cháy khó dập lửa của cậu ấy, kiểu gì cũng phải mấy tiếng mới đủ chứ đúng không? Trời sáng, đồng hồ sinh học của Yến Hạc Thanh rất chính xác, cậu tỉnh dậy đúng 6 giờ. Cậu mở mắt ra, trước tiên nhìn tới chỗ lục lẫm, anh có vẻ ngủ rất say. Yến Hạc Thanh không lên tiếng mà gión rén đứng dậy mở cửa, sau đó âm thầm đóng lại không gây ra tiếng động nào. Cửa vừa đóng thì lục lẫm lập tức mở mắt, anh cầm hộp thuốc lá bên cạnh lên rút một điếu. Yến Hạc Thanh xuống lầu, tầng trệt rất yên tĩnh, chẳng có mấy người, cậu về phòng thay đồ rồi rời khỏi quán ba. 6 giờ, trời vẫn chưa sáng hẳn, vừa ra cửa thì có một người bám theo Yến Hạc Thanh. Cậu không hề biến sắc mà thong thả đi tới trước, âm thầm quan sát xung quanh. Chỉ giây lát sau, cậu phát hiện đối diện có một xe đầy bán đồ ăn sáng. Yến Hạc Thanh băng qua đường, tới gần mới biết chỗ này bán bánh kép, có mặn có ngọt. Yến Hạc Thanh nhìn thực đơn, mua một phần bánh kép chuối và một ly sữa đậu nành. Chủ quầy là một bà cụ đã già nhưng động tác hết sức nhanh nhẹn, trải ra lớp bánh thật mỏng rồi cuộn nhân chuối lại, sau đó bỏ vào túi giấy. Cả thầy 8 tệ rưỡi, bà cụ đưa bánh và sữa đậu nành cho Yến Hạc Thanh. Cảm ơn bà, Yến Hạc Thanh trả một tờ 10 tệ, thấy tiền mặt bà cụ rất mừng, thanh toán bằng mã QR do con trai bà thu, sau khi quét mã tiền sẽ vào túi hắn. Bà cụ tìm một tệ rưỡi thối lại cho Yến Hạc Thanh cậu bỏ tiền vào túi rồi quay người đi tiếp tới ga tàu điện ngầm. Bánh kép mới ra lò còn nóng hổi, cầm trong tay có thể giữ ấm, Yến Hạc Thanh cẩn thận cắn một miếng, vừa nóng vừa ngọt, chưa ăn được mấy miếng thì một người đã chặn lại trước mặt cậu. Lâm Phong giật đợi Yến Hạc Thanh cả đêm, bám theo cậu từ quán ba đến đây. Thấy Yến Hạc Thanh ăn ngon lành món rẻ tiền bán ven đường, Lâm Phong giật ghét bỏ cau mày, cậu nghèo đến vậy cơ à? Yến Hạc Thanh không thèm để ý hắn mà uống một hớp sữa đậu nành, thái độ hoàn toàn khác xa lần trước ở nhà họ Lâm. Thậm chí Lâm Phong giật còn có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt rằng Yến Hạc Thanh đang khinh bỉ hắn. Điều này khiến Lâm Phong giật điên tiết, hắn nhếch miệng cười lạnh, "Nếu để bạn học của Chí Chí biết cậu làm ở quán ba thì em ấy sẽ mất mặt lắm đấy." Yến Hạc Thanh hạ ly sữa đậu nành xuống, thản nhiên nói, "Tôi kiếm tiền bằng sức lao động nên chẳng có gì mất mặt cả." Lâm Phong giật cười khẩy, bằng sức lao động, tôi thấy bằng thân xác thì có, tối qua ở trong phòng chẳng phải lục lẫm để ý cậu à. Hắn nheo mắt lại, cậu thử nghĩ xem nếu tôi nói chuyện này cho Chi Chi biết thì em ấy có còn nhận cậu là anh nữa không? Yến Hạc Thanh hờ hững rút điện thoại ra khỏi túi rồi bật một đoạn video, là clip tối qua Lâm Phong giật hôn đàn ông 5 phút. Yến Hạc Thanh thờ ơ nói, anh thế này nó mới càng không muốn nhận đấy. Lâm Phong giật thấy video thì nổi điên lên, cậu mà dám để lộ ra thì tôi quyết không tha cho cậu đâu. Cái này do anh quyết định chứ, Yến Hạc Thanh cất điện thoại đi, muốn nước sông không phạm nước giếng hay muốn ngọc đá cùng nát. Lâm Phong giật cắn chặt răng, hắn nhìn Yến Hạc Thanh trừng trừng, khuôn mặt co rúm lại, xem như cậu lợi hại. Sau đó quay người hầm hầm bỏ đi, giải quyết xong một chuyện vặt vãnh, Yến Hạc Thanh ăn bánh tiếp. Trước khi lên tàu điện ngầm, cậu phải giải quyết xong bữa sáng. Cùng lúc đó, tả quân kiệt lên lầu một gõ cửa, lão lục. Vào đi, tả quân kiệt đẩy cửa vào, trong phòng bật đèn sáng như ban ngày, chỉ có một mình lục lẫm, ghế sofa rất sạch sẽ, nhìn không giống vừa trải qua tình hình chiến đấu kịch liệt. Tả quân kiệt ngạc nhiên hỏi, tiểu yến đâu? Lục lẫm mặc áo khoác vào, đi rồi. Vẻ mặt tả quân kiệt hết sức đặc sắc, hai người không làm gì hết à? Không. Tả quân kiệt khó hiểu, vậy sao tối qua cậu lại thế? Lục lẫm cũng chẳng phải nhà từ thiện hào tâm gì, mặc dù hàng năm lục thị đều có tên trong danh sách quyên góp nhưng đêm qua giúp ba tender kia khác thường như thế, nói không có ý gì còn lâu hắn mới tin. Lục lẫm không trả lời, sửa sang tay áo rồi bước ra khỏi phòng, đi trước đây. chương 24, chuyến tàu đầu tiên đông nghịt người đi làm, không khí vô cùng ngột ngạt. Yến Hạc Thanh đứng trong góc, yên lặng nghe từ vượng tiếng Nga. Cậu phải qua hơn 20 trạm, sau đó đổi sang chuyến khác để đến quán cà phê, gần 8 giờ thì tới nơi. Cậu là người đầu tiên đến cửa hàng, lau sạch mặt bàn rồi quét dọn vệ sinh, vì còn sớm nên cậu lấy sách tế bào học ra, đứng trong quầy thu ngân đọc say xưa. 9 giờ, Trương Thanh kịp chạy vào quán dây cuối cùng, trời rất lạnh nhưng chán cô vẫn lấm tấm mồ hôi. Quẹt thẻ thành công, Trương Thanh thở phào nhẹ nhõm, Cô liếc nhìn sách của Yến Hạc Thanh nhưng đọc chẳng hiểu gì. Cô tặc lưỡi, "Tiểu Yến, một ngày của cậu 48 tiếng hay sao thế? Vừa làm vừa học mệt chết. Đến giờ làm việc, Yến Hạc Thanh cất sách đi rồi, khẽ mỉm cười, vẫn ổn mà." Trương Thanh lắc đầu, "Cậu là người chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp đấy." Cô nhoè miệng cười, "Hồi xưa người ta hay nói rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc kiếm cơm mà vẫn muốn dựa vào thực lực, tôi thấy câu này hợp với cậu lắm đấy." Yến Hạc Thanh không trả lời, Trương Thanh cười cười, không nói gì nữa mà ra sau bếp làm việc. Thấy đã đến lúc, Yến Hạc Thanh cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Phong Chí. Hôm nay có tới lấy đồ của em không? Anh đang đi làm, khoảng 7 giờ tối sẽ về. Lâm Phong Chí đang ngủ thì điện thoại trên tủ đầu giường rung nhẹ. Y mơ màng cầm điện thoại lên, thấy tên Yến Hạc Thanh thì choàng tỉnh, ngồi dậy xem tin nhắn. Nhìn thấy nội dung, Lâm Phong Chí thở phào nhẹ nhõm thì ra là việc này. Y mau chóng trả lời, cả ngày hôm qua em chơi khúc côn cầu trên băng mệt chết đi được, hôm nay muốn nghỉ một hôm, ngày mai tới lấy được không, ngày mai anh không đi làm chứ. Không đi làm, trả lời xong, Yến Hạc Thanh để điện thoại xuống, nhìn phản ứng của Lâm Phong Chí, xem ra Lâm Phong giật chưa nói với Y chuyện tối qua. Thứ bảy rất ế ẩm, cả buổi sáng bán không tới 10 ly cà phê. Trong tiệm không bao ăn chưa nên Trương Thanh tự đem theo cơm hộp, bỏ vào lò vi ba hâm mấy phút, mùi thơm tỏa ra khắp nơi, cô quay đầu tìm Yến Hạc Thanh, Tiểu Yến, tôi có đem theo sủi cào trứng, cậu muốn. Điện thoại trong tiệm reo lên, Yến Hạc Thanh ra hiệu cho Trương Thanh chờ một lát rồi nghe máy, hai ly caramel latte, một ly mocha, ba ly cappuccino, ba cái tiramisu, lầu 56 đúng không ạ? À? Vâng, cúp điện thoại, Yến Hạc Thanh nói với Trương Thanh, cậu ăn đi, để tôi giao hàng đã. Trương Thanh bĩu môi, sau khi có Yến Hạc Thanh lượng đơn giao ngoài tăng vọt, chủ yếu là muốn ngắm người mà thôi. Đóng gói xong, Yến Hạc Thanh sách đồ tới tòa nhà bên cạnh. Thứ bảy đại sảnh vắng hơn mọi khi, chỉ có một tiếp tân, người này đã quen mặt Yến Hạc Thanh nên bấm thang máy dùm cậu. Yến Hạc Thanh mỉm cười cảm ơn rồi vào thang máy. Lên thẳng một mạch không dừng nên chỉ giây lát sau đã tới tầng 56, văn phòng rộng thanh thang vắng ngắt, chỉ có mấy người đang họp trong phòng, Yến Hạc Thanh gọi điện cho người đặt hàng rồi yên lặng chờ ở cửa thang máy. Chốc lát sau, một cô gái chạy tới mỉm cười nhận đồ, cảm ơn em nha. Không có gì à, Yến Hạc Thanh khẽ gật đầu rồi đi vào thang máy. Thang máy hạ xuống đến tầng 40 thì dừng lại, cửa mở ra, Yến Hạc Thanh chớp mắt mấy cái, lục tiên sinh. Lục lẫm không ngờ gặp lại Yến Hạc Thanh nhanh vậy, ánh mắt anh đào qua bộ đồng phục quán cà phê của cậu. Vừa làm việc suốt đêm, giờ lại tới đây làm tiếp sao? Lục lẫm bước vào thang máy, chào buổi sáng. Yến Hạc Thanh mỉm cười, chào buổi sáng. Cửa thang máy đóng kín, bên trong yên tĩnh trở lại, thiếu niên đứng ở trong cùng, thân hình cao gầy phản chiếu trong cánh cửa màu vàng đồng. Lục lẫm quang minh chính đại nhìn cậu, so với lần trước ở hồ đã tròn lên chút xíu nhưng vẫn còn rất gầy. Chưa khỏe nữa à, lục lẫm chợt hỏi, Yến Hạc Thanh ngẩn ra dây lát rồi nhoẻn miệng cười, khỏe nhiều rồi ạ. À? chỉ lâu lâu mới ho thôi lục lẫm lại hỏi thích câu ca à vâng yến hạc thanh gật đầu mới đầu chỉ câu cho vui về sau phát hiện ra sức hút của câu cá nên không dứt ra được nữa lục lẫm khẽ nhíu mày trước khi đi câu không biết mình sẽ câu được gì nhưng tin chắc mình sẽ thắng lợi trở về đôi mắt yến hạc thanh cong cong tôi thích cảm giác đó tin rằng mình có khả năng vô hạn tin mình nhất định có thể thay đổi vận mệnh đã sắp đặt sẵn cậu không muốn chết vào năm 21 tuổi, cậu muốn ngắm hoa mùa xuân, nghe mưa mùa hè, nếm quả mùa thu, nhìn tuyết mùa đông. Đây mới là cuộc sống mà cậu nên có, tinh, thang máy xuống tầng trệt, cửa mở ra, Yến Hạc Thanh lễ phép chào lục lẫm, tạm biệt, lục tiên sinh. Trở lại quán cà phê, buổi chiều cũng vắng hoe, đến giờ tan tầm vẫn chẳng có người khách nào. Đóng cửa, Yến Hạc Thanh và Trương Thanh cùng đi tới ga tàu điện ngầm. Ý! không phải cậu về bằng chuyến số 6 hả? À? Qua cổng soát vé, Trương Thanh thấy Yến Hạc Thanh không lên tàu về nhà thì hơi kinh ngạc. Còn đi đâu nữa à? Yến Hạc Thanh cười, còn làm thêm chỗ khác nữa. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, Trương Thanh tặc lưỡi, cậu cũng liều mạng quá đấy. Bảo sao gầy thế kia? Cô chân Thành nói, sức khỏe là vốn làm cách mạng, cậu chú ý giữ sức khỏe chút đi, có trẻ trung cỡ nào cũng không chịu nổi làm mấy việc cùng lúc suốt thời gian dài đâu lúc này tàu vào chạm, ánh mắt Yến Hạc Thanh hơi lấp lóe. ừ, làm hết hôm nay là nghỉ rồi. Trong quán ba, Phùng Chi Nhàn kéo một đám người tới ngồi đầy quầy ba. Yến Hạc Thanh chỉ pha cho mỗi người một ly nên hắn rủ mấy chục người tới rồi lần lượt gọi từng ly. Phùng Chi Nhàn ngồi đối diện với Yến Hạc Thanh, một tay chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt. Tiểu Yến, dạo này em có da có thịt hơn đúng không? Càng xinh đẹp hơn không phải Phùng Chi Nhàn chưa từng gặp người đẹp, hắn đã ngủ với mấy nam diễn viên nổi tiếng, toàn là gặp may nhờ khuôn mặt. Nhưng Yến Hạc Thanh thì khác, từ vẻ xinh đẹp kia toát ra một khí chất hết sức mê người. Phùng Chi Nhàn càng ngắm càng mê muội Yến Hạc Thanh pha rượu, đôi mắt rũ xuống không thấy rõ cảm xúc, phất lờ câu hỏi của Phùng Chi Nhàn. Phùng Chi Nhàn cũng chẳng giận mà cười không ngậm miệng được, hắn cảm thấy mình thật sự hơi đáng khinh. Trước kia đám bạn giường chạy theo đòi yêu đương với hắn, hắn chỉ thấy phiền. Giờ Yến Hạc Thanh không để ý hắn thì hắn lại như điên như giải. Yến Hạc Thanh pha một ly B52, châm lửa rồi đưa cho người ngồi cạnh Phùng Chi Nhàn. Rượu của anh đây, đây là người Phùng Chi Nhàn kéo tới để ăn gian, hắn mập mờ nháy mắt, cho Phùng thiếu đi. Yến Hạc Thanh bình thản đưa cho Phùng Chi Nhàn, nhìn Yến Hạc Thanh qua ngọn lửa xanh bập bùng, trong lòng Phùng Chi Nhàn dạo rực hắn không cầm ly mà hỏi, Tiểu Yến, anh mời em du lịch nước ngoài nhé, đi đâu tùy em quyết định được không? Yến Hạc Thanh đặt ly rượu xuống, cảm ơn, không cần. Phùng Chi Nhàn thở dài, Tiểu Yến à, rốt cuộc em thích gì vậy? Anh không biết thật mà, em gợi ý cho anh chút xíu được không? Cuối cùng Yến Hạc Thanh cũng nhìn thẳng vào hắn, yên tĩnh. Phùng Chi Nhàn, suốt thời gian còn lại, Phùng Chi Nhàn thật sự không mở miệng nữa, Yến Hạc Thanh làm đến 2 giờ sáng rồi về phòng thay đồ. Nhưng lần này cậu không về ngay mà tới văn phòng tìm quản lý. Nghỉ việc, quản lý biến sắc, giờ Yến Hạc Thanh là bộ mặt của quán ba nên tất nhiên hắn không nỡ để cậu đi. Quản lý rót ly nước, "Nào, ngồi xuống uống miếng nước đã." "Nói anh biết lý do đi, em không hài lòng về mức lương hay giờ làm việc." "Không sao, cái nào cũng thương lượng được mà." Yến Hạc Thanh không ngồi, cũng chẳng uống nước. Lý do cá nhân thôi à? Quản lý do dự một lát rồi ngập ngừng hỏi, có phải tối qua? Hắn không dám nói tiếp nữa, lục lẫm giữ Yến Hạ Thanh qua đêm trong phòng, nhân viên khác không hiểu nhưng hắn là quản lý nên biết rõ mười mươi. Hắn đã lăn lộn ở hộp đêm lâu năm, mắt nhìn người không đạt một trăm phần trăm nhưng ít nhất cũng tám mươi phần trăm. Mặc dù Yến Hạ Thanh còn trẻ nhưng phẩm hạnh đoan chính trong sạch, tính tình còn rất kiêu kỳ, thả gãy chứ không cong giờ bị gặp phải chuyện này yến hạc thanh không cùng lục lẫm cá chết lưới rách khiến quản lý khá bất ngờ không phải yến hạc thanh cười nhạt anh đừng giữ nữa chúng ta chưa ký hợp đồng lao động nên không cần báo trước một tháng từ giờ đến tuần sau chắc cũng đủ để tìm ba tender thay thế rồi sau đó cậu lễ phép gật đầu cảm ơn anh đã giúp đỡ một tháng qua anh cứ tính lương rồi chuyển vào tài khoản của em là được rồi nói xong yến hạc thanh rời đi quản lý ngồi thừa ra thật lâu sau mới khẽ thở dài. Quán ba hoàn toàn không thiếu bartender mà chỉ thiếu bartender vừa đẹp vừa kéo khách như Yến Hạc Thanh. Tiếc thì tiếc nhưng nghĩ đến tính tình của Yến Hạc Thanh chưa biết chừng sau này sẽ đắc tội với lục lẫm, quản lý lại cảm thấy cậu rời đi sớm cũng tốt cho quán ba. Hắn gọi điện bảo kế toán sáng mai ngủ dậy nhớ tính lương cho Yến Hạc Thanh. Ra khỏi quán ba, bên ngoài tuyết vừa rơi xuống, không khí hơi ẩm ướt, Yến Hạc Thanh vừa đi tới lề đường đón taxi thì một chiếc xe chờ tới trước mặt cậu. Cửa xe hạ xuống, Phùng Chi Nhàn cười với cậu, anh đưa em về. Yến Hạc Thanh từ chối khéo, xe đón tôi sắp đến rồi. Phùng Chi Nhàn khượng lại, người tới đón Yến Hạc Thanh giữa đêm khuya thế này nhất định là có quan hệ không tầm thường với cậu. Yến Hạc Thanh sống một mình nên không thể nào là cha mẹ cậu, chẳng lẽ? Phùng Chi Nhàn biến sắc, e dè hỏi cậu, bạn em à? yến hạc thanh chợt nở nụ cười tối qua quán ba xảy ra chuyện gì anh không biết sao phùng chi nhàn bị nụ cười của cậu làm ngẩn ngơ hồi lâu sau mới định thần lại chuyện gì cơ yến hạc thanh lắc đầu không nói trong lòng phùng chi nhàn nổi sóng cuồn cuộn nôn nóng mở cửa xuống xe rồi lao tới quán ba ngay cả cửa xe cũng không đóng yến hạc thanh đi vòng qua đóng cửa xe lại rồi tiến lên phía trước ngày chủ nhật đầu tiên quán cà phê nghỉ bán nên Yến Hạc Thanh cho phép mình dậy lúc 6 rưỡi. Rửa mặt xong, cậu hấp 20 cái sủi cảo rồi học từ vượng tiếng Nga. Học nửa tiếng, chờ cậu hoàn thành mục tiêu thì sủi cảo cũng vừa chín. Nấu thêm một tô canh rong biển tôm khô, cậu bưng đến bàn trà rồi yên lặng giải quyết sạch sẽ. Ăn xong leo lên cân, 57 kg. Mấy ngày rồi mà chỉ tăng nửa ký, có lẽ vì đã qua giai đoạn tăng trưởng nhanh nên dạo này cậu tăng cân rất chậm mặc dù sức ăn đã tăng lên đáng kể. Nhưng không sao, cậu chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn cả. Yến Hạc Thanh gom bát đũa vào bếp rửa, lúc ra gần 8 giờ. Thấy đã đến lúc, cậu gọi một cú điện thoại. Reng, reng, reng. Tiếng chuông dài rằng rặc, Yến Hạc Thanh kiên nhẫn chờ. Trước khi hồi chuông cuối cùng kết thúc, rốt cuộc có người bắt máy, một giọng đàn ông nóng nảy vang lên. Ai đó, Yến Hạc Thanh lễ phép hỏi, có phải viện mồ côi rainbow bridge không hả? người đàn ông gắt gỏng kín chỗ rồi tạm thời không có giường để nhận thêm trẻ mồ côi đâu tôi muốn đăng ký làm tê hình nguyện viên yến hạc thanh vẫn điềm tĩnh như cũ nghe nói làm tê ns nguyện viên người đàn ông lập tức đổi thái độ được vậy cậu điền đơn gửi cho tôi đi nếu được tôi sẽ liên lạc với cậu wechat của tôi là số điện thoại luôn đấy cậu ép tôi trước đi yến hạc thanh ép wechat chỉ một lát sau người đàn ông đã gửi mẫu đơn tới yến hạc thanh nghiêm túc điền vào rồi nộp lại ok người đàn ông trả lời chờ tôi đem đi xét duyệt đã có kết quả sẽ báo cho cậu yến hạc thanh vâng cảm ơn nói chuyện xong yến hạc thanh để điện thoại xuống viện mồ côi rainbow bridge là cô nhi viện mà cậu và lâm phong trí từng ở hồi bé cũng là nơi làm việc của mẹ lục mục trì bà chưa hề rời khỏi thủ đô trong chuyện gốc sau khi cậu chết Lâm Phong Chí rất buồn nên trở lại viện mồ côi Rainbow Bridge để tìm kiếm ký ức quá khứ. Thế là gặp được mẹ Lục Mục Trì đang dạy vẽ ở viện mồ côi Rainbow Bridge. Sau đó Lâm Phong Chí gọi cho Lục Mục Trì, bắt đầu kéo hai mẹ con lại gần nhau. Tình cảm Lâm Phong Chí và Lục Mục Trì càng thêm nồng cháy, trong nhà kho mà Yến Hạc Thanh nấp cả ngày để vợ chồng nhà họ Lâm nhận nuôi Lâm Phong Chí, hai người ý lo ạn tê, ình mê, dòng dã làm suốt một đêm dạ dày quặn lên dữ dội, cơn nôn mửa càng lúc càng mãnh liệt, Yến Hạc Thanh lao vào phòng vệ sinh, vừa tới bồn rửa tay đã nôn ra. Mọi thứ vừa ăn đều nôn sạch sẽ, hai tay Yến Hạc Thanh bám vào mép bồn, đứng im rất lâu mới ngẩng đầu lên. Trong gương, sắc mặt thiếu niên tái nhợt, gầy đến nỗi gió hơi mạnh chút xíu cũng có thể cuốn cậu đi. Nhưng ánh cậu vô cùng kiên nghị khiến người ta tin chắc dù rông bão có mạnh đến đâu cũng không cuột ngã được cậu. Buổi chiều, Yến Hạc Thanh nhận được tin nhắn ngân hàng. Quán ba gửi lương thưởng đến, tổng cộng 17.656 tệ, 57 triệu. Sau đó Lâm Phong Trí cũng gọi điện tới. Anh có tiện đem đồ đến quảng trường Thủy Tinh không? Ngay gần nhà anh đó. Gần lắm, đi bộ chỉ mất 10 phút thôi. Khi trột giả Lâm Phong Trí nói rất nhanh, em muốn mời anh ăn cơm. Yến Hạc Thanh đã bỏ đồ vào túi giấy từ sáng sớm. Lâm Phong Trí rất sợ người khác biết quan hệ giữa mình và cậu, lần trước cậu cố ý để lục mục trì tới, Lâm Phong Trí bị dọa sợ nên tạm thời không dám tới nữa. Yến Hạc Thanh xách đồ ra ngoài, tiện chứ, mở cửa ra, mấy thùng đồ hộp cho mèo chất cảnh tường vẫn còn y nguyên. Xuống lầu, Yến Hạc Thanh đi tới quảng trường Thủy Tinh, khoảng 10 phút là đến. Từ xa đã thấy Lâm Phong Trí mặc áo khoác cashmere màu trắng sữa, quàng khăn len màu xanh khói và đội mũ len đỏ thấm. Đứng cạnh tượng đồng trên quảng trường, dáng vẻ xinh đẹp ngoan hiền vô cùng bắt mắt. Một lát sau Lâm Phong Chí cũng thấy Yến Hạc Thanh, y đứng tại chỗ vẫy tay, Yến Hạc Thanh bỗng nhiên dừng lại. Cậu lặng lặng nhìn Lâm Phong Chí, lần này không tiếp tục đến gần y nữa. Lâm Phong Chí đợi một hồi, thấy Yến Hạc Thanh vẫn đứng yên tại chỗ thì chủ động chạy tới. "Sao thế?" Yến Hạc Thanh nhếch môi, đi làm hơi mệt nên mắt yếu, không thấy được em. Lâm Phong Chí nhìn túi giấy Yến Hạc Thanh sách theo, thuận miệng hỏi, làm gì? Bồi bàn, Yến Hạc Thanh không đưa túi giấy qua, Lâm Phong Chí cũng không tiện lấy, nếu vậy sẽ lộ ra y đang nóng lòng, nghĩ đến chiếc đồng hồ gốm trắng kia, y lơ đánh hỏi, làm bồi bàn mệt vậy sao? Yến Hạc Thanh mỉm cười, cũng được, chủ yếu là làm mấy việc cả ngày lẫn đêm không nghỉ, giờ bớt đi một việc rồi, sau này sẽ thành thơi hơn. Vậy là tốt rồi, Lâm Phong Chí gật đầu, Y xoa mũi, anh đói chưa? Đi ăn trước nhé. Có quán nào ngon không? Lần đầu tiên em tới đây đó. Anh cũng mới tới lần đầu nên không biết nữa. Lâm Phong Chí kinh ngạc, anh là Trạch Nam à? Chỗ này gần nhà gần trường anh như vậy mà anh chưa tới bao giờ sao? Yến Hạc Thanh cười nhạt, không phải, tại mấy cửa hàng bán đồ đắt quá nên không hợp với anh thôi. Lâm Phong Chí lúng túng, y vội lấy điện thoại ra rồi đi tới trung tâm mua sắm đi thôi, để em xem bảng xếp hạng đã. Y mở phần mềm rồi tìm những quán được xếp hạng cao, ăn món nhật nhé. Đánh giá cũng không tệ lắm, có lẩu, thịt nướng, cả món Quảng Đông nữa. Ăn lẩu đi, Yến Hạc Thanh ho khẽ mấy tiếng, anh còn đang ho nên muốn ăn đồ nóng. Lâm Phong Chí gật đầu, được thôi, tiệm lẩu nằm ở số 3033 khu F, Lâm Phong Chí là dân mù đường, bình thường toàn là người khác dẫn y đi nhưng hôm nay là Yến Hạc Thanh, y ngại mở miệng nên đành ra sức mò đường. Y dẫn Yến Hạc Thanh đi mười mấy phút, tiệm lầu chẳng thấy đâu mà toàn thấy tiệm bán đồ chơi con nít. Rõ ràng đã đến khu mua sắm của trẻ em. Lạ thật, Lâm Phong Chí nhìn chấm đỏ trên bản đồ rồi lầm bầm, đúng là chỗ này mà. Bỗng nhiên một mô hình ăn man dài cỡ ngón tay dơ lên trước mắt làm y sửng sốt, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy đôi mắt cong cong của Yến Hạc Thanh hồi nhỏ em thích nhất là ăn chaman yến hạc thanh mỉm cười ấm áp có lần em làm rớt bể một cái tay của ăn chaman vừa khóc vừa chạy đi tìm anh nói ăn chaman mất một tay sẽ không đánh thắng được quái thú lâm phong trí hoàn toàn không nhớ trong trí nhớ của y hồi bé mình không thích ăn chaman mà chỉ thích Transformer. y mím môi dưới em không nhớ anh nhớ mà trong mắt yến hạc thanh lấp lánh ý cười mắt hai người họ đều có chung một đặc điểm lúc không cười rất xinh đẹp lúc cười càng rạng rỡ hơn. Tặng em đó, Yến Hạc Thanh dối ăn cha man vào tay Lâm Phong Chí, anh vẫn luôn muốn tặng em một con ăn cha man, cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng rồi. Ăn cha man tỏa ra hơi ấm nhẹ nhẹ, là nhiệt độ trên da Yến Hạc Thanh, trong lòng Lâm Phong Chí bỗng xốn sang như bị mèo cào. Rốt cuộc y mở miệng, em tìm không ra đường, hàng mi dài chấp nhẹ, Yến Hạc Thanh chia tay ra, đưa điện thoại cho anh. Lâm Phong Chí ngoan ngoãn đưa điện thoại tới, Yến Hạc Thanh xem bản đồ rồi ngừng đầu nhìn bảng chỉ đường, đi theo anh. Lần này Yến Hạc Thanh đi trước dẫn đường, sau đầu thiếu niên tròn trịa hết sức xinh đẹp, giống mình y như đúc, Lâm Phong Chí ngẩn ngơ nhìn chằm chằm, bỗng nhiên đâm sầm vào lưng Yến Hạc Thanh. Qua lớp áo bông, Lâm Phong Chí bị cấn vai kêu lên một tiếng đau đớn. Ngẩng đầu lên mới thấy đã tới quan ăn, Yến Hạc Thanh quay đầu lại, em không sao chứ. Lâm Phong Chí đỏ mặt lắc đầu. Không sao. Nhân viên phục vụ của quán lẩu ra nghinh đón, chào quý khách. Xin hỏi đi mấy người à? Hai người. Yến Hạc Thanh đáp, vâng. Xin mời theo tôi. Nhân viên phục vụ dẫn họ vào trong. Giờ này ít ai đến ăn lẩu nên chỗ trống rất nhiều. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một bàn bốn người. Sau khi ngồi xuống, Yến Hạc Thanh cầm thực đơn lên xem. Em muốn ăn lẩu gì? Lâm Phong Chí đáp, gì cũng được lẩu uyên ương nấm cà chua được không? Thật ra Lâm Phong Chí muốn ăn lẩu sa tế, không có sa tế thì vô vị lắm, nhưng đã lỡ nói vậy nên y khó chịu gật đầu, được. Còn món chính thì sao? Gì cũng được, Yến Hạc Thanh không hỏi nữa, chọn mấy món ăn và một chai nước ép Việt quất rồi trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Lẩu bưng lên rất nhanh, nước dùng và các món ăn cũng lần lượt được đem ra. Nhưng lại là lẩu uyên ương sa tế và cà chua. Lâm Phong Chí gọi nhân viên phục vụ lại, bưng nhầm rồi. Không phải đâu, Yến Hạc Thanh gắp một con mực sữa thả vào ngăn lẩu sa tế, anh còn nhớ hồi bé em thích lẩu sa tế lắm. Tim Lâm Phong Chí bỗng nhiên đập mạnh, y nhìn chăm chăm lẩu sa tế sôi ủng ục, thỉnh thoảng đầu mực trồi lên, y cũng rất thích mực sữa. Thì ra là thói quen hồi bé của y, y cảm động nắm chặt đũa, anh thích ăn gì, em nhúng cho anh, thịt bò. Lâm Phong Chí gắp một lát thịt bò thả vào ngăn lẩu cà chua, sau đó vui vẻ gắp mực sữa. Yến Hạc Thanh bưng ly lên uống một hớp trà lúa mạch, hàng mi rũ xuống che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Lúc nhỏ Lâm Phong Chí hoàn toàn không ăn sa tế và mực sữa. Họ không ăn cay, của anh cũng chín rồi này. Lâm Phong Chí gắp thịt bò vào đĩa Yến Hạc Thanh, đây. Yến Hạc Thanh ngước mắt, khóe môi hơi nhếch lên, cảm ơn em. Lâm Phong Chí nhai mực sữa, thỉnh thoảng liếc trộm yến hạc thanh yến hạc thanh nhúng rau vào lầu có chuyện gì hà vành tai lâm phong chí đỏ lên thật ra cũng chẳng có gì to tát y chỉ hơi tò mò chút thôi anh còn nhớ ba mẹ anh ba mẹ tụi mình không yến hạc thanh đặt đũa xuống đáy mắt hiện lên ý cười mờ nhạt mẹ chúng ta tên yến thu sương là con gái giang nam đoan trang tùy mị nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng khéo léo còn nấu chè đậu xanh bạc hà rất ngon nữa cha họ đồng hình như là giảng viên đại học, dạy môn lịch sử. Anh nhớ trong nhà tụi mình có nhiều sách lịch sử lắm. Lâm Phong Chí nghe say xưa, bỗng nhiên túi y dung lên liên hồi. Y lấy điện thoại ra, người gọi là Lục Mục Trì. Em đang ăn ngoài tiệm nè, Lâm Phong Chí nghe máy. Lục Mục Trì cười khẽ, có đứa bạn tặng anh một thùng cua hoàng đế nên định đưa tới cho em, nếu em ăn rồi thì. Em còn ăn tối nữa mà, Lâm Phong Chí cười, đã đưa cua hoàng đế tới thì anh đừng mơ đem về nhé. Nghe cuộc đối thoại, Yến Hạc Thanh đoán ra y đang nói chuyện với Lục Mục Trì. Cậu đứng dậy nói, anh vào toilet chút nhé. Lâm Phong Trí gật đầu, ừm. Lục Mục Trì nghe giọng Yến Hạc Thanh thì hơi giật mình, em đang ăn với ai vậy? Toi rồi, Lâm Phong Trí đảo mắt lòng vòng, ấp úng nói, thì, thì ăn với bạn thôi. Lục Mục Trì không hỏi nữa, em cứ từ từ ăn đi, anh bảo tài xế chờ cô hoàng đế tới nhà em rồi, nếu thích thì mai sẽ đem thêm cho em. Lâm Phong Chí cười vui vẻ, dạ, cảm ơn anh. Lục Mục Trì cúp máy, nhớ lại giọng nói của Yến Hạc Thanh, trong lòng hắn bỗng nhiên dạo rực, đứng dậy cầm áo khoác bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Ăn xong, Lâm Phong Chí định đi tính tiền thì bị Yến Hạc Thanh cản lại. Chờ em kiếm được tiền rồi hãy mời anh, Yến Hạc Thanh đưa tay vỗ nhẹ đầu y, bữa nay để anh mời trước đã. Dứt lời cậu đến quầy thu ngân trả tiền. Ngón tay Yến Hạc Thanh thoang thoảng mùi nước rửa tay giống hệt mùi bột giặt trên áo cậu. Lâm Phong trí sửng sốt hồi lâu mới vội vã đuổi theo. Ra khỏi tiệm lẩu, rốt cuộc Yến Hạc Thanh đưa túi giấy cho Lâm Phong trí. Còn sớm lắm, ghé nhà anh ngồi chơi một lát không? Lâm Phong trí mở túi giấy ra, thấy đồng hồ gốm trắng nằm trên cùng thì thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nói thôi, để em chờ anh về đầu ngõ. Em có lái xe tới. Yến Hạc Thanh mỉm cười, không cần đâu, ăn hơi no nên anh muốn đi bộ về cho tiêu cơm. Được thôi, Lâm Phong Chí mỉm cười vẫy tay, vậy em đi trước đây, khi nào rảnh thì gọi điện. Yến Hạc Thanh gật đầu rồi dõi theo Lâm Phong Chí sách đồ chạy xa, sức sống thiếu niên lan tràn như gió. Chốc lát sau, Yến Hạc Thanh thu mắt lại, không về nhà mà tắt chuông điện thoại rồi quay người đến tiệm sách gần đó đọc sách. 10 giờ tối, tiệm sách đóng cửa, Yến Hạc Thanh mới cầm mấy cuốn sách ra quầy tính tiền. Lấy túi phải trả thêm một tệ, Yến Hạc Thanh không cần nên ôm sách thong thả về nhà. Đi tới đầu phố, sắp đến trung cư thì từ xa nhìn thấy hai người đang rằng co ở cửa. Yến Hạc Thanh dừng lại, ánh đèn tù mù dọi xuống bọn họ, người cao hơn là Lục Mục Trì. Người còn lại là Phùng Chi Nhàn, mươi 25, Yến Hạc Thanh đi tới sát tường rồi ẩn vào bóng tối. Phía trước, đôi mắt đen của lục mục trì hệt như băng tuyết, lạnh lùng liếc nhìn Phùng Chi Nhàn. Gã đàn ông lần trước đưa Yến Hạc Thanh về, hắn đã điều tra thân phận tên này. Con trai út nhà họ Phùng, làm trong ngành bất động sản, nhà có vài các bạc. Ánh mắt lục mục trì u ám. Hắn đã tìm ra một cái cớ rất hợp lý cho động cơ điều tra Phùng Chi Nhàn. Yến Hạc Thanh là vật sở hữu của hắn, ai cũng không được đụng vào. Phùng Chi Nhàn ngắm nghĩa lục mục trì, hắn đã tới quán ba hỏi nhưng quản lý chỉ nói tối hôm kia tả quân kiệt bao chọn quán, chuyện khác thì hoàn toàn không biết, đồng thời còn báo một tin xét đánh. Tiểu Yến xin nghỉ rồi, Phùng Chi Nhàn về nhà ngủ hết một ngày, tỉnh dậy lập tức chạy đến tìm Yến Hạc Thanh. Kết quả đụng độ lục mục trì ở cửa chung cư, một gã đàn ông mặc đồ hiệu, đeo đồng hồ Patek Philippe, lẽ ra không nên xuất hiện ở khu chung cư này. Phùng Chi Nhàn lập tức hiểu ra mục đích của lục mục trì cũng giống mình đến để tìm Yến Hạc Thanh. Bọn họ có quan hệ thế nào? Người lần trước tới đón Yến Hạc Thanh là hắn sao? Em không có nhà đâu. Lục mục trì lên tiếng trước, hắn rút một điếu thuốc rồi bực bội ngậm vào miệng, nhưng tốt nhất là mày đừng tới tìm em nữa. Phùng chi nhàn cười lạnh, tại sao? Tại vì, lục mục trì bật hộp quẹt, ngọn lửa màu xanh nhạt làm bốc lên mùi thuốc lá. Em là của tao, phùng chi nhàn biến sắc, quả nhiên là thế, hắn không cam lòng siết chặt tay mày hai người đang hẹn hò à nghe thấy từ hẹn hò lục mục trì phun ra một vòng khói chứ sao phùng chi nhàn nghiến chặt răng nếu là người khác thì hắn có cần quan tâm hẹn hò hay kết hôn thích là cướp nhưng nhìn lục mục trì cũng đủ biết không phú thì quý ra thế mạnh hơn nên hắn đành phải chịu thua thảo nào yến hạc thanh chơi phi tiêu giỏi vậy thì ra bạn trai là cậu ấm nhà giàu phùng chi nhàn quay người bỏ đi lục mục chi rít thuốc nhớ đến đống đồ hộp cho mèo còn nguyên ở cửa nhà yến hạc thanh cảm xúc của hắn không hề bình tĩnh như ngoài mặt nếu ngay từ đầu yến hạc thanh ngoan ngoãn theo hắn nghe lời hắn thì hắn chơi mấy ngày là chán ngay còn bây giờ hắn càng có hứng thú với yến hạc thanh hơn phùng chi nhàn lượn quanh chung cư mấy vòng vẫn không tìm được lối ra đờ mờ hắn đập tay lái dứt khoát dừng lại không đi nữa phùng chi nhàn tựa chán lên vô lăng lần đầu tiên đau khổ như vậy, hắn nhắm mắt lại, chỉ muốn ngủ như chết ngay tại đây. Cộc cộc, trong lúc mơ màng có tiếng gõ kính, Phùng Chi Nhàn đang tức mà không có chỗ chốt, hắn lập tức ngồi bật dậy rồi hạ cửa xe xuống chửi ầm lên, gõ mẹ. Lửa tắt ngấm, hắn mừng rỡ, tiểu Yến, trong bóng đêm, Yến Hạc Thanh Yên lặng đứng bên ngoài, sau lưng là ánh đèn hắt hiu, tay cầm một cái ly giấy. Phùng Chi Nhàn mừng như điên định xuống xe nhưng Yến Hạc Thanh đã đưa ly giấy tới, nợ anh một ly cà phê. Phùng Chi Nhàn cứng đờ, khóe miệng giật giật mấy lần, hắn cười gượng hỏi, là sao? Sau này đừng đến tìm tôi nữa, Yến Hạc Thanh nói ngắn gọn, tôi sẽ không thích anh đâu. Sắc mặt Phùng Chi Nhàn hết sức khó coi, vì bạn trai em à. Hắn nhịn không được tỏ tình, anh thích em thật lòng mà, cả đời anh chưa bao giờ thích ai đến vậy cả em không thể cho anh một cơ hội sao yến hạc thanh không trả lời mà chỉ hờ hững nói ở quán ba anh đã rủ tôi chơi phi tiêu một lần phùng chi nhàn không hiểu ý yến hạc thanh hả nếu tôi thua thì phải hôn anh vẻ mặt yến hạc thanh rất bình tĩnh tim phùng chi nhàn chợt hẫng đi một nhịp hắn chột giả thấy rõ đó chỉ là chơi thôi mà anh quen chơi đùa rồi không phải hắn không nói được nữa yến hạc thanh chờ phùng chi nhàn nói xong mới nói một câu cuối cùng xin lỗi, tôi chưa bao giờ chơi đùa cả. Sau đó cậu nói, chạy tới trước khoảng 10 mét rồi rẽ trái là lối ra đấy. Phùng Chi nhàn sững sờ nhìn Yến Hạc Thanh, còn muốn nói tiếp nhưng cậu đã quay người rời đi. Hành lang tối om, đèn sáng lên từng tầng, khi sắp đến lầu ba thì Yến Hạc Thanh dừng lại. Lục Mục Trì ngồi đợi trước cửa, khui ra một thùng đồ hộp cho mèo, nghe tiếng bước chân, Lục Mục Trì không ngẩng đầu lên mà ngậm điếu thuốc chậm rãi nói, hôm nay tôi chỉ đi ngang qua thôi, dẫn tôi đi cho mèo ăn rồi tôi về. Yến Hạc Thanh quay người xuống lầu, lục mục chỉ ôm một thùng đồ hộp cho mèo, không xa không gần đi theo Yến Hạc Thanh. Thật ra hắn cực kỳ ghét mèo, hắn từng bị mèo của Lâm Phong Trí cào một lần, rất không biết điều, hắn cho nó ăn thịt mà nó lại cắn hắn. Nhưng lục mục chỉ rất muốn thấy lại dáng vẻ Yến Hạc Thanh cho mèo ăn đêm đó. Trời tối đen, bóng lưng thiếu niên nhuộm ánh đèn tù mù, Vừa mông lung vừa mờ mịt, cậu đi sâu vào khu chung cư một hồi, sau đó dừng lại cạnh thùng rác. 123, cậu gọi khẽ, lục mục chỉ còn đang suy tư ý nghĩa của 123 thì nghe thấy tiếng sột soạt, mấy con mèo hoang chui ra. Lũ mèo kia tên là 1, 2, 3, Yến Hạc Thành không quay đầu lại mà hờ hững nói, cho ăn đi. Lục mục chỉ nhìn xoáy vào cậu, nhìn mặt người đối diện khi nói chuyện là phép lịch sự cơ bản nhất. Yến Hạc Thanh không phản ứng, cậu ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt đầu một con mèo. Lục mục chỉ chỉ thấy được sau đầu Yến Hạc Thanh, hắn gần như nổi nóng đi mấy bước tới cạnh cậu. Hắn cúi đầu nhìn, màu mắt thiếu niên rất nhạt, hệt như ánh đèn đường mấy oát này. Yến Hạc Thanh không cười, lục mục chỉ nóng nảy hỏi, em không biết cười à? Yến Hạc Thanh ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cậu lộ rõ vẻ nghi hoặc, gặp anh có ai cười được à? khóe mắt lục mục chỉ giật mạnh mấy lần, so với Yến Hạc Thanh, thái độ của cậu càng làm hắn khó chịu hơn. Hắn thật sự tự hỏi ai có thể cười với mình, lửa giận của lục mục chỉ bốc lên ngùn ngụt, hắn không biết Yến Hạc Thanh có lúm đồng tiền hay không, nhưng hắn biết cậu rất giỏi chọc tức hắn, chỉ cần mấy chữ là có thể khơi lên lửa giận của hắn. Lục mục chỉ đột ngột quang thùng đi, đống đồ hộp cho mèo vang ra lăn lóc, trong bóng tối lại xuất hiện thêm mấy con mèo, cả đám chạy ùa tới chỗ đồ hộp. Con mèo Yến Hạc Thanh đang vuốt cũng chạy mất. Lục mục chỉ cúi xuống nắm bà vai Yến Hạc Thanh kéo lên một cách thô bạo rồi cười lạnh. Tôi tử tế quá nên em ảo tưởng mình có thể xem thường tôi đúng không? Tay kia của hắn bóp chặt cầm Yến Hạc Thanh, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình. Hả, hay là trong mắt em chỉ có thằng khác, nó tên Phùng Chi Nhàn đúng không? Lục mục chỉ kề sát vào vành tay trắng nõn xinh đẹp kia, trong giọng nói chứa đựng ý cười độc ác. Sao, kỹ thuật của nó tốt nên chơi em sướng lắm hả? cầm đau nhói như sắp bị bóp gấy, khó chịu nhất là lục mục trì đụng vào da cậu, nhấp nháp tầm lợm như bị nhiễm virus, từ từ mưng mù nát sữa. Yến Hạc Thanh cau mày, cậu siết chặt nắm đấm rồi dơ lên tụi vào mũi lục mục trì. Lục mục trì không ngờ Yến Hạc Thanh dám đánh trả nên không kịp né, bị đấm trúng mũi làm hắn đau đến nỗi kêu lên, buông Yến Hạc Thanh ra rồi lùi lại mấy bước sờ mũi, sau đó mũi hắn tuôn ra một dòng nước nóng làm ngón tay ướt súng hắn bị đánh chảy máu mũi giơ ngón tay lên nhìn máu tươi dính đầy trên đó lục mục trì giận quá hóa cười em dám đánh tôi à cảm yến hạt thanh hẳn rõ mấy dấu tay sắc mặt cậu tái nhợt nhưng đối đầu với ánh mắt lục mục trì lại sắc hơn cả dao có qua có lại thôi đầu lưỡi lục mục trì chạm vào khóe môi ngón cái sượt qua môi dính theo vết máu được được lắm bả vai hắn điên cuồng rung lên cười càng đáng sợ hơn Đột một xài bước tới chỗ Yến Hạc Thanh định vác cậu lên. Động tác này thường xuyên xuất hiện trong chuyện gốc. Bất kể ở đâu, chỉ cần không có lâm phong trí thì lục mục chỉ đối xử với Yến Hạc Thanh như một con chó. Vui thì cho chút ngon ngọt, không vui thì mặc sức đánh chửi. Hắn tới gần, bằng bất cứ giá nào cũng phải vác Yến Hạc Thanh đi. Mắt Yến Hạc Thanh hơi trầm xuống, khi lục mục chỉ túm lấy bả vai cậu. Cậu lạnh lùng mở miệng, tôi giống nó đến vậy à? Lục mục chỉ định vác Yến Hạc Thanh về căn phòng rách nát của cậu rồi chơi chết cậu, nhưng một câu của Yến Hạc Thanh lại khiến cơn giận của hắn tan biến sạch, chẳng còn sót lại chút gì. Hắn đứng im như tưởng, cứng đờ trước mặt Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh biết rồi sao? Yến Hạc Thanh biết hắn thích lâm phong trí sao? Lục mục chỉ bàng hoàng nhìn Yến Hạc Thanh, trên người còn dính máu, vẻ mặt cứng đờ quả thực rất buồn cười. Yến Hạc Thanh ho khan mấy tiếng, tôi biết anh và em tôi là bạn thân từ nhỏ anh thích lâm phong trí yến hạc thanh lạnh lùng ngước mắt nhưng anh nhu nhược anh nhát gan anh không dám tỏ tình nên mới tìm tôi làm thế thân câm miệng bị đâm trúng chỗ đau làm lục mục trì mất hết lý trí vô thức muốn tắt yến hạc thanh mẹ kiếp em yến hạc thanh không tránh không né mà thản nhiên nhìn lục mục trì lòng bàn tay chỉ còn cách mặt yến hạc thanh chưa đầy một cm lục mục trì nghiến chặt răng mẹ kiếp hắn không ra tay được Lục mục chỉ thả tay xuống, đổi thành túm cổ áo Yến Hạc Thanh, hắn gần giọng tôi cảnh cáo em, nếu em dám để Lâm Phong Chí biết thì tôi sẽ làm em bị đuổi học ngay. Quả nhiên thân hình Yến Hạc Thanh run lên, mắt lục mục chỉ chợt lóe sáng, hắn tìm được điểm yếu của Yến Hạc Thanh rồi, đi học. Vốn dĩ hắn chỉ định dọa thử, một sinh viên xuất sắc nằm trong top 3 của khoa như Yến Hạc Thanh chắc hẳn là rất ham học, ai ngờ kết quả đúng như mong đợi lục mục trì đã cân bằng tỷ số nên tâm trạng khá hơn nhiều hắn lừa lạnh một tiếng tôi nói được thì làm được đấy đương nhiên yến hạc thanh biết lục mục trì có thể làm được cùng thời gian này trong chuyện lục mục trì đã bắt cậu nghỉ học từ lâu ánh mắt cậu tràn đầy khinh thường yên tâm chuyện bẩn thỉu ghê tởm như vậy tôi không nói cho chí chí biết đâu chỉ trong nháy mắt lục mục trì đã biến sắc đến mấy lần hắn nghiến răng tôi bẩn thỉu ghê tởm nhưng sớm muộn gì em cũng bẩn thỉu ghê tởm theo tôi thôi. Sau đó hắn buông Yến Hạc Thanh ra, đôi mắt đen hơi nheo lại, Yến Hạc Thanh, đừng tưởng em là anh ruột chí chí thì tôi sẽ tha cho em. Lòng kiên nhẫn của tôi có hẳn, tốt nhất là em tự nghĩ thông suốt đi, đừng ép tôi phải ra tay. Lục mục chỉ bỏ đi, Yến Hạc Thanh không hề quay đầu, cậu rũ mắt ngồi xuống nhặt lon pate dưới chân lên, lon này chưa khui, ngón trỏ móc vào khoen. Cạch, kéo nắp lên rồi đặt lon pate vào bữa tiệc của lũ mèo hoang. Cùng lúc đó, Lâm Phong Chí đang viết nhật ký. Dưới đèn bàn là mô hình ăn chaman tinh xảo, Lâm Phong Chí chụp một tấm ảnh rồi cẩn thận dán vào trang nhật ký hôm nay. Không ngờ lúc nhỏ mình từng thích ăn chaman. Hôm nay Yến Hạc Thanh tặng mình mô hình ăn chaman, tụi mình còn đi ăn lẩu nữa. Lẩu cực kỳ ngon, mực sữa và nước ép Việt quất cũng siêu ngon. Chắc Yến Hạc Thanh thương mình lắm nhỉ mỗi thói quen và sở thích của mình anh ấy đều nhớ hết. Hôm nay dừng lại ở đây vậy, cũng là một ngày vui vẻ, một ngày nhớ chú lục lẫm. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Lâm Phong giật bưng sữa vào, đang làm gì mà cười vui vậy. Lâm Phong trí vội vàng đóng nhật ký lại rồi luống cuống nhét vào ngăn kéo, đâu có gì. Đi quay đầu thấy ly sữa thì nhăn mặt, lại sữa nữa à. Trước khi ngủ uống một ly ngủ cho ngon, Lâm Phong giật đi tới bàn học, mình cười đặt ly sữa xuống, còn hơi nóng đấy, đợi nguội rồi hãy uống. Lâm Phong trí lầm bầm, cứ để đó đi. Lâm Phong giật giữa lưng vào bàn, ánh mắt lảng tránh, hỏi ra mục đích chính của mình, hôm nay em đi gặp đứa họ Yến kia à? Anh ấy có tên mà, phải gọi là Yến Hạc Thanh chứ? Lâm Phong Chí lập tức uốn nắn hắn, thái độ Lâm Phong Chí hết sức khác thường, còn bênh vực Yến Hạc Thanh nữa, Lâm Phong giật vừa ngạc nhiên vừa sợ Yến Hạc Thanh trở mặt, cho Lâm Phong Chí xem video hắn hôn lưỡi với đàn ông, hủy hoại hình tượng anh trai tốt của hắn. Được rồi, Yến Hạc Thanh, Lâm Phong giật quanh co lòng vòng hỏi dò, nó, hai đứa nói chuyện gì vậy? Nói nhiều lắm, đi ăn nữa. Lâm Phong Chí dừng một lát rồi nằm bò ra bàn cầm mô hình ăn cha man dơ lên lắc lắc với Lâm Phong giật. Cái này là ăn cha man anh ấy tặng em đó. Anh ấy nói hồi bé em thích ăn cha man lắm. Thấy Lâm Phong Chí không có gì khác thường, trái tim treo cao của Lâm Phong giật sốt cuộc cũng hạ xuống, xem như Yến Hạc Thanh cũng biết giữ mồm giữ miệng, thức thời đấy. Sau đó Lâm Phong giật lại tỏ vẻ ghen tị, có mỗi cái mô hình mà xem em vui chưa kìa, sao anh nhớ hồi bé em thích Transformer mà, có khi nào nó bị chuyện lừa em không? Em có gì để lừa chứ? Lâm Phong trí hoàn toàn không xem đây là chuyện to tát, vuốt ve man nói, với lại anh ấy lừa em cũng đâu có lợi gì, em còn được quà nữa nè. Lâm Phong Chí mới tắm xong, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm, mái tóc đen mềm xù lên, Lâm Phong giật nhịn không được xoa đầu y, nếu em thích thì mai anh mua cho em đủ kiểu ăn chaman luôn. Thôi, giờ em hết thích rồi, Lâm Phong Chí còn nửa câu không nói ra, trừ khi lục lẫm mua thì y sẽ nhận, nếu lục lẫm tặng quà cho y thì không cần ăn chaman, không cần trên phong mơ mà chỉ cần một cây bút hay mảnh giấy mà thôi, chỉ cần là lục lẫm mua thì y sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới nhịp tim lâm phong Chí càng lúc càng mạnh ngón tay y mân mê ăn cha man giả bộ lơ đãng hỏi anh hai nghe nói người bạn họ tạ gì đó của anh sắp kết hôn rồi đúng không bạn họ tạ lâm phong giật ngẩn ra mấy giây tả quân kiệt ấy à đúng vậy cưới vào thứ bảy tuần này trong đầu lâm phong trí bỗng nhiên lóe sáng tả quân kiệt là bản thân lục lẫm chắc chắn lục lẫm sẽ đến dự lễ cưới của hắn lâm phong trí lập tức đặt ăn Tram man xuống rồi quay người lại Đôi mắt lấp lánh ngước nhìn Lâm Phong Giật, anh hai, anh dẫn em đi chung nha, em muốn xem cô dâu. Lâm Phong Giật trêu y, chà, mới biết yêu mà đã muốn tìm cô nào kết hôn rồi à. Lâm Phong Chí đảo mắt lòng vòng, kết hôn thì kết hôn, nhưng không phải với phụ nữ, nếu y kết hôn thì đối tượng nhất định phải là Lục Lẫm. Chỉ tưởng tượng ra cảnh mình kết hôn với Lục Lẫm, Lâm Phong Chí đã phân khích đến nỗi mười ngón chân đều cuộn lại dù sao em cũng phải đi. Y nhấn mạnh, được rồi, Lâm Phong giật lại xoa đầu Lâm Phong trí, trong mắt tràn đầy cương chiều, anh sẽ dẫn em theo. WeChat của Lục Lẫm báo có tin nhắn mới, bản trên WeChat của anh không nhiều, chỉ có tả quân kiệt, sở tử ngọc, người nhà họ Lục. Và 52 hết, Lục Lẫm mở WeChat, là nhóm chat của anh và tạ sở. Sở tử ngọc, lão tạ, lễ cưới của cậu tổ chức ngày nào, ở đâu thế? Tả quân kiệt, hai giờ chiều thứ bảy tùng hoa nhưỡng xuân sở tử ngọc ờ khách sạn này được đấy bánh trôi rượu nếp ăn ngon lắm định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa nếu chưa thì tớ tặng vợ chồng cậu chuyến trăng mật một tháng địa điểm tùy cậu chọn tả quân kiệt chật có phải kết hôn vì yêu đâu cả tớ và cô ấy đều không muốn phiền phức đám cưới cũng chỉ là hình thức thôi tuần trăng mật thì khỏi đi sở tử ngọc tỏ vẻ đồng cảm hình như tớ thấy trước tương lai của mình rồi. Ê, lão lục tổng lục lẫm, cậu với em bartender kia sao rồi, cậu chơi qua đường hay thật lòng thích người ta thế hả? Hắn vẫn chưa biết đêm đó trong phòng chẳng xảy ra chuyện gì cả. Lục lẫm không trả lời mà rời khỏi nhóm, bên dưới là khung chat với 52 hét, kết bạn đã gần nửa tháng mà giao diện vẫn trống không. Lục lẫm ấn vào danh sách bạn bè của Yến Hạc Thanh, cũng trống trơn như anh. Lục Lẫm tắt điện thoại rồi tiếp tục xem bản kế hoạch. Là dự án phúc lợi công cộng mới nhất của Lục Thị. Công viên giải trí ở thủ đô mà Lục Thị đầu tư 35 tỷ vừa hoàn thành được vài tháng, đã qua giai đoạn vận hành thử nghiệm, dự kiến năm sau sẽ chính thức khai trương. Để tạo một sân chơi tuyệt vời đẳng cấp thế giới cho thiếu nhi, bộ phận tuyên truyền đã lên kế hoạch mời tất cả em nhỏ ở các viện mồ côi trên khắp cả nước đến tham quan công viên giải trí nhân dịp khai trương viện mồ côi ở thủ đô được đề xuất là Happy Blue Sky. Lục lẫm gọi một cuộc điện thoại, hủy hết lịch trình chiều mai đi. Đổi thành tới viện mồ côi Rainbow Bridge. ầm ầm, mới sáng sớm đã mưa tầm tã. Yến Hạc Thanh che dù ra khỏi ga tàu điện ngầm, trời mưa trắng xóa, hoàn toàn không thấy rõ đường đi. Khi đến quán cà phê, hai ống quần cậu đã ướt đẫm. Yến Hạc Thanh lại là người đầu tiên tới quán, cậu thay đồng phục rồi quét dọn sạch sẽ, sau đó một nam phục vụ khác và Trương Thanh mới tới. Mưa mùa đông cứ như vũ khí sinh học vậy, nam phục vụ kia run cầm cập, lào bào nói, trời này đi làm xếp phải tăng lương mới đúng chứ. Trương Thanh bĩu môi, không thèm để ý hắn mà lau nước mưa trên mặt rồi mỉm cười chào hỏi Yến Hạc Thanh, chào buổi sáng, tiểu Yến. Vốn dĩ đang rất bực bội vì gặp mưa, nhưng vừa vào cửa đã thấy Yến Hạc Thanh yên lặng lau cốc, tâm trạng lập tức vui vẻ lại trai đẹp chất lượng cao đúng là thuốc bổ mà. Yến Hạc Thanh cười, buổi sáng tốt lành. Vừa dứt lời, điện thoại của cậu rung lên, có tin nhắn WeChat từ viện mồ côi Rainbow Bridge. Đơn của cậu được duyệt rồi, 2 giờ chiều đem thẻ căn cước và thẻ sinh viên đến viện mồ côi để thảo luận kỹ hơn nhé. chương 26, kết thúc công việc buổi sáng, Yến Hạc Thanh xin quản lý cho mình nghỉ buổi chiều. Mưa đã tạnh nhưng cậu vẫn đem dù theo thói quen viện mồ côi Rainbow Bridge cách ga tàu điện ngầm gần nhất nửa tiếng đi bộ, ra khỏi ga, mặt đường vẫn còn ẩm ướt, nước đọng từng vũng, mấy con đường đầu tiên còn đỡ, rẽ vào hẻm nhỏ, mặt đường cực kỳ tệ hại. Đường bị đào lên một nửa, bùn sinh lầy lội, mấy cửa hàng ven đường đều lục sụp tồi tàn, hầu hết đã đóng cửa, chỉ có mấy tiệm còn mở. Trong số đó có một cửa hàng tiện lợi, Yến Hạc Thanh đẩy cửa vào, chủ tiệm Kim thu ngân đang xem phim, từ máy tính vọng ra tiếng phụ nữ khóc, chủ tiệm mải mê xem nên khách vào cũng không biết. Yến Hạc Thanh lấy chiếc giỏ lớn nhất rồi đi tới kệ hàng, không nhìn nhãn hiệu mà bắt đầu lấy từ kệ đầu tiên. Bánh mì, bánh quy, bánh xốp, sô-cô-la còn có sữa chua mới làm. Yến Hạc Thanh nhớ rõ trước kia Lâm Phong Trí cực thích sữa chua dâu, chua chua ngọt ngọt, còn trộn lẫn thịt dâu, lần nào Lâm Phong Trí cũng liếm sạch hũ, sau đó trông mong nhìn cậu, anh, em muốn ăn nữa cơ lần nào cậu cũng nhường phần của mình cho Lâm Phong Chí. Yến Hạc Thanh lấy một đống sữa chua đủ vị trộn lẫn thịt quả, còn có hai thùng sữa tươi nguyên chất. Khi cậu sách đồ ra tính tiền, chủ tiệm sợ ngây người. Con phố này trước kia khá sầm uất nhưng hơn chục năm trở lại đây trở nên ế ẩm, hầu như chẳng có mối manh gì mà chỉ bán cho hàng xóm. Sở dĩ bà còn mở tiệm vì đây là nhà mình nên không mất tiền thuê, dù sao cũng chẳng cho mướn được, tự mở tiệm buôn bán cũng tạm kiếm đủ tiền trợ lâu lắm rồi mới có khách sộp như vậy. Bà chủ tươi cười hớn hở, còn bớt cho Yến Hạc Thanh mấy đồng lẻ. Lần sau nhớ đến nữa nhé, tay trái Yến Hạc Thanh sách hai túi lớn, tay phải xách hai thùng sữa ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tiếp tục đi thẳng chừng 200 mét, cuối đường chính là viện mồ côi Rainbow Bridge. Viện mồ côi này từng có quy mô khá lớn, bảng hiệu cũng lớn, nhưng giờ chỉ có một ông cụ gác cổng. Yến Hạc Thanh muốn đăng ký, ông cụ không ngẩng lên mà cúi đầu đốt lò sưởi rồi nói, cứ vào đi. Yến Hạc Thanh đi vào viện mồ côi, vì mới mưa xong nên sân chơi vắng tanh, không có ai chạy nhảy. Nhưng thật ra ngay cả lúc trời nắng cũng chẳng ai chạy ra ngoài cả. Những đứa trẻ mồ côi vào đây chỉ cần lành lặn khỏe mạnh đều được nhận nuôi rất nhanh, còn lại hầu hết là trẻ bị khuyết tật hoặc có vấn đề tâm thần. Viện mồ côi rất ít nhân viên, mỗi người phải chăm sóc cả đám trẻ, chỉ cho chúng ăn một ngày ba bữa đã đủ nhức đầu nên rất ít khi cho chúng ra sân chơi. Hơn nữa sân chơi chỉ là một nền xi măng rộng lớn trơ trọi, không có cầu trượt hay các công trình vui chơi mà lũ trẻ thích, cũng chẳng có dụng cụ thể thao. Giống hệt như trong trí nhớ của Yến Hạc Thanh, cậu đi tới mái hiên, mặt đất sạch sẽ, để đồ ăn vặt và sữa xuống rồi gọi điện cho người liên lạc, chào chú, cháu đến rồi à. Qua cổng cậu đi thẳng vào trong sẽ thấy một tòa nhà 5 tầng màu xanh nhạt, lên lầu 2 rồi vào phòng thứ hai nhé. Yến Hạc Thanh lại sách đồ lên, đi thêm mấy phút là đến tòa nhà màu xanh nhạt. Trên đường đi rất yên tĩnh, phòng thứ hai trên lầu 2 mở rộng cửa, một người đàn ông ngoài tứ tuần đang ngồi trước máy tính. Yến Hạc Thanh đứng ở cửa lễ phép nói, chào chú, cháu là Yến Hạc Thanh. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua đống đồ cậu đang sách rồi hất cầm về phía bàn trà, để đồ đằng kia rồi lại đây nói chuyện. Yến Hạc Thanh để đồ xuống rồi đi tới cạnh bàn làm việc, ở đó có một chiếc ghế dành cho khách, cậu kéo ra ngồi xuống. Từ lúc Yến Hạc Thanh vào phòng, người đàn ông nhìn cậu liên tục, trong lòng thầm thở dài. Cậu bé này thanh tú, xinh đẹp hơn ảnh chứng minh nhiều, da mịn thịt mềm, liệu có đến viện mồ côi làm việc khổ sai được không? Mấy năm trước rất nhiều sinh viên kéo tới đây xin làm tình nguyện viên, có người muốn lấy điểm học phần, có người làm vì cảm giác mới lạ cũng có người thật sự muốn làm từ thiện. Nhưng đều không có ngoại lệ, tới mấy lần rồi không liên lạc được nữa. Ông cũng rất thông cảm, những đứa trẻ còn lại trong viện mồ côi không giống trẻ em bình thường, chỉ câm điếc thôi đã là khá lắm rồi, hầu hết chúng không thể tự chăm sóc mình vì bị bệnh đau, thiểu năng, bại não, có mấy đứa còn đánh người ném đồ, gầm rú la hét cả đêm. Ngay cả những nhân viên lâu năm như họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi nếu không thật sự không thể nào làm tiếp được nữa, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn nặng nề. Người đàn ông biết chắc Yến Hạc Thanh sẽ chẳng tới được mấy lần nhưng vẫn làm theo quy trình, vừa gõ phím vừa hỏi cậu. Sở yếu lý lịch của cậu ghi là sinh viên Đại học Bắc Kinh, vậy muốn tới một lần hay lâu dài đây? Lâu dài à, người đàn ông tưởng mình nghe lầm nên ngừng gõ chữ rồi quay sang nhìn Yến Hạc Thanh, lâu dài. Yến Hạc Thanh bình tĩnh gật đầu, giả, dạ, lâu dài. Người đàn ông nhìn Yến Hạc Thanh hồi lâu với vẻ thần kỳ, một lát sau ông tắt máy tính rồi đứng dậy nói, vậy tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng trước, xem xong hãy trả lời tôi. Người đàn ông sách phụ một túi đồ ăn vặt và một thùng sữa rồi dẫn Yến Hạc Thanh lên lầu ba, chỗ chúng tôi chia làm ba tầng, các tầng được phân bổ tùy theo tình trạng sức khỏe. Càng lên cao thì tình trạng càng kém, ví dụ như bị động kinh hoặc tâm thần nặng, đặc biệt là các bé gái, hầu hết là bẩm sinh, cũng có một số ít mắc bệnh sau khi ra đời. Những đứa trẻ này thường bị ngược đãi rồi bỏ rơi nên bị ám ảnh tâm lý nặng nề, vì vậy tụi nó luôn cảnh giác cao độ và bài xích chúng tôi, hai ngày trước có đứa còn cào giáo viên dạy vẽ chảy máu nữa. Giới thiệu đến tầng 3, từ tầng này trở lên có gắn thêm cửa sắt cho cầu thang, tầng này không khóa nên loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa. Người đàn ông nhanh nhẹn đi tới phòng đầu tiên, lũ trẻ ở tầng này khá dễ chăm, có mấy đứa hơi nhát, nếu cậu chủ động thì tụi nó cũng dễ nói chuyện lắm. Đẩy cửa ra, bên trong có khoảng 30 đứa trẻ, tỷ lệ bé gái khá cao, Yến Hạc Thanh vừa bước vào thì chúng đều tò mò nhìn sang, thấy cậu sách theo đồ ăn vặt, trong mắt lũ trẻ lập tức lộ ra vẻ thèm thuồng. Chúng rất ít khi thấy đồ ăn vặt, thỉnh thoảng mới có đoàn từ thiện hoặc mạnh thường quân quyên tặng, nhưng cũng phải vài tháng mới có một lần. Có mấy đứa trẻ giản dĩ chạy tới nhiệt tình gọi Yến Hạc Thanh. Mừng anh tới đây, chào anh ạ. À hầu hết bọn trẻ đều rất nhát gan, chỉ nấp phía sau lấm lét nhìn Yến Hạc Thanh. Nào nào nào, anh trai này đem bánh và sữa cho các cháu đấy. Người đàn ông đặt đồ lên bàn rồi bảo những đứa trẻ mạnh dạn kia, các cháu xếp hàng lãnh quà đi nào. Yến Hạc Thanh chủ động đi tới phát cho những đứa trẻ nhút nhát kia. Người đàn ông yên lặng quan sát, thấy Yến Hạc Thanh vừa bình tĩnh vừa khéo léo giao tiếp với lũ trẻ hướng nội thì hơi kinh ngạc, không ngờ thiếu niên này thật sự kiên nhẫn đến vậy, ông bắt đầu hy vọng sau khi tham quan Yến Hạc Thanh sẽ ở lại làm lâu dài. Viện mồ côi thật sự rất cần tình nguyện viên, bọn trẻ cũng rất cần giáo viên mới. Phát đồ xong, Yến Hạc Thanh kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ nghe, ai nấy đều nghe say xưa. Thời gian dần trôi, người đàn ông vẫn quyết định dẫn Yến Hạc Thanh lên lầu 4 xem thử. Lên tới lầu 4 thì cửa sắt đã khóa, ông gọi điện cho một phụ nữ tóc bạc tới mở cửa, bà đeo tạp dề loang lổ thuốc màu, nhìn yến hạc thanh rồi hỏi có chuyện gì không cô từ đang dạy học người đàn ông không vào mà nói tình nguyện viên mới tới đấy chị dẫn cậu ấy tham quan đi người phụ nữ cười hiếm thấy quá nhỉ lâu lắm rồi chẳng có tình nguyện viên nào cả yến hạc thanh lễ phép gật đầu chào gì cháu là yến hạc thanh bà cười với cậu cứ gọi gì trương là được rồi người đàn ông đưa túi đồ ăn vặt và sữa còn lại cho yến hạc thanh cậu theo chị Trương lên lầu 4 xem đi, xem xong thì xuống lầu 2 tìm tôi. Người đàn ông xuống lầu trước, Yến Hạc Thanh bước qua cửa sắt, dì Trương lập tức khóa cửa lại rồi đi trước giới thiệu, giờ tụi nhỏ đang học vẽ, cháu đợi lát nữa hãy vào phát đồ nhé. Dạ, Yến Hạc Thanh đáp, khác với lầu 3 náo nhiệt, lầu 4 rất yên tĩnh, trong phòng học rộng thanh thang có khoảng 20 giá vẽ, mười mấy đứa trẻ đang yên lặng vẽ tranh. Đầu lớp có một phụ nữ cao gầy khoảng 40 tuổi mặc tạp dề, tay cầm khay màu nước dậy một bé gái tô màu. Đó là cô giáo từ dạy mỹ thuật, dì Trương đứng ở cửa khẽ lắc đầu, giờ viện mồ côi chỉ còn mình bà ấy thôi, mười mấy năm rồi chẳng ngại mưa gió, cũng không cần lương luôn. Qua cửa kính, Yến Hạc Thanh lặng lẽ nhìn người phụ nữ. Từ kiểu âm, mẹ ruột của lục mục trì, nửa tiếng sau rốt cuộc tan học, lúc này ngoài trời bắt đầu nổi sấp chấp ầm ầm dì Trương nhẹ nhàng gõ cửa, cô giáo từ có tình nguyện viên đến phát sữa cho tụi nhỏ đấy. Từ kiểu âm nghe nói có người lạ đến thì lập tức cúi đầu thu dọn dụng cụ vẽ của mình. Dì Trương đã quen với điều này, bà bảo Yến Hạc Thanh, vào đi cháu. Yến Hạc Thanh bước vào lớp, so với lầu 3, lũ trẻ ở lầu 4 trầm lặng hơn vì đa số bị câm điếc. Yến Hạc Thanh lần lượt đến từng bàn phát bánh và sữa cho chúng, đến bé gái cuối cùng, Yến Hạc Thanh đưa đồ cho bé nhưng sau khi nhận bé lại không ăn mà cẩn thận cất vào túi. Em không đói à, Yến Hạc Thanh hô tay, bé gái nhìn chằm chằm khẩu hình của Yến Hạc Thanh rồi khẩn trương làm thủ ngữ. Em, muốn, đem, Yến Hạc Thanh nghiêm túc đọc, cho, bản thân của em à. Đôi mắt bé gái sáng lên, lập tức gật đầu lia lịa. Lúc này dì Trương tới gần, bà nhìn túi áo phồng lên của bé gái rồi cười nói, nó và một con bé ở lầu năm là bạn thân nó để dành cho con bé kia đó. Vẻ mặt Yến Hạc Thanh dịu dàng hơn, cậu cho bé gái thêm một phần bánh và sữa chua, em một phần, bạn em một phần. Em cứ ăn đi nhé. Bé gái mừng rỡ chớp mắt, hùa tay làm thủ ngữ, cảm ơn anh. Tất cả những điều này đều thu hết vào mắt từ kiều âm. Mưa càng lúc càng lớn, khi Yến Hạc Thanh trở lại lầu 2 thì đã hơn 5 giờ chiều, trời nhá nhem tối, đèn bật sáng trưng. Cậu tham quan xong rồi. Người đàn ông hỏi Yến Hạc Thanh, giờ cho tôi biết câu trả lời của cậu đi, còn muốn làm lâu dài nữa không? Dạ còn, Yến Hạc Thanh gật đầu, mỗi tuần cháu có thể ghé một lần. Người đàn ông hết sức bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng, viện mồ côi thực sự quá thiếu vật tư và nhân lực, ông chìa tay ra, hoan nghênh cậu gia nhập viện chúng tôi. Điện thoại reo vang, người đàn ông cầm máy nghe mấy giây, sau đó mừng rỡ reo lên, viện trưởng, không phải anh đang đùa với tôi đấy chứ ha ha đâu có, tại tôi mừng quá ấy mà, không thành vấn đề, tôi sẽ lập bảng thống kê rồi gửi cho anh ngay. Cúp điện thoại, người đàn ông ngồi xuống bật máy tính lên, gõ một hồi mới nhớ ra Yến Hạc Thanh còn ở đây, ông vỗ chán nói, xem tôi này, có nhà tài trợ là quên mất cậu luôn, hôm nay rảnh rỗi nên cậu về trước đi, sau này mỗi tuần đến một lần là được rồi. Ông mở tủ lấy ra một tấm thẻ nhân viên màu xanh đưa cho Yến Hạc Thanh, cậu tự điền tên rồi dán ảnh vào nhé. Yến Hạc Thanh cầm thẻ nhân viên, chào tạm biệt rồi ra khỏi phòng. Hành lang không lắp kính mà gắn lưới B40, mưa to hắt vào hành lang qua mắt cáo, trên sàn đọng nước lênh láng. Yến Hạc Thanh nép sát tường đi xuống cầu thang, đến tầng trệt thì trông thấy bóng lưng từ kiều âm. Từ kiều âm đeo túi sách đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn cơn mưa tầm tã. Bỗng nhiên bà nhấc chân định bước vào màn mưa, Yến Hạc Thanh chạy tới gọi, cô giáo từ. Cậu bật dù lên che cho Từ Kiều Âm. Lộp độp, mưa rơi xuống nóc dù. Thấy Yến Hạc Thanh, gương mặt tái nhợt của Từ Kiều Âm lộ vẻ bối rối. Bà nhớ thiếu niên này là tình nguyện viên hôm nay mới đến, nhìn có vẻ nhỏ hơn con trai mình mấy tuổi. Nhớ đến Lục Mục Trì, Từ Kiều Âm nhất thời quên cả chạy, Yến Hạc Thanh nhét dù vào tay bà, "Mưa lớn lắm, cô đi từ từ nhé, cháu về trước đây." Nói xong Yến Hạc Thanh đội mũ lên rồi chạy vào trong mưa. Cháu, từ kiểu âm muốn đuổi theo nhưng thiếu niên chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy xa, chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Từ kiểu âm yên lặng nắm chặt cán dù rồi cũng bước vào màn mưa, chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, cửa phòng làm việc của viện trường trên lầu một mở ra, viện trường cúi đầu khom lưng tiễn lục lẫm, lục tổng, rất cảm ơn ngài đã nhiệt tình giúp đỡ Rainbow Bridge. Chúng tôi thiếu thư viện và phòng y tế từ lâu lắm rồi, nhất là phòng y tế, lỡ gặp phải trường hợp khẩn cấp viện trưởng dừng lại rồi nhìn theo ánh mắt lục lẫm ra màn mưa trắng xóa, chỉ thấy loáng thoáng một bóng người chạy xa, viện trưởng gọi khẽ, lục tổng. Lục lẫm thu mắt lại, sau này trợ lý của tôi sẽ phụ trách, có nhu cầu gì cứ tìm cậu ấy là được. Viện trưởng cười tít mắt, thế thì tốt quá rồi. May bách dừng lại trước ký túc xá, tài xế xuống xe che dù tới đón lục lẫm. Viện trưởng tiễn lục lẫm lên xe ra về, trái tim treo cao suốt ngày hôm nay cuối cùng cũng hạ xuống được tài trợ mấy trăm triệu, sau này bọn trẻ học hành hay ốm đau cũng không cần lo nữa. Còn xây thêm một ký túc xá mới, có thể nhận nhiều trẻ mồ côi hơn. Viện trưởng đặt tay lên ngực, một lần nữa cảm tạ lục lẫm. Ra khỏi viện mồ côi, trên người Yến Hạc Thanh đã ướt gần hết, mưa to quá nên cậu chạy tới cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh mì phết mứt quả và một chai nước, đứng dưới hiên đợi mưa tạnh. Xé túi ra, Yến Hạc Thanh yên lặng ăn bánh mì, cậu mua bánh mì mứt Việt quất, ngọt đến phát ngấy yến hạc thanh không thích nhưng không muốn lãng phí đồ ăn nên vẫn chậm rãi nhai nuốt cách đó không xa may bách từ từ dừng lại cửa xe mở ra tài xế che dù chạy tới cửa hàng tiện lợi tưởng có người đến chú mưa nên yến hạc thanh yên lặng tránh sang một bên đang gặm bánh mì thì tài xế che dù chạy đến trước mặt cậu cười nói yến tiên sinh xếp tôi mời ngài lên xe đấy ạ à? yến hạc thanh ngạc nhiên nhìn theo hướng tài xế chỉ trông thấy một chiếc xe đậu ven đường nhưng mưa lớn quá nên không thấy rõ biển số xe yến hạc thanh nuốt bánh mì xuống xếp anh là ai tài xế kính cần đáp lục tổng à lục tổng mà yến hạc thanh biết chỉ có một người lục lẫm lục mục chỉ được gọi là tiểu lục tổng gặp lục lẫm ở viện mồ côi rainbow bridge hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của yến hạc thanh trong chuyện không nói lục lẫm có biết tung tích từ kiều âm hay không Quan hệ của Lục Lẫm và anh trai mình rất nhạt nhẽo nên không hề quan tâm đến chuyện nhà ông, chỉ gặp Từ Kiều Âm một lần ở lễ cưới. Nhưng Yến Hạc Thanh đoán rằng với thủ đoạn của Lục Lẫm, đương nhiên anh biết Từ Kiều Âm đã ở viện mồ côi Rainbow Bridge 10 năm nay, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Vậy sao Lục Lẫm lại xuất hiện ở đây giờ này? Yến Hạc Thanh vừa suy đoán vừa đi theo tài xế tới chỗ đậu xe. Tài xế mở cửa sau, Yến Hạc Thanh nhìn vào trong lập tức đối diện với đôi mắt đen sâu thẳng của lục lẫm yến hạc thanh cúi đầu nhìn đôi giày và ống quần dính đầy bùn của mình không bước lên xe lục tiên sinh không ngờ lại gặp ngài ở đây ngài tìm tôi có chuyện gì không ánh mắt lục lẫm đảo qua khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của thiếu niên lông mày hơi nhíu lại lên xe trước đi yến hạc thanh nhếch môi giày với quần tôi dính bùn rồi không sao lục lẫm đưa tay tăng độ máy sưởi lên xe đi yến hạc thanh khom người chui vào lập tức cảm nhận được sự ấm áp cậu ngồi cảnh cửa xe chỗ để chân khó tránh khỏi dính nước bùn tài xế đóng cửa rồi chạy về ghế lái khởi động xe hỏi lục tổng về nhà hay sao ạ à? lục lẫm nhìn yến hạc thanh lúc nãy trời tối nên không thấy rõ giờ mới phát hiện mái tóc thiếu niên xù to như bắc giang cả đầu xoăn tít so với lúc bình thường càng có khí chất thiếu niên hơn lục lẫm hỏi cậu ở đâu yến hạc thanh cũng chẳng ngại đã lên xe nên cậu thoải mái nói ra địa chỉ nhà mình. Không cần lục lẫm mở miệng, tài xế lập tức lái đến chỗ ở của Yến Hạc Thanh. May bách tiếp tục tiến lên dưới cơn mưa tầm tã. Trong xe yên tĩnh lại, ống quần Yến Hạc Thanh nhỏ nước tí tách, cậu hơi cúi đầu, hàng mi dài rậm thỉnh thoảng lướt qua ra, lúc này lục lẫm chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tôi đã thấy cậu ở viện mồ côi, Yến Hạc Thanh quay đầu, trong mắt phản chiếu ánh đèn trên trần xe, lúc nãy ngài cũng ở viện mồ côi à? Có chuyện cần hợp tác, lục lẫm nói, Yến Hạc Thanh gật đầu, khóe môi hơi cong lên, còn tôi tới đăng ký làm tình nguyện viên. Trước đây tôi từng sống ở Rainbow Bridge một thời gian, cậu không cảm thấy đây là chuyện đáng xấu hổ nên thoải mái kể, bố mẹ tôi bị tai nạn qua đời từ lúc tôi còn bé xíu, họ hàng không chịu nuôi tôi nên viện mồ côi nhận nuôi tôi tạm thời. Lục lẫm thật sự không ngờ Yến Hạc Thanh Long đong đến thế nhưng cũng dễ hiểu thôi nếu không phải tự nuôi sống mình thì yến hạc thanh đâu cần làm đủ thứ việc như vậy huống hồ nếu cha mẹ yến hạc thanh còn sống cũng sẽ không nỡ để cậu vất vả lục lẫm im lặng một lát rồi đổi chủ đề tóc cậu bị xoăn kia vâng yến hạc thanh đã quên mất chuyện này cậu cười nhẹ hễ tóc tôi bị ướt thì sẽ xoăn lại chắc di truyền từ mẹ tôi đấy trong mắt cậu lộ vẻ hoài niệm tôi nhớ tóc bà cũng xoăn tự nhiên lên xe hồi lâu mà môi Yến Hạc Thanh vẫn tái nhợt, lục lẫm mở nắp bình giữ nhiệt rót một ly trà gừng đưa cho Yến Hạc Thanh, tôi chưa uống đâu. Ngụ ý là còn rất sạch, cảm ơn, Yến Hạc Thanh nhận lấy uống một ngụm, nóng nóng cay cay, uống đến đâu dễ chịu đến đó, mi mắt cậu khẽ run lên, lần trước ở thung lũng hình như cũng là vị này thì phải. Lục lẫm im lặng một hồi mới nói, mỗi lần gặp cậu, cậu đều xảy ra chuyện cả. Yến Hạc Thanh cười, đúng vậy, nhưng dù ngài có tin hay không thì tôi cũng ít khi xảy ra chuyện lắm. Lúc này tài xế rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Lục Tổng, đến nhà Yến Tiên sinh rồi à? May bách đã đậu dưới mưa được mấy phút, Lục lẫm hơi bực bội. Nhanh vậy sao, môi anh vừa mất máy thì Yến Hạc Thanh đã lên tiếng trước. Lục Tiên sinh, mưa lớn quá, hay là ngài lên nhà tôi uống ly nước ấm nhé? mươi 27, nước ấm, khóe mắt tài xế hơi run rẩy đây là lần đầu tiên hắn thấy có người mời lục lẫm uống nước ấm e là những người muốn mời lục lẫm dự tiệc ở khắp thủ đâu nghe được câu này sẽ thổ huyết mất tài xế còn đang cảm thán thì thấy lục lẫm mở cửa xe qua kính chiếu hậu ngoặc kép chấm than ngoặc kép tài xế kinh hãi thế mà đi thật sao hắn vội vàng mở cửa bung dù chạy ra sau che mưa cho lục lẫm lục lẫm cầm dù bên kia yến hạc thanh đã xuống xe chạy vào trung cư rồi chờ anh ở cửa lục lẫm che dù đi qua, sau đó xếp dù lại, Yến Hạc Thanh đi trước, nhà tôi trên lầu ba ấy. Vách tường tỏa ra mùi ẩm ướt dưới ánh đèn vàng cam, cầu thang hẹp bị dẫm bóng loáng, lục lẫm nhìn bóng lưng thiếu niên, chỉ giây lát sau đã đến lầu ba. Mỗi tầng có hai căn hộ, Yến Hạc Thanh móc túi lấy chìa khóa ra cắm vào ổ rồi xoay sang trái một vòng, khóa cửa cạch một tiếng mở ra. Yến Hạc Thanh đẩy cửa vào, trước tiên bật đèn lên, thay dép rồi nghiêng người tránh đường ngài vào đi lục lẫm để dù dựa vào chân tường rồi nhìn yến hạc thanh có bao bọc giày không chắc nhà cậu sẽ không có dép vừa chân anh yến hạc thanh lắc đầu đừng để ý ngài cứ bước vào đi nhà cũ nên từ sàn gạch men có thể nhìn ra dấu vết tháng năm nhưng thiếu niên chịu khó lau nên sạch bóng giày da của lục lẫm đã dính nước mưa anh cởi giày để ngoài cửa rồi đi chân trần vào nhà yến hạc thanh giật mình Dũ mắt cởi áo khoác treo lên sau cửa rồi bước nhanh vào nhà bật quạt sưởi cho ấm. Không giống những người khác vừa vào đã ngắm chuồng chim bồ câu này, lục lẫm đi tới ghế sofa, chờ Yến Hạc Thanh mời ngồi mới ngồi xuống. Yến Hạc Thanh cầm bộ đồ mặc ở nhà, ngài chờ chút nhé, để tôi thay đồ đã. Cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh. Cách âm rất kém nên qua bức tường có thể nghe rõ tiếng sột soạt bên trong. Yến Hạc Thanh thay đồ rất nhanh, chỉ một phút sau đã ra ngoài. Áo thun rộng cổ tròn, quần dài màu đen, mặc dù áo rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn thấy xương bả vai nhô cao của cậu. Bình thường Yến Hạc Thanh mặc áo khoác nên không thấy rõ lắm, một khi cởi ra lại gầy đến kinh ngạc. Trên cổ cậu quàng khăn khô, cậu lau đầu qua loa, có mấy lọn tóc xoăn lên, lau tay rồi nói để tôi đi nấu nước. Sau đó bước vào phòng bếp bên cạnh, trên bàn trà đặt một quyển tế bào học bằng tiếng Nga thẻ đánh dấu sách lộ ra một mảnh lá cây màu xanh, ánh mắt lục lẫm đảo qua, thấy cậu đã đọc được hơn nửa cuốn. Trong bếp, Yến Hạc Thanh rót hai chai nước lọc vào ấm rồi bật lò đun. Sau đó lấy rổ múc ba chén gạo, vò bốn năm lần, bỏ gạo đã vo sạch vào nồi cơm điện, ấn nút nấu cơm. Trong ngăn đá còn một miếng thịt nạc, Yến Hạc Thanh lấy ra ngâm nước lạnh giã đông. Lúc này ấm nước trên lò đã nóng, Yến Hạc Thanh lấy một chiếc ly sạch để rót nước, lấy thêm mấy quả táo trong tủ lạnh đem đi rửa rồi bưng ra ngoài. Tư thế ngồi của lục lẫm vẫn như lúc cậu đi, nước nóng lắm, đợi nguội bớt đã. Yến Hạc Thanh đặt khay nước và trái cây xuống bàn trà trước mặt lục lẫm. Lục lẫm hỏi, cậu học ngành sinh vật à? Thấy quyển sách trên bàn trà, Yến Hạc Thanh đem cất vào ngăn kéo, hiện giờ thì chưa, đầu học kỳ sau mới chuyển ngành. Lục lẫm khẽ nhíu mày, muốn chuyển ngành phải nằm trong top 5, xem ra thành tích của yến hạc thanh rất nổi bật anh liếc nhìn chồng sách trên tay vịn ghế sofa tất cả đều là tài liệu giảng dạy trong phòng cũng không có tivi hay máy chơi game bình thường ngoài giờ đi làm cậu chỉ học thôi à lâu lâu còn đọc tiểu thuyết nữa yến hạc thanh kéo ra chiếc ghế đầu dưới bàn trà ngồi xuống cầm một quả táo lên gọt vỏ thư viện trường cho mượn miễn phí nhiều thể loại phong phú lắm yến hạc thanh gọt táo rất thành thạo vỏ mỏng nhưng không bị đứt ngang lục lẫm nhìn vỏ táo nhanh chóng dài ra, cậu đọc thể loại gì? Trong chuyện không nói lục lẫm đọc tiểu thuyết huyền nghi, nhưng lần trước ở hồ băng yến hạc thanh đã thấy anh đọc trong lều, cậu gọt sạch vỏ táo rồi cẩn thận cắt thành miếng nhỏ, huyền nghi suy luận, tôi thích tiểu thuyết của Agatha lắm. Cậu lấy ra một cây tăm từ trong hộp, ghim miếng táo đưa cho lục lẫm, quả này có vẻ giòn ngọt lắm, ngài nếm thử đi. Lục lẫm rất ít ăn trái cây, nhất là táo, nhưng anh vẫn nhận lấy trong gian phòng yên tĩnh lâu lâu có tiếng quạt sưởi kêu rè rè, đây là bệnh chung của đồ điện rẻ tiền. cạnh ghế sofa đặt một bình hoa lớn, bó hoa mai đã héo khô nhưng vẫn tỏa hương nhẹ nhẹ, cạnh bình hoa là một cái cân điện tử thông dụng. Thứ này rất hiếm gặp trong phòng nam sinh, Yến Hạc Thanh không ăn táo. Lục lẫm nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, trên con đường lầy lội đến viện mồ côi, thiếu niên đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, say sưa ăn một ổ bánh mì bình thường. Anh nuốt táo xuống, bữa tối của cậu chỉ có một ổ bánh mì thôi à? Hình như Yến Hạc Thanh không hiểu câu hỏi của anh lắm, qua một hai giây mới hiểu được, mắt cậu hơi cong lên, ngài hiểu lầm rồi, tôi không tiết kiệm trong chuyện ăn uống đâu, dạo này tôi mập lên rồi đó, mỗi bữa đều ăn ít nhất hai chén cơm. Cậu đứng dậy nói, mưa còn lớn lắm, ngài ở lại ăn bữa cơm đạm bạc nhé, cơm nấu rồi, chỉ cần nấu thêm nồi lẩu nữa là xong. Lục lẫm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, 6 giờ 40 phút chiều ngoài trời sấm chấp rền rĩ mưa to tiếp tục hắt vào cửa sổ anh cũng không từ chối yến hạc thanh lại đi vào bếp chốc lát sau bên trong vọng ra tiếng xào nấu nước đã nguội lục lẫm bưng ly lên uống mấy ngụm điện thoại của anh chợt reo vang lão lục cậu không ở công ty à sở tử ngọc hết sức kinh ngạc không khủ tớ tiện đường đem cho cậu hộp bánh tai heo này sở tử ngọc thở dài giờ đang mưa xối xả lại bị kẹt ở công ty cậu nên tớ đành phải ăn hết thôi món này để nguội giờ lắm vậy tớ cúc máy đây lục tiên sinh anh có ăn cay được không bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên lục lẫm quay lại thấy yến hạc thanh nhoài người ra khỏi bếp cậu đeo tạp dề màu đen phía trên in hình một chú cừu non màu trắng tóc đen dần khô nên không còn xoăn nữa mà lòa xòa trước chán lục lẫm đáp không yến hạc thanh gật đầu rồi quay vào bếp Đù, sở tử ngọc kêu lên ở đầu dây bên kia, phải giọng sư phụ tiểu yến không? Chắc là đúng rồi, lão lục, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy hả? Lục lẫm rời điện thoại ra xa, nhà bạn, hai người có chuyện gì vậy? Sở tử ngọc tò mò gần chết, hôm qua tớ đến quán ba, nghe nói sư phụ tiểu yến xin nghỉ rồi, cậu bắt ẻm nghỉ à? Lục lẫm nhìn tới phòng bếp, anh không biết yến hạc thanh đã xin nghỉ việc. Lần trước ở quán ba, đúng là anh đã nói một câu, cậu không thích hợp làm ở quán ba. Nhưng lục lẫm không nghĩ câu nói kia có thể làm Yến Hạc Thanh xin nghỉ, thiếu niên này là người rất có chính kiến. Ê ê, cậu có định dẫn em tới dự lễ cưới lão tạ không? Sở tử Ngọc còn đang hô to gọi nhỏ, lão tạ đặt cho cậu một phòng rồi, hay là bảo cậu ấy thay giường đơn nhé? Lục lẫm cúp máy, trong phòng yên tĩnh lại, một lát sau, Yến Hạc Thanh bưng nồi lầu ra, còn có một cái bếp điện tử. Yến Hạc Thanh mua bếp điện từ này ở tiệm sửa đồ điện, được cậu lau chùi sáng loáng. Trong nước dùng thả mấy viên thịt có kích cỡ đều nhau, vài lát cà chua, vài cây nấm, còn có lá tỏi xanh gì. Yến Hạc Thanh lại vào bếp bưng ra hai chén cơm, hai đĩa tương đậu phộng và một rổ rau ăn kèm. Nồi lẩu thanh đạm nhưng lại rất hợp với buổi tối mùa đông. Ngài ăn thử thịt viên đi, đây là tuyệt chiêu sở trường của tôi đó. Yến Hạc Thanh đề cử lục lẫm bận rộn công việc lại sống một mình nên lâu lắm rồi chưa ăn lẩu anh gắp viên thịt lên cắn một cái vị thịt đậm đà sen lẫn cảm giác giòn sần sật nước dùng cũng cực kỳ thơm ngon lục lẫm cẩn thận nhai nuốt rau diếp à mắt yến hạc thanh cong cong vâng tôi có trộn thêm một ít rau diếp băm nhỏ cảm giác vị thịt sẽ đậm đà hơn cũng đỡ ngán nữa cậu còn làm thêm ở nhà hàng nữa à lục lẫm thuận miệng hỏi Mặc dù chỉ là món lẩu đơn giản nhưng vẫn có thể nhận ra tài nấu nướng của Yến Hạc Thanh rất khá. Không phải nhà hàng mà chỉ là quán bình dân thôi. Yến Hạc Thanh bưng chén lên gắp một lá xà lách, nụ cười thanh thuần như lá rau xanh tươi. Hầu hết những món ăn hàng ngày tôi đều biết hết, chỉ có mấy món tây cao cấp là không biết thôi. Hương vị chẳng ra sao cả. Lục lẫm ăn cơm, phát hiện có chỗ gây hiểu lầm nên nói thêm, ý tôi nói mấy món được gọi là cao cấp kia ấy tôi chưa ăn bao giờ. Yến Hạc Thanh gắp xà lách, sau này có dịp sẽ ăn thử cho biết. Nồi lẩu sôi ủng ục, hai người ăn vừa yên tĩnh vừa nhanh, chỉ chốc lát sau đã ăn xong, lục lẫm ăn một bát, Yến Hạc Thanh hai bát. Lục lẫm giúp cậu bưng bát đũa vào bếp, tuy nhỏ nhưng vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp, trên bệ cửa sổ còn có mấy chậu sen đá, lục lẫm chưa bao giờ thấy sen đá nào tươi tốt đến vậy. Ngài cứ bỏ vào bồn là được rồi, Yến Hạc Thanh bưng nồi lẩu theo vào phòng bếp lập tức trở nên chật trội. Lục lẫm đặt chén xuống rồi tiện tay rửa, cũng chỉ có hai cái mà thôi, anh rửa chén giỏi đến bất ngờ, rửa xong còn thành thạo gỡ khăn xuống lau khô nước trong chén, cậu nghỉ việc rồi à? Yến Hạc Thanh nhìn chén rồi vứt cận trong nồi ra bỏ vào thùng rác, quán ba ấy à? Kiếm đủ tiền học lái xe rồi nên tôi xin nghỉ, quán cà phê cũng vậy, chỉ làm tới cuối năm thôi. Lau chén xong, lục lẫm đưa tay muốn lấy nồi lẩu, Yến Hạc Thanh hơi do dự nhưng vẫn đưa qua. Phiền anh quá, lục lẫm thản nhiên rửa nồi lẩu, tôi thấy cậu đang học ngoại ngữ, sau này muốn đi du học à? Yến Hạc Thanh gật đầu, vâng, lúc này tiếng mưa đã nhỏ hơn, lục lẫm rửa nồi rồi lấy khăn lau khô, anh nhìn lướt qua, treo lên cái móc ở bệ cửa sổ, móc túi lấy khăn tay ra lau từng ngón, cảm ơn đã tiếp đãi, tôi về trước đây. Ánh mắt Yến Hạc Thanh đào qua thùng nước màu đỏ cạnh thùng rác, sực nhớ đến mồi câu mình tự ủ, tôi có làm một ít mồi câu cá, ngài muốn lấy thử một lọ không? Quả nhiên lục lẫm dừng lại, sao? Yến Hạc Thanh mở ngăn kéo lấy một cái lọ thủy tinh sạch rồi ngồi xuống mở nắp thùng nước, một mùi hương giống cơm rượu lập tức bay ra. Tôi ủ rượu bằng cao lương, gạo, lúa mì với men, đây là công thức của một ông lão câu cá dạy tôi, tôi có cải tiến chút xíu nhưng vẫn chưa thử nữa. Yến Hạc Thanh múc đầy lọ, vặn chặt nắp rồi đứng dậy đưa cho lục lẫm cứ rắc mồi xuống nước luôn nhé nếu ngài thấy được thì sau này tôi đem thêm cho ngài lục lẫm bình tĩnh nhìn yến hạc thanh một lát rồi chợt nói tôi ba mươi đấy dạ yến hạc thanh mở to mắt ngài nói gì cơ cứ gọi anh được rồi lục lẫm cầm lọ mồi tôi chưa già vậy đâu lục lẫm rời đi yến hạc thanh đứng ở cửa đèn hành lang sáng lên rồi lại tắt cho đến khi tiếng bước chân biến mất hẳn ý cười trong mắt Yến Hạc Thanh dần lắng xuống, cậu đóng cửa lại rồi đi tới ghế sofa, mở điện thoại tìm tùng hoa nhưỡng xuân trên bản đồ. Rất gần quán cà phê, có tuyến tàu điện chạy thẳng đến đó, chỉ cần qua ba chạm. Cậu đã nghe thấy lục lẫm và sở từ ngọc nói chuyện qua điện thoại. Tùng Hoa Nhưỡng Xuân là nơi cử hành hôn lễ của tả quân Kiệt, cũng là nơi lầm phong trí cởi sạch quần áo rồi lèn vào phòng lục lẫm để quyến rũ anh. Vào thời gian này trong chuyện, còn một năm nữa lục mục trì mới phát hiện người lâm phong trí chí yêu chính là lục lẫm. Lần này Yến Hạc Thanh muốn giúp lục mục trì biết sớm hơn. Sáng hôm sau, Yến Hạc Thanh ra ngoài lúc 7 giờ, trước tiên lên tàu điện ngầm đến Tùng Hoa Nhưỡng Xuân. Tùng Hoa Nhưỡng Xuân là khách sạn 5 sao hàng đầu thủ đô, không chỉ có phòng tiệc sang trọng ấm cúng mà đồ ăn cũng rất nổi tiếng, được Blackpur đánh giá ba kim cương. Blackpur là bảng xếp hạng nhà hàng uy tín nhất Trung Quốc, Tương tự như Michelin, ba kim cương là cao nhất. Đại sảnh được trang trí rất cổ kính, có hòn non bộ nước chảy, Yến Hạc Thanh đi tới quầy tiếp tân lễ phép hỏi, có tuyển cộng tác viên không ạ? À? Việc gì em cũng làm được hết. Thiếu niên thực sự quá đẹp, Tiếp Tân nuốt ngừa câu từ chối đã ra đến miệng rồi gật đầu nói, hình như sau bếp đang thiếu người đấy, để chị hỏi dùm em nhé. Yến Hạc Thanh mỉm cười, cảm ơn chị. Tiếp Tân nhấc điện thoại bàn lên bấm số nói vài câu rồi để điện thoại xuống, chỉ tới thang máy bên trái, em đi thang máy lên lầu 3 tìm quản lý Dương nhé. Yến Hạc Thanh cảm ơn Tiếp Tân rồi đi tới thang máy, Tiếp Tân nhìn cậu đi khuất mới thu mắt lại. Thang máy từ từ lên tầng 3, ngoài cửa là một sảnh tiệc buffet rất lớn. Yến Hạc Thanh đi ra, không phải giờ ăn nên trong sảnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có mấy nhân viên phục vụ đang quét dọn. Yến Hạc Thanh phán đoán phương hướng rồi rẽ trái đi vào gian bếp mở, một phụ nữ mặc đồng phục từ bên trong đi ra. Nhìn bà khoảng hơn 40 tuổi, cầm một sâu chìa khóa lủng lẳng. Chào gì, Yến Hạc Thanh đảo mắt qua tấm thẻ trước ngực bà, trên đó ghi dương chân. Cậu đoán người này chính là quản lý Dương nên lễ phép nói, cháu đến xin việc ạ. À? Dương Trần ngắm nghĩa Yến Hạc Thanh, cậu biết làm gì? Sắp xếp nguyên liệu, tẩm ướp hay sơ chế đều được ạ. À? Yến Hạc Thanh mỉm cười, còn biết tỉa rau củ đơn giản nữa dương chân hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên này môi hồng da trắng mười ngón không dính nước xuân thế mà dành việc bếp núc như vậy bà quay người nói đi theo tôi bà dẫn yến hạc thanh vào bếp mọi người đang chuẩn bị bữa trưa dương chân đi tới quầy đưa một củ cà rốt cho yến hạc thanh tỉa hoa hồng đi yến hạc thanh cầm lấy dạ cậu cúi đầu thuần thục gọt vỏ giờ dương chân mới nhìn thấy bàn tay yến hạc thanh hoàn toàn trái ngược với gương mặt non trẻ của cậu nhìn đôi tay này là biết cậu từng bươn trải đủ nghề, không chỉ dính nước xuân mà thậm chí còn ngâm trong nước xuân quanh năm nữa. Thực tế chứng minh Dương chân không hề nhìn lầm, chẳng mấy chốc một bông hồng sinh động như thật đã thành hình trên tay Yến Hạc Thanh. Cháu khiêm tốn quá đấy, Dương chân nhận xét, đây không phải trình độ tiểu hoa đơn giản mà ít nhất phải làm việc trong bếp từ 5 năm trở lên. Yến Hạc Thanh nhớ lại từ cấp 1 đến cấp 2 mình làm ở quán cơm đúng là hơn 5 năm, cậu cười nói, dì tinh mắt thật. Dương chân lại hơi tiếc nuối vì đã đoán chúng, nhìn Yến Hạc Thanh có vẻ như mới trưởng thành, chẳng lớn hơn con bà mấy tuổi mà lại có đôi tay của người 40 tuổi. Bà khẽ lắc đầu, tạm thời không tuyển cộng tác viên nhưng thứ bảy tuần này có tiệc cưới mà lại đang thiếu người, nếu cậu muốn thì có thể tới làm, lương tính theo ngày. Yến Hạc Thanh mỉm cười, cảm ơn gì, cháu sẽ làm ạ. À? Nhận việc xong, Yến Hạc Thanh lên tàu điện ngầm về quán cà phê. Các buổi sáng trong tuần đều rất bận rộn. Nhất là Yến Hạc Thanh luôn dựa theo nhu cầu của khách để vẽ ra đủ hình xinh xắn nên khách chỉ muốn uống cà phê cậu pha, Yến Hạc Thanh bận đến nỗi chân không chạm đất. Trương Thanh còn có việc thu tiền, còn nam phục vụ còn lại hầu như không có việc gì làm, hắn cũng vui vẻ lười biếng, lâu lâu cầm khăn lau bàn cho có lệ. Lúc này điện thoại trong tiệm reo lên, nam phục vụ ngồi ì ra đó, thấy Yến Hạc Thanh và Trương Thanh đều bận túi bụi không rảnh nghe mới lề mề đi tới bắt máy. Xin chào, cà phê xe đầu đây ạ. À? Nam phục vụ uể oải cầm lên cuốn sổ gọi món. Xin chào, cho một ly cà phê đen và một phần bánh kem vuông, giờ nghỉ chưa giao lên lầu 81 lục thị nhé. Cô gái ở đầu dây bên kia có giọng nói ngọt lịm như ca sĩ, nam phục vụ lập tức đổi thái độ, vâng, em sẽ giao sớm cho chị ạ. À? Cô gái nói ngay, nói Yến Hạc Thanh giao nhé nam phục vụ hắn rủa thầm trong lòng miễn cưỡng tiếp nhận công việc của yến hạc thanh yến hạc thanh vờ như không thấy pha một ly cà phê đen rồi bỏ miếng bánh kem vuông vào hộp sau đó xách tới lục thị cà phê đen và bánh kem vuông cộng thêm tầng cao nhất của lục thị nên yến hạc thanh biết là lục lẫm gọi tiếp tân đã được báo trước nên mình cười lịch sự dẫn yến hạc thanh đến thang máy riêng của lục lẫm thang máy này nằm bên kia đại sảnh khác với thang máy nhân viên chật kín vào giờ nghỉ trưa, bên này không cần quẹt thẻ mà cũng chẳng có ai khác, lên tầng cao nhất chỉ mất 2 phút. Tiếp Tân ấn nút thang máy, đợi Yến Hạc Thanh vào xong, trên mặt Tiếp Tân mới lộ ra vẻ hiếu kỳ. Thư ký đã dặn để người giao hàng đi thang máy riêng của Lục Tổng, đây là điều xưa nay chưa từng có. Lục Tổng thích cà phê và bánh gato này vậy sao? Thật sự ngon thế cơ à? tiếp tân quyết định lát nữa cũng gọi cà phê và bánh gato tô thay bữa trưa đi thẳng không dừng nên chẳng mấy chốc đã lên tầng cao nhất yến hạc thanh ra khỏi thang máy rồi đi qua chỗ thư ký đang định tới thì thư ký cười nói ngài đi thẳng tới trước rồi đưa vào văn phòng đi ạ à? yến hạc thanh gật đầu đi vào trong thêm lát nữa là đến phòng chủ tịch cậu giơ tay gõ nhẹ lên cửa lục tiên sinh lục lẫm đặt bản báo cáo xuống vào đi Yến Hạc Thanh đẩy cửa ra rồi xách đồ tới bàn làm việc nhẹ nhàng đặt xuống, cà phê và bánh của anh đây, anh từ từ dùng nhé. Lần này cậu không gọi ngài nữa, vừa quay người định đi thì bị Lục Lẫm gọi lại, ăn cơm chưa? Yến Hạc Thanh quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, chưa à? Lục Lẫm hất cầm về phía bên trái, có qua có lại, hôm nay tôi mời cậu ăn cơm. Yến Hạc Thanh nhìn sang, mấy chiếc ghế sofa, một bàn trà, trên bàn đặt mấy hộp đồ ăn. Yến Hạc Thanh không đoán được ý lục lẫm, chẳng lẽ cố tình gọi cậu đến ăn chưa sao? Cậu quay đầu lại, một mình tôi ăn thôi à? Lục lẫm cầm báo cáo lên xem tiếp, ừ, tôi ăn rồi. Yến Hạc Thanh im lặng một lát rồi đi đến sofa ngồi xuống. Tổng cộng 5 món, canh sườn củ sen, salad trộn dầu hào, bắp ngô xào đậu tương và hạt điều, bò om dứa tiêu đen, thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh. Còn có một hộp trái cây, tất cả vẫn còn nguyên. Yến Hạc Thanh liếc nhìn lục lẫm, anh đang chăm chú lật xem báo cáo. Trong văn phòng rất yên tĩnh, Yến Hạc Thanh thu mắt lại rồi bưng cơm lên. Cơm không giống loại cậu hay ăn, có mùi gạo thơm tự nhiên, hạt cơm tròn mẩy, nhai lâu sẽ có vị ngọt. Củ sen được hầm mềm dẻo, mùi thơm tràn ngập khoang miệng, sườn non là loại thượng hạng được chặt đều tăm tắp, vừa vào miệng lập tức giã xương, thịt mềm dục như muốn tan ra. Mấy món còn lại cũng rất thơm ngon và đủ chất cơm không nhiều không ít một hộp vừa đủ hai chén trong lúc yến hạc thanh chăm chú ăn cơm thỉnh thoảng lục lẫm đảo mắt về phía cậu thiếu niên ăn vừa yên tĩnh vừa nhanh cũng không kén ăn gắp gì ăn nấy ai cũng có món mình thích và ghét nếu không có chính là không có điều kiện để kén ăn tôi không biết khẩu vị của cậu lục lẫm lên tiếng có món nào không thích thì đừng ép mình ăn động tác nhai nuốt của yến hạc thanh hơi dừng lại đây là lần đầu tiên có người nói với cậu rằng cậu cũng được quyền kén ăn. Một lát sau, cậu đẩy thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh ra, thịt xào ngọt quá, tôi ăn không quen. Lục lẫm lật ra một tờ, vậy đừng ăn nữa. Yến Hạc Thanh quả thực không gắp thịt xào nữa, trong văn phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng bát đũa va nhau. Khoảng 10 phút sau, ngoại trừ thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh, Yến Hạc Thanh đã giải quyết sạch sẽ một hộp cơm và bốn hộp đồ ăn cậu dọn dẹp hộp cơm rồi gói thịt xào lại lục tiên sinh tôi đem thịt xào này về được không ạ à? chỗ tôi ở có nhiều mèo hoang lắm ánh mắt lục lẫm đào qua hộp trái cây chưa động đến cả trái cây nữa hình như tụi nó không ăn trái cây đâu ạ à? lục lẫm lại lật một tờ đầu cúi hơi thấp nên không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh trái cây thì cậu ăn đi yến hạc thanh sách hộp trái cây và hộp thịt heo xé sợi sốt bắc kinh ra về vẫn đi thang máy riêng của lục lẫm hai phút sau đã xuống đại sảnh cậu xách đồ về nam phục vụ kia tò mò liếc mắt một cái rồi nói mỉa chà đi giao hàng cũng hay đấy chứ xách một túi đi rồi xách một túi về đã vậy còn đi cả buổi không biết buổi trưa trong tiệm bận lắm à trương thanh lườm hắn chỉ có cậu chẳng làm bao nhiêu mà nói nhiều nhất thôi chưa qua cậu ra ngoài cả tiếng mà có ai nói gì cậu không nam phục vụ lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười tôi chỉ nói phong long chứ có trách tiểu yến đâu Ai mà không biết giờ nghỉ chưa thang máy lục thị đông cỡ nào, giờ về là sớm rồi đấy. Lần này không ai trả lời hắn, hắn ngượng ngùng xoa mũi một cái rồi nhín thinh. Buổi chiều tan tầm, Yến Hạc Thanh sách đồ về nhà, trước tiên đem cho bầy mèo hoang mấy cái bánh nửa giá trong tiệm và hộp thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh, sau đó mới sách trái cây về nhà. Mùa đông trời lạnh nên trái cây còn tươi nguyên, thật ra cũng chẳng phải loại đắt tiền mà chỉ là nho xanh, kiwi, bưởi, anh đào, dâu tây bình thường. Yến Hạc Thanh im lặng mấy giây rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh trái cây. Đăng lên vòng bạn bè, không cần cài đặt cho một mình lục lẫm thấy vì danh sách bạn bè của cậu chỉ có mình anh mà thôi. Trái cây cực kỳ ngọt, cậu chú thích năm chữ. Đăng xong Yến Hạc Thanh rời khỏi WeChat rồi soạn một tin nhắn. Chí chí, em ngủ chưa? Ấn nút gửi đi, mấy phút sau, Lâm Phong Chí trả lời, chưa, có chuyện gì à? Yến Hạc Thanh cầm lên một quả anh đào vừa to vừa đỏ, cậu gõ chữ, không có gì, chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi. Lâm Phong Chí đang thử đồ cho thứ bảy, đó là một bộ vest trắng tinh. Thử xong Y vẫn không vừa ý lắm, tiện tay cầm điện thoại xem, thấy nội dung tin nhắn của Yến Hạc Thanh thì ngực bỗng nhiên nóng lên. Y chợt thấy hơi ngượng ngùng. Mấy ngày này Y chỉ nghĩ đến chuyện được gặp lục lẫm ở lễ cưới mà quên mất Yến Hạc Thanh. Nhưng Yến Hạc Thanh vẫn luôn nhớ đến Y còn chúc y ngủ ngon nữa lâm phong Chí gọi điện tới không làm phiền anh chứ yến hạc thanh dịu dàng đáp không anh đang ăn trái cây lâm phong Chí, à một tiếng rồi phấn khởi nói vậy anh chọn dùm em bộ đồ đi thứ bảy này em sẽ mặc wechat của anh số mấy để em hết số điện thoại ấy lâm phong trí lập tức hết cậu sau khi kết bạn thì gọi video yến hạc thanh lập tức nhận cuộc gọi video kết nối Lâm Phong Chí giơ cao điện thoại cho cậu thấy toàn cảnh, "Bộ này thế nào?" Yến Hạc Thanh nhìn một lát, đột nhiên hỏi, "Em định mặc đi đâu?" Lâm Phong Chí không muốn Yến Hạc Thanh can dự vào cuộc sống riêng tư của mình, thích lục lẫm càng phải giữ bí mật hơn. Y nói qua loa, thì tiệc cưới bình thường thôi. "Vậy anh khuyên em nên mặc đồ bình thường đi." Yến Hạc Thanh mỉm cười, vừa hợp với em mà cũng không lấn át chú rể nữa. Lâm Phong Chi khó lòng nói ra mình dự tiệc cưới đẳng cấp nên nhất định phải mặc đồ trang trọng. Yến Hạc Thanh chưa bao giờ tiếp xúc với những lễ nghi này, lẽ ra y không nên hỏi ý cậu mới phải. Lâm Phong Chí đổi chủ đề, mấy ngày nay anh có bận gì không? Vẫn như xưa thôi, Yến Hạc Thanh ăn anh đào, làm thêm kiếm ít tiền sinh hoạt. Lâm Phong Chí gật đầu, đột nhiên tinh mắt nhìn thấy chiếc hộp trên bàn trà có logo của nhà hàng mình thích nhất. Giá cũng không hề rẻ hộp mà Yến Hạc Thanh đang ăn ít nhất cũng phải mấy trăm tệ. Lâm Phong Trí thắc mắc, trái cây anh mua đấy à? Yến Hạc Thanh nuốt anh đào, ngón tay dính nước màu đỏ tím, cậu rút khăn giấy lau đi, không phải, bạn anh tặng. Bạn anh cũng tốt với anh quá nhỉ? Lâm Phong Trí nghĩ thầm Yến Hạc Thanh mà có bạn giàu vậy sao, còn mua cho anh trái cây ở nhà hàng Ba Kim Cương Black Pearl nữa. Yến Hạc Thanh chỉ biết bữa cơm lục lẫm mời đắt tiền chứ không ngờ là của nhà hàng Ba Kim Cương Black Pearl cậu không dành mấy nhà hàng cao cấp lắm, chỉ biết là giá không hề rẻ, cậu hơi thất thần, một lát sau mới nói, ừ, người đó tốt với anh lắm. Lâm Phong Trí Thuận miệng hỏi, nam hay nữ vậy? Đi trêu chọc, nếu là nữ thì chắc người ta có ý với anh nên đang theo đuổi anh đó. Yến Hạc Thanh nở nụ cười, không nói gì mà hỏi ngược lại, nếu người đó thật sự có ý với anh thì em nghĩ anh có nên đáp lại không? Em đã gặp người ta đâu mà góp ý cho anh? Lâm Phong Trí xoa cằm, nhưng yêu đương chủ yếu phải xem cảm giác, có người vừa gặp đã thấy hợp, có người dù tốt với anh đến đâu cũng chỉ có thể làm bạn mà thôi. Anh có cảm giác thì mạnh dạn tiến tới đi, đừng nghĩ đến mấy yếu tố khác làm gì. Khóe môi yến hạc thanh cong lên, nghe em nói có vẻ kinh nghiệm quá nhỉ, thích ai rồi à? Nói hớ rồi, lâm phong trí hết sức trột dạ y làng tránh ánh mắt yến hạc thanh, đâu có. Thôi muộn rồi, không nói với anh nữa đâu, ngủ ngon. Yến Hạc Thanh không chúc y ngủ ngon mà mỉm cười, "Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé." Nhắc tới cuối tuần, Lâm Phong chí nghĩ ngay đến Lục Lẫm, cả trái tim lập tức mềm mại ngọt ngào. "Cuối tuần chắc sẽ vui lắm đây." Mặt y cong cong, "Ừ, anh cũng vậy nha, cuối tuần vui vẻ." Chương 28. Sáng hôm sau, Yến Hạc Thanh vào tiệm văn phòng phẩm mua một cuốn sổ có bìa màu xanh đậm in hình lá cây. Còn mua thêm một cây bút máy xinh xắn. Sau khi tan ca, buổi tối về nhà, Yến Hạc Thanh nấu một tô sủi cào đơn giản, ăn xong lại ôn bài như thường lệ, thứ tư tuần sau sẽ bắt đầu thi cuối kỳ. Đúng 10 giờ, Yến Hạc Thanh tắt máy tính rồi vặn nắp bút máy ra, trước tiên thử viết ba chữ lên giấy nháp. Lâm Phong Trí, cậu quen viết kiểu chữ khải, nét chữ ngay ngắn thẳng thớm, còn nét chữ của Lâm Phong Trí hơi tròn như kiểu chữ nghệ thuật. Yến Hạc Thanh thử viết mấy chữ tròn nhưng vẫn không giống chữ Lâm Phong Chí. Chữ cậu quá chỉn chu. Viết thử xong, Yến Hạc Thanh lật ra quyển sổ sinh sắn mới mua rồi bắt đầu chép nhật ký của Lâm Phong Chí. Ngày 25 tháng 1 năm 202X, thứ bảy này được gặp chú ấy rồi. Mình đã chọn một bộ đồ thật đẹp, liệu chú ấy có thích không nhỉ? Người dự tiệc cưới đông lắm, bảo đảm có rất nhiều người giống mình, đến đó chỉ vì chú ấy thôi. Mình thực sự không chịu được chú ấy bị người khác cướp mất, mình lớn rồi, tỏ tình được rồi lần này nhất định sẽ tỏ tình thành công, trao thân thành công. Yến Hạc Thanh vừa hồi tưởng vừa yên lặng chép lại nhật ký mà Lâm Phong Chí viết hôm nay. Đây là trang nhật ký khiến Lục Mục Chỉ điên tiết nhất. Trong chuyện hắn nổi điên vô số lần, nhất quyết không tin đêm đó Lục Lẫm không lên giường với Lâm Phong Chí. Y đã cởi sạch quần áo rồi chủ động leo lên giường Lục Lẫm. Làm sao bọn họ không xảy ra chuyện gì được, làm sao không ngủ với nhau được nhưng vẫn còn một năm nữa Lục Mục Trì mới phát hiện ra quyền nhật ký của Lâm Phong Trí. Đương nhiên, giờ Yến Hạc Thanh sẽ cho Lục Mục Trì phát hiện sớm hơn, cách thức cũng giống như trong chuyện để quên trên xe Lục Mục Trì. Nhưng lần này không phải nhật ký của Lâm Phong Trí mà là nhật ký của cậu. Yến Hạc Thanh ngừng viết rồi đẩy nắp bút lại, nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ. Yến Hạc Thanh xoa bóp cột sống cổ đau nhức rồi lấy quần áo vào phòng vệ sinh tắm rửa tắm xong cậu sấy tóc gần khô rồi vào bếp kiểm tra mùi ủ, mở nắp thùng ra, mùi cơm rượu nồng nặc ập vào mặt, mùi tô màu vàng nhạt hơi bóng dưới ánh đèn vàng cam, đây là dấu hiệu cho thấy đã ủ thành công. Yến Hạc Thành rũ mắt, con ngươi màu nâu nhạt lộ ra cảm xúc hờ hững. Chuẩn bị bao lâu nay, con mồi cậu sắp sẵn cho lục mục trì rốt cuộc cũng đến lúc ra ngưới. Ngày hôm sau, Yến Hạc Thanh đến quán cà phê đi làm như thường lệ, cuối ngày cậu xin quản lý cho đổi ca tuần này nghỉ thứ bảy và đi làm chủ nhật. Nam phục vụ kia ghen tị hỏi, thứ bảy đi hẹn hò à? Yến Hạc Thanh làm ngơ hắn, đến giờ tan ca, trời lờ mờ tối, tuyết rơi xuống như lông ngỗng, Yến Hạc Thanh nhìn lục thị đèn đốt sáng trưng bên cạnh rồi bật dù lên, đi vào tuyết lớn. Ngồi tàu điện ngầm qua 10 trạm, Yến Hạc Thanh xuống tàu đi ra cổng ga, tìm một quán cơm tây giá cả phải chăng, sau đó ngồi xuống nhắn tin cho lục mục trì. Tôi nghĩ kỹ rồi, hôm nay gặp nhau nói một lần cho rõ đi. Mấy phút sau, Lục Mục Trì gọi tới, sợ rồi à. Hắn tưởng Yến Hạc Thanh sợ bị đuổi học, Yến Hạc Thanh hời hợt đáp, ừ, sợ. Giờ em đang ở đâu? Lục Mục Trì hỏi, Yến Hạc Thanh nói tên quán ăn. Khoảng 40 phút sau, Lục Mục Trì đến, trên áo khoác hắn còn bám tuyết, sau khi ngồi xuống, hắn ngắm nghĩa Yến Hạc Thanh. Phải công nhận Yến Hạc Thanh là người đẹp nhất mà hắn từng gặp ngay cả lâm phong trí cũng không bằng hơn nữa bây giờ yến hạc thanh đã tròn lên đôi chút da không chỉ trắng mà còn sáng bóng mịn màng so với tơ lụa hảo hạng còn mê người hơn trong lòng lục mục trì dâng lên một nỗi thèm khát khó tả hắn muốn bóp mặt yến hạc thanh chắc là mềm mịn lắm lần trước bị yến hạc thanh đấm chảy máu mũi mới đầu lục mục trì vô cùng phẫn nộ nhưng sau khi về nhà hắn càng nghĩ càng thấy yến hạc thanh rất thú vị chỉ cần hắn búng tay thì muốn bao nhiêu bé thỏ trắng dịu dàng ngoan ngoãn cũng có trái lại chinh phục hoa hồng trắng lắm gai như yến hạc thanh mới có cảm giác thành tựu càng khó chiếm thì lục mục trì càng muốn chiếm đôi khi lục mục trì lại nghĩ nếu khi nhận ra mình thích lâm phong trí mà được y đáp lại ngay có lẽ lâm phong trí cũng sẽ không trở thành chấp niệm của hắn nhất định bắt về tay nói đi lục mục trì nhìn xoáy vào yến hạc thanh em muốn nói rõ thế nào Yến Hạc Thanh đẩy thực đơn qua, gọi món trước đi, tôi mời. Lục Mục Trì nhếch miệng, xem ra em quan tâm đến việc học quá nhỉ, còn chủ động mời kẻ rác rưởi như tôi ăn cơm nữa. Mí mắt Yến Hạc Thanh khẽ động, không lên tiếng mà chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, Lục Mục Trì nhíu mày, tôi nói sai à. Chẳng phải trong lòng em tôi chỉ là kẻ rác rưởi chẳng có gì ngoài mấy đồng tiền bẩn sao. Trước kia đúng là vậy thật, Yến Hạc Thanh rũ mắt, hàng mi quá dài che khuất cảm xúc của cậu, giờ tôi chỉ thấy anh đáng thương thôi. Lục mục chỉ biến sắc, em lặp lại lần nữa xem. Không dám tỏ tình với người mình thích, Yến Hạc Thanh không sợ hắn mà giọng nói vẫn bình thản như cũ, chỉ dám tìm người có gương mặt tương tự, đây không phải đáng thương thì là gì. Sắc mặt lục mục chỉ càng thêm khó coi, bỗng nhiên hắn nhếch môi cười khẩy, nếu không phải vậy thì với nhan sắc của em làm sao lọt mắt tôi được, nếu em không có gương mặt này. Tôi không hề giống nó. Yến Hạc Thanh ngước mắt lên, chọn xong chưa? Cậu thản nhiên đổi chủ đề làm cơn giận của lục mục trì nghẹn lại trong ngực, hắn liếc nhìn thực đơn rồi lạnh lùng gọi nhân viên phục vụ tới, như cậu ta. Nếu là trước đây thì lục mục trì đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng giờ hắn lại kiên nhẫn đến không ngờ, dù sao Yến Hạc Thanh cũng sắp về tay, nhịn cậu chút xíu sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhân viên phục vụ ghi món ăn rồi rời đi, chỉ chốc lát sau đã bưng ra hai phần mì ý và bít tết yến hạc thanh không nhanh không chậm cắt bít tết đừng chừng tôi nữa ăn xong nói tiếp tôi đói lắm rồi ánh mắt lục mục trì dần trở nên phức tạp sao yến hạc thanh dám phách lối vậy chứ tưởng mình là anh ruột lâm phong trí thì hắn không làm gì được à không đúng trước khi tìm được lâm phong trí yến hạc thanh cũng chẳng thèm coi hắn ra gì ánh mắt nhìn hắn cứ như đang nhìn một đống rác vậy có lẽ vì đã quen thuộc nên lục mục trì không tức giận nữa mà yên lặng ăn hết phần bít tết rẻ tiền này Trước hôm nay, Lục Mục Trì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ăn bít tết 50 tệ một phần. Ăn xong, Yến Hạc Thanh đến quầy thu ngân tính tiền, Lục Mục Trì chờ ở cửa, nhìn Yến Hạc Thanh qua cửa kính. Dù chỉ đứng xếp hàng vài phút nhưng Yến Hạc Thanh bị bắt chuyện tới mấy lần. Có nam có nữ, đúng là rất có sức hút, ở nơi hắn không thấy, Yến Hạc Thanh nổi bật vậy sao? Lục Mục Trì nhắm mắt lại, móc ra hộp thuốc lá, rút một điếu châm lửa rồi ngậm vào miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Yến Hạc Thanh. Tính tiền xong, Yến Hạc Thanh đẩy cửa ra, bên ngoài rất lạnh, cậu ngước nhìn trời chứ không nhìn lục mục trì, thờ ơ hỏi đưa tôi về nhà được không? Trong lòng lục mục trì lập tức ngứa ngay, đầu lưỡi hắn đào qua răng hàm, chậm rãi nhà khói, được chứ? Dù có nhắm mắt lục mục trì vẫn có thể lái tới chỗ ở của Yến Hạc Thanh, trong xe cực kỳ yên tĩnh, hắn liếc nhìn Yến Hạc Thanh, giờ chỉ có hai chúng ta thôi, em cứ nói thoải mái đi tôi từ chối đề nghị của anh yến hạc thanh bình tĩnh nói lục mục trì suýt lạc tay lái nắm chặt vô lăng tức giận hỏi yến hạc thanh mẹ kiếp em đang đùa với tôi đấy à chỉ trong nháy mắt yến hạc thanh nhét quyền nhật ký vào khe ghế sau đó quay sang nhìn lục mục trì với vẻ thản nhiên tôi không làm thế thân cho người khác đây là nguyên tắc của tôi ngực lục mục trì đột nhiên bị nện mạnh Lý do Yến Hạc Thanh từ chối là không muốn làm thế thân chứ không phải căm ghét hắn sao. Ánh mắt lục mục chỉ hơi biến đổi, tôi có xem em là thế thân đâu. Ít nhất bây giờ không phải là vậy. Giờ hắn biết rất rõ Yến Hạc Thanh và Lâm Phong Chí là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Yến Hạc Thanh không trả lời mà yên lặng nhìn về phía trước, liếc mắt có thể trông thấy góc nghiêng thanh tú trầm tĩnh của cậu. Lục mục trì cũng không nói thêm gì nữa, chờ Yến Hạc Thanh đến cửa chung cư, Hắn không đòi lên lầu mà chỉ nói ẩn ý, lần sau mời tôi ăn nữa nhé, tìm chỗ nào đắt một chút, tôi trả. Yến Hạc Thanh không nói một lời mà quay người lên lầu. Lục mục chỉ dõi theo cậu đi vào cửa chung cư, đèn cảm ứng tự động sáng lên từng tầng, đến khi căn phòng nhỏ trên lầu ba sáng đèn thì lục mục trì mới thu mắt lại rồi lái xe đi. Sắp ra đến đầu ngõ, hắn chợt liếc thấy vật gì đó màu xanh lá trên ghế phụ. Lục mục trì còn rảnh một tay nên cầm lên xem nhìn kỹ lại là một cuốn sổ yến hạc thanh để quên à lục mục trì giở sổ ra đầu tiên nhìn thấy dòng ngày tháng nhật ký sao lục mục trì nổi lên hứng thú chẳng có chút e ngại nào khi nhìn trộm đồ người khác mà háo hức muốn khám phá cuộc sống riêng tư của yến hạc thanh tràn đầy phấn khởi đọc tiếp là nhật ký hôm qua ánh mắt rời xuống đêm tuyết tĩnh mịch một tiếng thắng gấp đột ngột vang lên đằng sau có xe bóp còi nhưng lục mục trì làm ngơ hắn nắm chặt cuốn sổ, hai mắt long sòng sọc vằn vện tơ máu. Lục mục trì nhìn chừng chừng hai chữ, trao thân, khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc. Thảo nào hôm nay Yến Hạc Thanh tìm hắn ngả bài, thì ra cậu đã yêu gã đàn ông khác. Ngày mai còn muốn trao thân nữa. Yến Hạc Thanh là đồ của hắn, ai dám động vào chứ? Ngày mai, lục mục trì nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm. Hắn muốn xem Yến Hạc Thanh trao thân thế nào. Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh vừa gọt xong một quả táo, vỏ táo mỏng mà không đứt rơi xuống kệ bếp, còn giữ nguyên hình quả táo. Giác, Yến Hạc Thanh cắn một miếng, vừa giòn vừa ngọt. 4 giờ chiều hôm sau, Yến Hạc Thanh đón xe đến Tùng Hoa Nhưỡng Xuân. Qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz bám theo không xa không gần. Là xe lục mục trì. Đến khách sạn, Yến Hạc Thanh thản nhiên mở cửa xuống xe. Nhà họ tả đã bao chọn khách sạn, để chuẩn bị cho tiệc cưới chiều nay, từ lúc 4 giờ sau bếp bắt đầu bận tối tăm mặt mũi. Yến Hạc thanh tay chân lanh lẻ, việc gì cũng biết làm nên bận đến nỗi chân không chạm đất. Lục mục chỉ nhìn chằm chằm camera trong bếp, lông mày nhíu lại. Sao Yến Hạc Thanh lại chạy tới đây làm việc vặt, chẳng phải cậu. Lúc này ở cửa khách sạn xuất hiện một bóng người rất quen. Tả quân kiệt, ánh mắt lục mục chỉ lóe lên, hình như mấy ngày trước cha hắn có nói tả quân kiệt kết hôn với đại tiểu thư kiều gia hắn không có hứng thú đi dự đám cưới hơn nữa lục lẫm và tả quân kiệt là bạn thân từ nhỏ nên tất nhiên sẽ đến hắn không muốn đụng mặt lục lẫm thế là kiếm cớ từ chối thì ra đây là lễ cưới của tả quân kiệt lục mục chỉ lại xem tiếp camera trong bếp bảo vệ bên cạnh thờ mảnh cũng không dám đúng lúc này lâm phong trí và lâm phong giật đến chào hỏi tả quân kiệt hai người cười nói đi vào khách sạn chẳng bao lâu sau lục lẫm và sở tử ngọc cũng đến sao giờ hai cậu mới đến tả quân kiệt mặc vest mang giày ra gặp hai người bạn thân rốt cuộc hắn mới nở nụ cười thật lòng thuê phòng cho các cậu trên lầu rồi đấy hay là lên nghỉ trước nhé sở tử ngọc chế nhạo nghỉ cái bếp hôm nay tớ làm phù rể đến cản rượu giùm cậu mà nói đến đây sở tử ngọc lại tỏ ra hào hứng chắc tớ là phù rể già nhất lịch sử ấy nhỉ. Tả quân kiệt nhìn sang lục lẫm, hắn không dám mời lục lẫm làm phù rể, không phải vì ngại thân phận cao quý của lục lẫm mà vì anh làm phù rể thì ai còn nhìn hắn nữa. Tốt xấu gì cũng là lần đầu làm chú rể nên phải chiếm spotlight mới được, hắn vui vẻ nói, vậy lão lục lên nghỉ trước nhé. Phòng 2120 đó, 2120, nghe thấy số phòng lục lẫm, mắt lâm phong trí bỗng lóe sáng. Y kiếm cơ tách khỏi lâm phong giật, hoàn toàn không có ý định dự tiệc mà đi thang máy lên tầng 21. Tối nay gương mặt lâm phong trí ửng đỏ, y muốn cho lục lẫm một bất ngờ lớn. Trong lúc đó ở sau bếp, Yến Hạc Thanh biết lục mục trì vẫn đang theo dõi mình, cậu bình thản sắp xếp các món phụ. Chốc lát sau, một nhân viên phục vụ chạy tới gọi cậu. Tiểu Yến, ra bày bàn dùm nhé, bẩn quá đi mất. Yến Hạc Thanh ngẩng đầu lên, vâng, cậu để món phụ xuống cẩn thận lau khô tay rồi đi tới sảnh tiệc. chương 29, đến sảnh tiệc, khách khứa vẫn chưa vào, lễ cưới được thiết kế theo chủ đề bầu trời vũ trụ đầy sao, mọi thứ trên bàn ăn đều làm bằng vàng, bạc và pha lê. Bộ đồ ăn dùng xong phải trả lại đấy, nhân viên phục vụ gọi Yến Hạc Thanh đến giúp nhắc khẽ, lúc bày ra phải hết sức cẩn thận, lỡ bể một cái là hôm nay tụi mình làm không công luôn đó. Yến Hạc Thanh gật đầu, cậu bày ly pha lê ra rồi xếp khăn ăn với nhân viên phục vụ, chẳng mấy chốc một con tiên Nga sinh động như thật đã thành hình trên tay cậu. Nhân viên phục vụ tỏ vẻ ghen tị, tiểu yến, em mà làm lâu dài thì tốt quá. Vừa dậy đã biết rồi, yến hạc thanh cười nhẹ, trước kia từng xếp rồi mà, chỉ khác chút xíu thôi. Nhân viên phục vụ cũng cười theo, thiếu niên vừa xinh đẹp vừa khiêm tốn ai mà không thích chứ, cô phân công Yến Hạc Thanh bày mấy bàn rồi đi sang bàn khác mỗi bàn đều xếp 10 chiếc khăn ăn hình thiên Nga xinh đẹp. Sau khi bày bộ đồ ăn, Yến Hạc Thanh lại bị gọi đi, khách sắp vào nên phải chuẩn bị bưng thức ăn lên. Lối vào sảnh tiệc dần có tiếng bước chân, Yến Hạc Thanh cúi đầu đi ra từ cửa hông. Lục lẫm không lên phòng nghỉ ngơi mà vào sảnh tiệc, bị một đám người vây quanh, anh bưng ly rượu vang đứng nghe những lời nịnh nọt quen thuộc, thỉnh thoảng hời hợt đáp lại vài câu. Sở tử ngọc khác với lục lẫm, hắn chưa chính thức tiếp quản sở ra, trên hắn còn có cha và anh trai nên những dịp thế này cũng chẳng đến lượt hắn xã giao hắn tìm chỗ ngồi nghịch điện thoại một lát sau lục lẫm đi tới sở tử ngọc cất điện thoại rồi trêu chọc hèn gì cậu không muốn ra ngoài đi đâu cũng bị cả đống người vây quanh thì mệt chết lục lẫm im lặng anh cũng không ghét những cuộc xã giao cần thiết đặt ly rượu xuống một ngụm cũng không uống sở tử ngọc hào hứng nói không phải rượu tiểu yến pha thì cậu không uống à đây là chai Petrus lão tạ khui riêng cho cậu đấy. Nhắc đến Yến Hạc Thanh, lục lẫm cau mày, đừng đem cậu ấy ra đùa. Sở tử ngọc sướng sờ, sau đó hơi nhíu mày, đừng nói hai người không có gì với nhau đấy nhé, tớ chẳng tin đâu, hai hôm trước còn ghé nhà người ta ăn cơm nữa. Người khác không biết lục lẫm đối xử đặc biệt với Yến Hạc Thanh nhưng hắn là bản thân nên biết rất rõ, nếu ai khác đòi hôn lục lẫm thì đã sớm bị vệ sĩ, mời, đi rồi đến nhà bạn ăn bữa cơm cũng bình thường mà lục lẫm thản nhiên nói ánh đèn pha lê hắt xuống mi mắt anh đôi mắt đen tĩnh mịch sâu thẳm sở tử ngọc hết sức hiếu kỳ ăn cơm còn có thể giải thích được vậy buổi tiệc độc thân kia thì sao lục lẫm và yến hạc thanh ở trong phòng cả đêm đâu thể nào uống cốc tai nói chuyện suông được chứ trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu nhưng thấy thái độ lục lẫm rõ ràng muốn dừng ở đây hắn đành phải dằn xuống nỗi hiếu kỳ đúng lúc này hắn liếc thấy một bóng người rất quen, sở tử ngọc dơ ly rượu lên gọi, ê, tiểu lục tổng, cứ tưởng hôm nay cháu không đến chứ. Lục mục chỉ đến sảnh tiệc tìm Yến Hạc Thanh, bị sở tử ngọc gọi, hắn đành phải miễn cưỡng đi tới khép nép gọi, chú. Sau đó quay sang chào hỏi sở tử ngọc, chú tiểu sở cứ đùa, lễ cưới của tả tổng cháu có bận mấy cũng phải đến chứ. Lục Mục Trì và Sở Tử Ngọc giao tiếp rất tự nhiên chứ không câu nệ vai vế, nói chuyện hết sức thoải mái duy chỉ có lục lẫm, hắn thực sự rất sợ người chú này nên không dám lỗ mãng. Lục lẫm hờ hững ở ừ, không nói thêm câu thứ hai, cũng chẳng bảo lục mục trì ngồi xuống, lục mục trì cầu còn không được, giờ hắn chỉ muốn tìm Yến Hạc Thanh mà thôi, nhưng chưa kịp mở miệng thì sở tử ngọc đã đá cái ghế bên cạnh sang, ngồi đi, chúng ta chung bàn. Lục mục trì vô thức nhìn sang lục lẫm, thấy anh không có phản ứng gì. Hắn đành phải ngồi xuống nhưng cứ nhấp nhổm như ngồi bàn trông liên tục tìm kiếm trong đám người. Ngoại trừ sau bếp, camera chỉ có thể quan sát lối vào ở các nơi, hắn thấy Yến Hạc Thanh đến sảnh tiệc nhưng giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Chắc không phải đi tìm gã đàn ông kia rồi đấy chứ. Lục mục chỉ càng lúc càng tức, nếu không phải lục lẫm đang ở đây thì hắn đã đá văng bàn ghế để tìm cho ra Yến Hạc Thanh. Lúc này trên tầng 21, Lâm Phong Chí dùng thẻ phòng vạn năng mở cửa phòng 2120, y rón rén đóng cửa rồi nhắm mắt lại ngửa cổ hít sâu không khí trong phòng y biết lục lẫm chưa từng vào phòng này nhưng tưởng tượng ra mùi hương trên người lục lẫm đó là mùi lá thông sau khi tuyết rơi trái tim y kìm không được run rẩy mùi hương lục lẫm dùng có lẽ được đặt riêng y đã tìm khắp các nhãn hiệu có mấy loại khá giống nhưng từ hương giữa bắt đầu khác đi chỉ có hương đầu là hơi giống chú lục lẫm sắc mặt lâm phong trí ửng đỏ Đè lại lồng ngực phập phồng dữ dội rồi vào phòng tắm. Y muốn tắm rửa trước khi đêm đến. Trong bếp khí thế ngất trời, Yến Hạc Thanh bưng khay ra sảnh tiệc đưa đồ ăn liên tục. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, cô dâu chú rể hôn nhau trên sân khấu, giờ cha mẹ hai bên đang phát biểu, tiếng đàn độc tấu piano du dương vang vọng khắp sảnh. Nhân viên phục vụ len lỏi giữa các bàn, bận rộn bưng đồ ăn lên. Yến Hạc Thanh đảo mắt một vòng, biết chắc mấy bàn bên trái không có lục lẫm cậu lập tức đưa đồ ăn đến mấy bàn này hôm nay phải tránh động mặt lục lẫm tình cờ gặp nhau quá nhiều lần rồi hôm nay không cần gặp lục lẫm nữa mọi sự chú ý đều tập trung vào sân khấu trong sảnh tối lờ mờ thỉnh thoảng người chung quanh bắt chuyện với lục lẫm anh gật đầu tỏ ý mình đang nghe bỗng nhiên ánh mắt lóe lên lục lẫm nhìn về phía xa cách anh bảy tám bàn có một bóng người mảnh khảnh thoáng qua lục tổng người kia gọi mấy lần lục lẫm mới hoàn hồn anh bưng ly rượu lên nhấp một ngủm, rốt cuộc mở miệng, xin lỗi, anh vừa nói gì. Sở tử Ngọc đã rời bàn đi chào hỏi và mời rượu khách khứa, lục mục chỉ chẳng có lòng dạ nào xem hôn lễ, hắn sốt ruột siết chặt tay, cuối cùng đồ ăn cũng bưng lên, hắn ăn qua loa mấy miếng rồi để đũa xuống, đứng dậy tới cạnh lục lẫm cúi đầu nói nhỏ, chú, cháu có việc gấp, cháu đi trước nhé. Lục lẫm còn đang nhớ đến bóng người lúc nãy nên hờ hững gật đầu xem như đáp lại sợ lục lẫm phát hiện, mới đầu lục mục trì đi rất bình thường, khi gần đến cửa, hắn tăng tốc bước chân, chạy như bay vào phòng camera. Hắn kiểm tra từng ô nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng Yến Hạc Thanh. Cứ như cậu đã tan biến vào không khí vậy. Mẹ, lục mục trì trời tục, hắn quay sang nói bảo vệ tua ngược camera về mấy tiếng trước, bảo vệ không dám từ chối mà làm theo. Lục mục trì lại trồm tới xem mấy lần, hết sức tập trung. Bên kia, Yến Hạc Thanh đã bưng xong đồ ăn, trước khi tiệc tàn họ được nghỉ ngơi một lát ngắn ngủi. Tiểu Yến, nhân viên phục vụ lúc nãy bày bàn với Yến Hạc Thanh chạy tới, trên tay bưng một đĩa bánh bía sầu riêng, cô có nụ cười rất dễ thương, đưa cho Yến Hạc Thanh, trong bếp còn dư đấy, làm từ sầu riêng mua sang kinh hôm nay trở tới bằng máy bay, còn nhiều lắm, cho em nè. Yến Hạc Thanh không từ chối ý tốt của cô, đôi mắt hơi cong lên, cảm ơn. Cậu lấy một cái bánh ánh đèn trong phòng nghỉ chiếu xuống vầng trán thiếu niên, bận rộn lâu như vậy mà chán cậu không hề dịn mồ hôi, so với người khác còn đầy đặn láng mịn hơn, nhân viên phục vụ quay sang chớp mắt mấy cái, nhịn không được nói tiểu yến, em đẹp thật đấy, chắc mẹ em phải là đại mỹ nhân ấy nhỉ. Yến Hạc Thanh Yên lặng cắn một miếng bánh vía sầu riêng, vỏ mỏng xốp giòn bọc lấy nhân bánh nóng hổi béo ngậy, là hương vị cậu chưa từng nếm qua, rất mới lạ, rất ngọt, cũng rất ngon, cậu ngước mắt lên rồi nhếch miệng cười nhẹ, vâng, mẹ em đẹp lắm. Sắp đến 11 giờ, tiệc cưới gần kết thúc, tả quân kiệt đã bao chọn khách sạn cho khách nghỉ lại, có mấy người rời tiệc lên lầu nghỉ ngơi. Yến Hạc Thanh không ra sảnh dọn dẹp mà viện cớ đi vệ sinh, sau đó vào thang máy. Lục mục chỉ xem camera nãy giờ muốn lé mắt, thời gian càng lúc càng muộn, hắn nóng nảy đập bàn, má nó, chẳng lẽ tan vào không khí rồi à? bảo vệ sợ sệt rụt vai lại cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại đúng lúc này bảo vệ liếc thấy hình ảnh thang máy ở góc dưới cùng bên trái hắn nhớ từ chiều đến giờ tiểu thiếu ra họ lục này luôn theo dõi nhân viên phục vụ kia hắn vội vã chỉ vào đó rồi hỏi lục thiếu có phải cậu ta không ạ à? lục mục trì đã sắp phát điên hắn lập tức nhìn sang trong màn hình nhỏ chính là yến hạc thanh thấy cậu mặc đồ chỉnh tề Lục Mục Trì thở phào nhẹ nhõm rồi trừng mắt nhìn chầm chầm Yến Hạc Thanh qua camera. Yến Hạc Thanh cố ý đứng ở chỗ camera có thể quay rõ mặt để Lục Mục Trì nhìn thấy mình. Cậu biến mất lâu như vậy chắc Lục Mục Trì đã cạn sạch kiên nhẫn rồi. Đến tầng 21, Yến Hạc Thanh đi ra ngoài rồi biến mất khỏi camera. Khách sạn vừa phải bảo đảm an toàn vừa phải giữ sự riêng tư cho khách. Trên lầu không có camera nhưng xem bấy nhiêu cũng đủ rồi. Lục mục Trì quay người tranh thủ từng giây chạy tới thang máy. Đi thẳng lên tầng 21, bên ngoài là hành lang yên tĩnh, tầng 21 toàn phòng VIP, chỉ có 5 phòng. Lục mục trì đã chuẩn bị sẵn thẻ phòng vạn năng mà hắn bắt giám đốc khách sạn đưa cho mình. Bất cứ phòng nào trong khách sạn cũng có thể mở ra, hắn bắt đầu tìm từ phòng gần nhất, 2116. Cạch, cửa mở ra, lục mục trì đẩy cửa đi vào, trong căn phòng mở tối vang lên những âm thanh mờ ám lục mục trì siết chặt tay đi nhanh vào phòng ngủ trước cửa sổ sát đất có hai bóng người đè lên nhau bất thình lình nghe tiếng mở cửa cô gái hoàn hồn trước thấy lục mục trì đứng ở cửa thì lập tức hét toáng lên lục mục trì thấy không phải yến hạc thanh thì quay đầu bỏ đi cũng may không phải là yến hạc thanh nếu không lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng lục mục trì vừa nghĩ tới có người chạm vào yến hạc thanh hắn lập tức mất hết lý trí càng đi nhanh hơn 2118, không có ai, lục mục chỉ ra ngoài rồi xài bước tới phòng 2.120 đối diện. Cạch, một tiếng động khẽ vang lên, trong hành lang thoát hiểm, Yến Hạc Thanh lạnh lùng đứng quan sát. Khi thấy lục mục trì vào phòng 2120 thì thờ ơ quay người xuống lầu. Cùng lúc đó, thang máy tinh, một tiếng rồi dừng lại ở tầng 21, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước ra, giày da dẫm trên thảm lông dê không phát ra tiếng động nào. Phòng 2120, ánh đèn lung linh mở ảo phía xa hắt vào cửa sổ sát đất, trên chiếc giường cực lớn phồng lên một khối rõ ràng. Nghe tiếng mở cửa, còn có tiếng bước chân càng lúc càng gần, ngón chân lâm phong trí ngượng ngùng cuộn lại, nhẹ nhàng quặp lấy ga giường mỏng manh. Giờ y đang khỏa thân, y đã từ bỏ lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình, y thực sự rất thích lục lẫm. Cũng rất sợ lục lẫm thích người khác, y háo hức trông ngóng đến lúc trưởng thành là vì ngày hôm nay. Y không chịu được lục lẫm thuộc về người khác, dù có phải chờ chẽn đem thân mình ra quyến rũ thì y cũng sẵn lòng. Tiếng bước chân tới gần, rốt cuộc dừng lại bên giường. Hai tay lâm phong trí túm chặt miền lông ngỗng, tim đập thình thịch, trong gian phòng yên tĩnh nghe như tiếng trống, lục mục trì cũng nghe rõ mồn một, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Thì ra, trao thân bằng cách này đây, cởi sạch quần áo rồi leo lên giường đàn ông. Lục mục trì cười lạnh, hắn bật điều khiển trong tay gian phòng rộng lớn lập tức sáng như ban ngày đường cong uốn lượn trên giường vô cùng quyến rũ có thể đoán được dưới tấm chăn kia là cảnh đẹp tuyệt trần cỡ nào lục mục trí quang điều khiển đi rồi tiến lên ôm đống chăn thả xuống đất á à, lâm phong trí giật mình kêu to đầu tiên y thẹn thùng ngẩng mặt lên khi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ bàng hoàng kia nụ cười của lâm phong trí đông cứng trên mặt thậm chí quên mất mình đang khỏa thân ngồi dậy hỏi sao lại là anh Lục mục trì cũng cứng đờ. Trước mắt là thân hình kiều diễm mà hắn từng mơ thấy mình vuốt ve vô số lần, trắng nõn mê người hệt như trong mộng. Nhưng, giờ lại xuất hiện trên giường đàn ông khác. Thậm chí hắn còn không rảnh suy nghĩ tại sao Yến Hạc Thanh biến thành lâm phong trí. Hai mắt lập tức nổi đầy tơ máu vì phẫn nộ. Đúng lúc đó, giày ra bước trên sàn nhà phát ra âm thanh đều đều dừng lại ở cửa. Lục Mục Trì và Lâm Phong Trí đồng loạt nhìn sang. Ngoài cửa phòng ngủ, lục lẫm khẽ nhíu mày, sau đó không nói lời nào mà quay lưng bỏ đi. Cạch, còn tiện tay đóng cửa lại, trong đầu lâm phong trí, ầm, một tiếng. Làm sao bây giờ, lục lẫm hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm rồi. Anh hiểu lầm y và lục mục trì. Cả khuôn mặt lâm phong trí lập tức trắng bệch, thậm chí còn không để ý bí mật của mình bị lục mục trì phát hiện. Cũng chẳng đoái hoài tới việc mặc quần áo mà vội vàng đuổi theo lục lẫm giải thích, không phải đâu. Chú lục lẫm, chưa kịp chạy mấy bước thì cánh tay y đã bị lục mục trì túm lại. Lâm Phong Trí vùng ra không được, gấp đến độ hét lạc cả giọng, lục mục trì, buông em ra. Lục mục trì quay đầu, Lâm Phong Trí đang gỡ tay hắn thì đột nhiên bị ánh mắt hắn dọa sợ, Lâm Phong Trí co rúm lại, không dám vùng vẫy nữa. Lục mục trì siết chặt ngón tay như muốn bóp nát cánh tay Lâm Phong Trí, hắn nghiến răng rít lên từng chữ, người em thích là chú tôi. Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Lâm Phong Trí ra miệng thịt mềm, chẳng mấy chốc cánh tay đã bầm tím một mảng làm y vô cùng đau đớn, thế là dứt khoát thừa nhận, dù sao cũng bị phát hiện rồi, thừa nhận cũng chẳng sao cả, đúng vậy, em thích chú lục lẫm đấy. Anh mau buông tay ra đi, đau chết mất, ánh mắt lục mục trì tối tăm, những ký ức trước kia trở nên vô cùng sống động. Lục mục trì, anh có nhà không? Nhà chính ấy, em tới thăm anh nhé. Không phải, lâu rồi không gặp nên nhớ anh thôi. Lục mục trì, em mời anh chơi khúc côn cầu trên băng nhé. À phải rồi, chú anh đã hẹn hò với ai chưa? Đâu có gì, tại dạo này anh cả em có bạn gái phiền phức lắm, em chỉ lo cho anh thôi, sau này có thêm một người thím quản anh rồi. Thì ra, tất cả chỉ là lợi dụng hắn, đột nhiên lục mục trì đầy lâm phong trí ngã xuống giường, một tay bóp chặt cầm y, lạnh lùng nói bên tai y, muốn làm thím tôi à, còn lâu em mới xứng dọn dẹp xong sành tiệc, Yến Hạc Thanh lãnh lương hôm nay, một nghìn tệ. Đầu bếp còn lấy thêm đồ ăn cho cậu, toàn món ngon cả đấy, về nhà hâm lại rồi ăn. Còn có hai hộp bánh pía sầu riêng mua sang kinh. Yến Hạc Thanh lễ phép cảm ơn rồi xách đồ qua cửa hung ra khỏi khách sạn, trễ quá không còn tàu điện ngầm nên cậu tới ven đường đón xe. Cùng lúc đó, ở bãi đỗ xe bên kia khách sạn, một chiếc Bugatti màu đen chậm chậm, chậm chạy ra. Chương 30 Yến Hạc Thanh vừa đứng mấy giây thì có một chiếc taxi dừng lại. Lên xe nói địa chỉ, Yến Hạc Thanh nhìn ra cửa sổ, tài xế lái đi, đèn đường lờ mờ, một chiếc xe chạy ngang qua. Tầm nhìn nâng lên, khách sạn cao tầng lùi lại phía sau, đèn đốt sáng trưng. Chắc là bắt đầu rồi, Yến Hạc Thanh hờ hững nghĩ. 2120, Lâm Phong trí đau đến nỗi nước mắt tuôn như mưa, trước mắt là lục mục trì vừa lạ lẫm vừa thô bảo, y hoàn toàn đầy không ra hơn nữa toàn thân lục mục chỉ tỏa ra khí thức nguy hiểm, còn đè lên người y. Lâm Phong trí nhịn không được run rẩy khó nhọc thốt ra từng chữ đứt quáng, anh. Anh muốn làm, gì? Trong mắt y tràn ngập khiếp sợ, lục mục chỉ không nói lời nào, ngón tay lướt dọc chiếc cổ mịn màng như tơ lụa. Lâm Phong trí lập tức nổi ra gà, y không khỏi luống cuống. Thật ra y đã lờ mờ nhận ra lục mục trì thích mình từ lâu. Nhưng y chưa chắc chắn, lại không thích lục mục trì nên cố tình lờ đi giờ phát giác ý đồ của lục mục trì y bắt đầu dẫy ruộng loạn xạ anh điên rồi em không thích anh á à. chỗ yêu ớt bị nắm chặt lâm phong trí vừa xấu hổ vừa khó chịu hai mắt đẫm lệ khóc lóc cầu xin lục mục trì anh đừng vậy mà em sợ lắm lục mục trì mắt điếc tai ngơ bàn tay thô bạo dày vào lâm phong trí làm y đau đớn hét lên một tiếng á à. lục mục trì đột nhiên khượng lại có một tích tắc hắn thật sự muốn cưỡng hát yếp lâm phong trí Chí. đây chính là bảo bối hắn dốc lòng che chở lợi dụng hắn lột đồ leo lên giường chú hắn nhưng khi nghe lâm phong trí kêu đau đột nhiên hắn cảm thấy rất vô vị thu tay lại rồi nói một câu lâm phong trí mẹ kiếp em đê tiện thật đấy hắn rời khỏi người lâm phong trí rồi đi nhanh ra khỏi phòng mà không hề quay đầu lại được trả tự do nhưng lâm phong trí vẫn bất động nước mắt thi nhau trào ra trong lòng nhục nhã tột độ hồi lâu sau mới kéo ga giường chùm kín người mình rồi co do khóc nức nở lục mục trì vào thang máy xuống bãi đỗ xe sau khi lên xe ngay cả dây an toàn cũng không cài mà lao nhanh trên đường một cách vô định chẳng biết qua bao lâu ánh mắt hắn rơi vào cuốn sổ trên bảng điều khiển màu xanh sẫm hoa văn lá cây tỏa ánh nhũ mở nhạt dưới đèn xe nhật ký yến hạc thanh lục mục trì nghiến chặt răng trong miệng đầy mùi máu tươi hắn đột một bẻ tay lái rồi quay xe lao tới chỗ quen thuộc. Trời tối người yên, trên taxi rất yên tĩnh, tài xế không lên tiếng, đêm hôm khuya khoát, ông nhận ra vẻ mặt thiếu niên này tràn đầy mỏi mệt. Đã gần nửa đêm, trên đường xe cộ thưa thớt, may mà toàn gặp đèn xanh nên về chung cư sớm hơn mọi khi nửa tiếng, Yến Hạc Thanh trả tiền, nói cảm ơn rồi xuống xe. Chung cư này hầu hết là khách trọ, đêm khuya đi làm về mới là giờ cao điểm cả chung cư đều bật đèn sáng trưng. Đây cũng là lý do tại sao ở đây có nhiều mèo hoang. Khách trọ chuyển đi, có người đem theo thu cưng, cũng có người bỏ lại tại chỗ. Sắp đến cuối năm, dạo này mèo hoang càng đông hơn trước. Yến Hạc Thanh lên lầu ba, trước cửa còn chất mấy thùng đồ hộp cho mèo, cậu mở cửa ra, không thay giày mà treo đồ ăn sau cửa rồi đóng lại, bưng bốn thùng đồ hộp xuống lầu. Bốn thùng hơi nặng nên Yến Hạc Thanh bưng khá vất vả, cậu đi rất chậm, đến chỗ hay cho mèo hoang ăn, cậu khui từng hộp rồi ngồi xuống để dưới đất, sau đó gọi khẽ mấy tiếng. Chẳng bao lâu sau, lũ mèo nối đuôi nhau chui ra từ chỗ tối, Yến Hạc Thanh hay tới cho ăn nên chúng rất quen thuộc với cậu, không hề đề phòng mà ăn như lốc cuốn. Đồ hộp cao cấp toàn thịt và nước sốt thơm ngon nên lũ mèo hoang ăn rất nhanh. Bên chân Yến Hạc Thanh có một con mèo gầy nhom, cậu lẳng lặng canh chừng không cho mèo khác tới dành ăn với nó chờ nó ăn no nê rồi thỏa mãn ngồi liếm lông yến hạc thanh mới đứng dậy về nhà sắp đến cửa chung cư cậu nhìn thấy một chiếc mercedes ben ngang ngược đậu giữa đường cửa xe cũng chưa đóng có thể nhìn ra lúc xuống xe chủ nhân tức giận cỡ nào lục mục chỉ có đến hay không đều nằm trong kế hoạch của yến hạc thanh chỉ là sớm hay muộn mà thôi cậu không dừng lại mà thản nhiên bước vào chung cư vừa đi vào thì một tiếng xe gió vang lên có vật gì đó sượt qua mặt cậu rồi rơi bịch xuống đất sau lưng cậu. Gò má bên phải của Yến Hạc Thanh hơi nhói, có lẽ đã bị chảy xước, cậu quay đầu nhìn, sau lưng cậu không xa là một cuốn sổ màu xanh sẫm, hoa văn lá cây tỏa ánh sáng mờ mờ. Yến Hạc Thanh không lên tiếng, trái lại lục mục chỉ mất bình tĩnh trước, đôi mắt té lửa của hắn nhìn cậu chừng chừng. Em cố ý để quên nhật ký của Lâm Phong Chí trên xe tôi chứ gì. Hàng mi dài của Yến Hạc Thanh rũ xuống, đáy mắt lóe lên một tia sáng mờ nhạt cậu lập tức nắm được thông tin mấu chốt lục mục trì không nhớ chữ viết của lâm phong trí thời đại internet mọi người đều giao tiếp với nhau bằng cách gõ chữ trong tích tắc yến hạc thanh nghĩ ra một cách đối phó tuyệt vời thậm chí còn gián tiếp hỗ trợ kế hoạch sắp tới của cậu yến hạc thanh quay lưng khom người nhặt cuốn sổ lên rồi bình tĩnh nắm chặt trong tay sau đó đi tới bình thản đối diện với vẻ mặt tức giận của lục mục trì đúng vậy Lục Mục Trì không hề nghi ngờ gì, Yến Hạc Thanh là anh ruột Lâm Phong Trí, hai người vẫn luôn liên lạc với nhau, Yến Hạc Thanh lấy được nhật ký của Lâm Phong Trí là điều hết sức bình thường. Lục Mục Trì nheo mắt lại đầy nguy hiểm, hắn nhìn Yến Hạc Thanh chầm chầm, sao phải làm thế? Yến Hạc Thanh biết rõ hắn thích Lâm Phong Trí mà còn cho hắn xem nhật ký của y, cố tình để hắn đi bắt gian, chẳng lẽ? Một đáp án vô cùng sống động xuất hiện, tim Lục Mục Trì bỗng nhiên đập loạn. Yến Hạc Thanh không trả lời, mắt cậu trong veo như hai hồ nước, bình tĩnh đối đầu với ánh mắt lục mục trì, đúng vậy, tại sao nhỉ? Đèn cảm ứng ở lầu một sáng lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống mặt Yến Hạc Thanh. Trên má phải của cậu, chỗ gần đôi mắt bị cuốn sổ làm chảy một vết nhỏ ưa máu, tựa như bờ mi dưới kẻ eyeliner màu đỏ nhạt. Trong ánh sáng lờ mờ đôi mắt hồ ly nâu nhạt pha lẫn màu cát vàng toát ra một vẻ đẹp hút hồn trời sinh. Cổ họng lục mục trì chợt thắt lại, lúc nãy hắn nhìn thấy lâm phong trí cũng không hề có cảm giác này giọng hắn vô thức dịu xuống tôi hỏi em chứ không phải em hỏi tôi vẻ mặt yến hạc thanh trầm tĩnh đáp án phải do mình tự tìm chứ không phải người khác nói cho cậu nhấc chân đi tới lục mục trì chặn ở đầu cầu thang cậu lách mình qua cánh tay hắn cảm ơn đồ hộp cho mèo của anh tụi nó ăn vui vẻ lắm yến hạc thanh lên lầu tiếng bước chân không nhanh không chậm đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa lục mục trì mới đột ngột bừng tỉnh hắn ngước nhìn cầu thang tối om đáp án trong đầu dần hình thành yến hạc thanh không muốn làm thế thân của lâm phong trí lại cố ý để hắn phát hiện lâm phong trí thích chú mình chẳng lẽ là vì yến hạc thanh đang ghen sao cậu thích hắn ư tim hững đi một nhịp đập mạnh đến không ngờ đóng cửa lại yến hạc thanh cười dày rồi vào bếp trước không bật đèn mà mượn ánh đèn đường mờ nhạt ngoài cửa lật cuốn sổ ra xé đi tờ nhật ký kia sau đó lấy hộp diêm dự phòng quẹt một cây, đốm lửa nho nhỏ màu đỏ cam lóe lên, Yến Hạc Thanh đốt góc tờ giấy rồi thả xuống bồn rửa chén. Cậu lặng lặng nhìn tờ giấy bị thiêu rụi, ánh lửa phản chiếu trong con ngươi hệt như hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đáy mắt. Chỉ giây lát sau, những mảnh vụn màu đen là tả rơi xuống. Đốt xong, Yến Hạc Thanh vặn vòi nước xả hết đống cho tàn kia xuống cống. Về phòng, chỗ bị cháy đau âm ỉ, cậu dán một miếng băng cá nhân lên vết thương. Hôm sau, Yến Hạc Thanh thức dậy đúng giờ như thường lệ, học từ vựng xong thì ăn điểm tâm, sau đó đi làm. Chủ nhật vắng khách, Yến Hạc Thanh nhàn nhã làm nốt ngày cuối cùng ở quán cà phê. Trương Thanh nghe quản lý nói sau hôm nay Yến Hạc Thanh sẽ không đến nữa, dù đã biết trước sẽ có ngày này nhưng khi nó tới, lần đầu tiên Trương Thanh cảm thấy thật ra thời gian trôi chậm một chút cũng rất tốt. Cô chạy vào bếp lấy một túi bơ lớn cho thú cưng, giấu đi tâm trạng xa sút của mình rồi tươi cười đưa cho Yến Hạc Thanh, sau này có rảnh hoặc muốn lấy thêm đồ ăn cho mèo thì cứ tới đây nhé. Yến Hạc Thanh cầm lấy rồi mỉm cười, cảm ơn, kết toán lương lần cuối, quản lý thưởng thêm cho Yến Hạc Thanh 3.000 tệ rồi dặn đi dặn lại, mai mốt nghỉ hè hay nghỉ đông thì tới làm nhé, ở đây lúc nào cũng chào đón em hết. Yến Hạc Thanh đáp ứng, sách theo bơ cho thú cưng, còn có bánh kem vuông mua nửa giá lần cuối cùng, Yến Hạc Thanh rời khỏi quán cà phê. Đi ngang trụ sở lục thị, Cậu ngước mắt nhìn lên, tầng thượng vẫn khuất trên chỗ cao nhất, hoàn toàn không thấy được. Tối qua chắc lục lẫm không thấy cậu đâu nhỉ? Thu mắt lại, đã là mùa đông, gió lạnh quất vào mặt hơi đau, Yến Hạc Thanh kéo khăn quàng cổ che khuất nửa mặt rồi đi tới ga điện ngầm trong ánh đèn đường vàng vọt. Về nhà đã gần 8 giờ, Yến Hạc Thanh không nấu cơm mà rót một ly nước nóng, mở hộp bánh kem ra, yên lặng ăn bữa tối hôm nay của mình. Lần đầu tiên ăn bánh kem trong ký ức chính là bánh kem vuông trên lớp kem sơ xài có một quả mứt anh đào, thật ra mùi vị mứt anh đào rất kỳ quái nhưng chắc vì do mẹ mua nên cậu luôn ăn rất vui vẻ. Ăn xong bánh kem vuông, Yến Hạc Thanh kéo hộp bàn trà ra, bên trong là thẻ nhân viên của viện mồ côi Rainbow Bridge. Dây đeo màu xanh, tấm thẻ có hàng chữ viện mồ côi Rainbow Bridge được bọc trong túi nhựa. Yến Hạc Thanh lấy thẻ nhân viên ra rồi mở ngăn ba lô. Lúc chụp ảnh căn cứ cậu đã chụp thêm một bộ ảnh thẻ dự phòng, cậu lấy nó ra, Tổng cộng 8 tấm, 4 tấm hàng trên và 4 tấm hàng dưới. Yến Hạc Thanh cầm kéo cẩn thận cắt một tấm, sau đó rút thẻ nhân viên ra khỏi túi nhựa để dán ảnh vào, ở cột họ tên, cậu vặn nắp bút máy, nắn nót viết ba chữ Yến Hạc Thanh kiểu chữ khải đẹp như đánh máy. Điền xong thẻ nhân viên, Yến Hạc Thanh nhét lại vào túi nhựa, sau đó đặt lên bàn rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm. Công việc mới ngày mai, đăng ảnh kèm chú thích lên vòng bạn bè mà chỉ mình lục lẫm thấy được. Giờ trong danh bạ của cậu đã có thêm một cái tên Lâm Phong Trí Ngày nào Lâm Phong Trí cũng đăng ảnh phong cảnh hoặc món ngon lên vòng bạn bè nhưng hôm qua thì không, chắc vì bị đả kích quá mạnh. Yến Hạc Thanh không rõ tối qua Lục Lẫm có đến phòng 2120 hay không, cậu đăng status này lên vòng bạn bè chỉ để thăm dò thái độ của Lục Lẫm đối với mình. Nếu Lục Lẫm hiếu kỳ về cậu thì sẽ không làm ngơ. Lần trước đến viện Mồ Côi, lúc về nhân viên tiếp cậu nghe điện thoại ông nói có một doanh nghiệp tài trợ cho viện mồ côi, sau này ngẫm lại có thể doanh nghiệp kia chính là Lục Thị. Yến Hạc Thanh suy đoán Lục Thị đang làm từ thiện, làm từ thiện không thể nào chỉ đi một lần được. Ngày mai Lục Lẫm có lý do để xuất hiện, nếu làm từ thiện bình thường thì Lục Lẫm không cần đến nhiều lần, nếu ngày mai xuất hiện thì chứng tỏ Lục Lẫm đã xem vòng bạn bè của mình. Yến Hạc Thanh để điện thoại xuống, tối nay cho mình nghỉ ôn bài một bữa. Ngày mốt bắt đầu thi cuối kỳ, cậu đã chuẩn bị kỹ càng. Hiếm khi được thư giãn, Yến Hạc Thanh lựa chọn ngủ một giấc thật ngon, tắm xong cậu tưới nước cho sen đá rồi lên giường đi ngủ. Cũng chỉ mới 9 giờ mà thôi, lục lẫm thấy được bài đăng của Yến Hạc Thanh trong vòng bạn bè. Trong tấm ảnh thẻ nền xanh, dáng vẻ thiếu niên thanh tao nhẹ nhàng, khóe miệng hơi cong lên. Chụp ảnh thẻ mà đẹp như vậy, lục lẫm chỉ mới thấy mình Yến Hạc Thanh. Nam sinh gầy như vậy cũng chỉ có mình cậu trong đầu lại hiện ra bóng lưng thoáng thấy tối qua sau đó lục lẫm để di động xuống rồi nhấp điện thoại bàn gọi cho trợ lý điện thoại kết nối rất nhanh khi nào tặng quà cho viện mồ côi rainbow bridge chủ nhật bị xếp gọi làm trợ lý còn tưởng xảy ra chuyện lớn nghe hỏi về viện mồ côi thì thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức trả lời thứ bảy tuần sau ạ. À. rời sang ngày mai đi gửi danh sách quà tặng cho tôi ngay nhé lục lẫm cúp máy trợ lý hết sức kinh ngạc đây là lần đầu tiên lục lẫm để ý đến chuyện nhỏ nhặt như tặng quà này. Cũng không phải lục lẫm mặc kệ việc nhỏ mà là lục thì có tới mấy trăm ngàn nhân viên, mỗi ngày khởi động dự án mấy chục tỷ, nếu phải ôm đồm mọi chuyện lớn nhỏ thì lục lẫm làm việc suốt 24 tiếng không ngủ cũng chẳng tài nào xử lý hết. Lục lẫm chỉ lo việc lớn, còn những việc nhỏ khác tất nhiên sẽ do người làm công ăn lương như bọn họ xử lý. Trợ lý nhanh chóng gửi danh sách tới. Lục Lẫm mở email rồi tải danh sách quà tặng về xem, đều là văn phòng phẩm, sách báo, đồ chơi, quần áo, sữa bột, đồ ăn vặt thông thường, còn có tã lót mà viện mồ côi cần nhất. Xem đến trang cuối cùng, Lục Lẫm lại gọi cho trợ lý, thêm một khối pha lê lập phương nữa. Trợ lý biết pha lê lập phương, trên bàn làm việc của Lục Lẫm có một cái, là vật trang trí khơi nguồn sáng tạo. Nhưng khác với pha lê lập phương bình thường, vật trang trí kia của lục lẫm làm từ pha lê nguyên chất. Nghe nói mấy trăm ngàn tệ một cái, trợ lý không rõ tại sao lục lẫm muốn tặng thêm vật trang trí cho viện mồ côi, nhưng sếp đã dặn thì vẫn phải làm. Trợ lý thêm pha lê lập phương vào danh sách, chợt nghĩ đến một chuyện nên hỏi ngay, ngày mai sếp muốn đi à? Có cần tăng cường truyền thông không sếp? Hủy bỏ truyền thông đi, lục lẫm giơ tay xem đồng hồ, 9 giờ sáng mai lên đường. Ngụ ý là anh sẽ đi trợ lý đáp, em sắp xếp ngay đây à? Yến Hạc Thanh ngủ một giấc ngon lành, cậu không ăn sáng mà leo lên cân trước. 58 kg rưỡi, vẫn hơi gầy nhưng đang tăng dần đều. Bữa sáng Yến Hạc Thanh ăn thêm hai cái bánh bao. Đi tàu điện ngầm rồi lại đi bộ, khi đến viện mồ côi Rainbow Bridge chỉ mới 7 rưỡi. Không có bảo vệ, cổng lớn mở toang. Yến Hạc Thanh đi vào viện mồ côi, thời tiết không tốt lắm mà hơi âm u, ký thúc xá của lũ trẻ bật đèn sáng trưng chúng cũng đã ngủ dậy. Yến Hạc Thành đi tới phụ một tay, có mấy đứa trẻ bị liệt không thể tự chăm sóc mình nên phải mặc đồ cho chúng. Lũ trẻ bị liệt ở trên lầu năm, vừa lên lầu năm đã ngửi thấy mùi ẩm mốc thoang thoảng, hành lang bị bịt kín bằng lưới sắt li ti, dù có nắng cũng không thể chiếu vào. Không có phòng học mà chỉ có hai phòng lớn, nam một phòng, nữ một phòng. Cửa mở rộng, ánh sáng dọi vào, phòng đầu tiên có tám bé trai, tất cả đều bị liệt hoặc mắc bệnh đau nên không thể tự chăm sóc mình dì trương cậu gặp lần trước đang nhanh nhẹn thay tã cho một đứa bé trong số đó thật ra những đứa trẻ này đều đã lớn nhưng ban đêm không ai chăm sóc nếu không mặc tã sẽ tiêu tiểu đầy giường công việc này vừa mệt vừa bẩn trước đây tình nguyện viên từng tới mấy lần thay một lần lại chạy đi nôn từ đó không bao giờ lên lầu năm nữa dì trương cứ tưởng yến hạc thanh cũng sẽ như thế nhân chi thường tình bà biết người trẻ tuổi không thể làm nổi việc này nào ngờ yến hạc thanh không chỉ làm rất tốt mà còn cực kỳ tận tâm đến phòng bé gái bên cạnh cậu đóng cửa lại rồi chờ bên ngoài đợi dì trương thay tã xong mới yên lặng vào thu dọn đống bừa bộn hôi thối kia dì trương đều thấy hết trên đường đến phụ giúp nhà ăn bà chủ động hỏi yến hạc thanh tiểu yến trong nhà cháu còn em trai em gái nữa đúng không trăm người giỏi thật đấy yến hạc thanh chỉ cười không đáp Dì Trương hiểu ra, bà vỗ vỗ cánh tay Yến Hạc Thanh xem như an ủi, đến nhà ăn, dì Trương cố ý bảo Yến Hạc Thanh đi phát bữa sáng, nãy giờ thiếu niên này đã mệt gần chết rồi. Dì Trương lấy ra một chiếc áo blau trắng xếp xó đưa cho Yến Hạc Thanh. Đôi khi lụa đẹp vì người, Yến Hạc Thanh mặc blau trắng tràn ngập khí chất thư sinh, ở nhà ăn mà cứ như đang ở phòng thí nghiệm. Đến quầy, Yến Hạc Thanh nhanh nhẹn chia bữa sáng. Món ăn khá phong phú, cháo, bánh quẩy, bánh bao thịt, mỗi em nhỏ còn có một quả táo. Táo là loại táo ta vừa nhỏ vừa xấu nhưng rất giòn ngọt. Lũ trẻ thấy Yến Hạc Thanh thì hết sức hiếu kỳ, lấy bữa sáng xong vẫn chưa đi mà vây quanh cửa quầy kiễm chân nhìn cậu. Đứa nào cũng ríu rít nói, anh đẹp quá à, anh có đến thăm tụi em thường xuyên không ạ? À? Cùng lúc đó, ba chiếc xe tải lớn tiến vào viện mồ côi Rainbow Bridge, theo sau là một chiếc Bugatti màu đen. Viện trưởng đã chờ sẵn ở cổng chiếc Bugatti màu đen dừng lại ở chỗ đậu xe tạm thời trong sân thấy người mở cửa bước xuống không phải trợ lý mà là lục lẫm viện trưởng lập tức đi tới bắt tay rồi sốt sáng nói lục tổng chắc ngài chưa ăn điểm tâm đúng không đi nào nhà ăn chúng tôi đang phát bữa sáng ông chỉ vào một tòa nhà cách đó không xa ngay đằng kia kìa gần lắm lục lẫm bắt tay viện trưởng rồi nhìn quanh nhưng không thấy người đâu anh thu mắt lại hỏi chẳng phải hôm nay có tình nguyện viên à Viện trưởng sững sờ, tình nguyện viên, tình nguyện viên nào? Ông hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời, giờ này chắc đang phụ giúp ở nhà ăn đấy ạ. À? Lục lẫm lập tức nhấc chân đi tới nhà ăn. Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn, cảm ơn bạn đã lắng nghe.